Ninh Thiên Đô nói ra, ngươi không nên đem địa ngục nhìn quá thần bí, chúng ta thế giới bao la thuộc về bên ngoài, địa ngục thì là thuộc về âm diện. Cho tới nay, bên ngoài đều là thế giới bao la chúa tể. Mà địa ngục thì là tàng long ngọa hổ tồn tại, cái này tàng long ngọa hổ cũng không phải là nói bọn họ dơ bẩn. Mà là bởi vì trên thế gian có thật nhiều người sau khi chết, hồn phách không rời, dành dụm tại u ám nơi hẻo lánh. Nếu như những này oan hồn số lượng nhiều tới trình độ nhất định, lúc đó đối với chúng ta bên ngoài thế giới tạo thành rất lớn bất an nhân tố. Cho nên, cũng liền có địa ngục xuất hiện. Địa ngục thu nạp âm hồn, oan hồn, lấy âm khí, sát khí vì tẩm bổ chi vật. Bọn họ nhất định là muốn sinh tồn ở u ám bên trong. Địa ngục đến là ở đâu? La Quân nhìn không được hỏi. Phải vào địa ngục, cần tìm đến địa ngục chi môn. Ninh Thiên Đô nói ra. La Quân đột nhiên liền nhớ lại đến, Lạc Ninh chính là muốn qua địa ngục chi môn bên trong. Địa ngục chi môn lại là ở đâu? La Quân hỏi lần nữa. Ninh Thiên Đô nói ra, địa ngục chi môn ở nơi nào, vi sư cũng không biết. Năm đó Lăng Tiền Bối đi qua địa ngục chi môn, về sau, rất ít lại có địa ngục chi môn truyền thuyết. La Quân nghĩ đến Lạc Ninh, trong lòng của hắn hơi hơi phiền muộn. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục lại truy vấn Thiên Đô sư tôn. Sau đó, La Quân còn nói thêm, nếu là đều có các nói, như vậy những này địa ngục người đến chúng ta bên ngoài thế giới tới là làm cái gì? Xem bọn hắn lại muốn chiếm lấy tiền tài, lại muốn đánh cắp khí vận mệnh cách, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Ninh Thiên Đô khe khẽ thở dài, nói ra, thiên địa sát kiếp tiến đến, đây đối với địa ngục tới nói cũng là một cơ hội. Chỉ sợ bọn họ là muốn âm dương điên đảo, từ âm diện thế giới tới làm chủ làm thịt. La Quân hãi nhiên, nói ra, đây chẳng phải là người trong thiên hạ hạo kiếp. Ninh Thiên Đô nói ra, ngược lại cũng không cần lo lắng, âm dương kết luận chính là thiên đạo an bài. Địa ngục muốn làm chủ làm thịt, thực cũng là lấy trứng chọi đá. Bất quá bọn hắn khẳng định là chưa từ bỏ ý định, muốn thử một chút. La Quân như có điều suy nghĩ. Ninh Thiên Đô nói ra, người đắc tội địa ngục người, ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn mới là. La Quân lập tức nói, đa tạ sư phụ quan tâm, đệ tử sẽ cẩn thận. Ninh Thiên Đô gật gật đầu, còn nói thêm, đúng, vi sư nhớ kỹ người thật giống như cùng Lao Sơn nội gia quán Lâm Văn Long có chút ân oán đúng hay không? La Quân nao nao, không hiểu Thiên Đô sư tôn vì cái gì đột nhiên muốn xách cái này một gốc dạ. La Quân không dám giấu giếm, ngay sau đó liền nói ra, đúng. Ninh Thiên Đô không khỏi cười khổ, nói ra, người tiểu tử này, thật đúng là hội bốn phía gây phiền toái. La Quân cũng cảm thấy phiền muộn, lão tử vẫn muốn hoàn lương. Thay vào đó là bức lương làm kỹ nữ a. Sau đó, La Quân nói, sư phụ, là chuyện gì phát sinh sao? Ninh Thiên Đô nói ra, ngay tại 3 ngày trước, Lâm Văn Long tu vi đạt tới thần thông thập trọng, chính thức từ hoàng kim cấp khác đệ tử tấn thăng làm thần vực đệ nhất nội môn đệ tử. Về sau ngươi gặp hắn, cũng phải gọi một tiếng sư tôn. Mà mẹ nó, La Quân nghe được tin tức này về sau, không khỏi thầm mắng một tiếng. Nội tâm của hắn trong một chớp mắt có 1000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua a. Cái này một cái chớp mắt, La Quân mới phát giác được chính mình cùng Lâm Văn Long ở giữa chênh lệch a. La Quân ngay từ đầu coi là Lâm Văn Long cùng Hàng Hành Thiên là không sai biệt lắm cấp bậc, đều là hóa thần cảnh. Về sau cũng mới biết được, Lâm Văn Long sớm đã là thần thông cảnh cao thủ. Nhưng bây giờ, La Quân mới biết được, cái này Lâm Văn Long đã biến thái đến trình độ này. Thần thông thập trọng, đây là khái niệm gì a? Tốt a, La Quân khoảng cách giai đoạn này quá xa, hắn cũng không biết cụ thể là khái niệm gì. La Quân không khỏi nhìn về phía Ninh Thiên Đô sư tôn, hắn yếu ớt nói, sư phụ, đệ tử mạo muội hỏi một câu, ngài hiện tại là tu vi gì a? Ninh Thiên Đô nói ra, vi sư cũng là thần thông thập trọng. Phạm Vô Ngu đồng dạng là thập trọng, chỉ có ngươi Thiên Tông sư tôn tu vi cao nhất, đã đạt tới trường sinh cảnh. La Quân nghe vậy về sau, nhất thời ủ rũ, hắn cảm giác đến mình đời này tựa hồ chỉ có ngưỡng vọng Lâm Văn Long phần. Ninh Thiên Đô gặp La Quân thần sắc uể oải, liền nói ra, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nếu như Lâm Văn Long đã muốn trở thành thần vực sư tôn, địa vị tôn sùng. Chắc hẳn sẽ không chấp nhặt với ngươi, vi sư cũng sẽ ở bên trong vì ngươi hòa giải một hai, giúp ngươi hóa giải ân oán. La Quân lập tức nói, tạ ơn sư phụ. Sắc mặt hắn bên trong cũng không cái gì mừng rỡ. Hắn La Quân như thế nào một cái ưa thích chó vẩy đuôi mừng chủ người, nội tâm của hắn là bực nào kiêu ngạo. Ninh Thiên Đô quét mắt một vòng La Quân, liền cũng biết tên đồ đệ này tính cách rất mạnh.
hắn nói ra, ngươi bây giờ còn trẻ, lại là thiên mệnh giả. Tương lai ở trên thân thể ngươi, có vô hạn khả năng. Cũng chưa chắc thì không có cơ hội có thể siêu việt chúng ta. La Quân biết sư phụ là khuyến khích chính mình, hắn liền nói ra, đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội, không cô phụ ngài hy vọng. Ninh Thiên Đô nói ra, hắn đón đến, nói, ngươi phải nhanh một chút đi vào hóa thần. Tại hóa thần trước đó, ngươi như quá mức mượn nhờ đan dược, ngược lại sẽ để ngươi căn cơ bất ổn. Cho nên vi sư hiện tại cũng liền không ban thưởng ngươi đan dược gì. La Quân nói ra, vâng, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ninh Thiên Đô nói ra, ngày mai sẽ là Lâm Văn Long sư tôn tấn cấp đại điển, ngươi không muốn xa cách. Vi sư cho ngươi một số lễ vật, ngươi đi đưa cho Lâm Văn Long sư tôn, như thế cũng tốt hóa giải hai nhà ân oán. La Quân bỗng cảm giác khuất nhục, nhưng hắn cũng không phải hành động theo cảm tính hạng người, nhân tiện nói, đệ tử nghe sư phụ ngài. Ninh Thiên Đô mỉm cười, nói ra, vi sư biết ngươi tính tình, ngươi nhìn như ôn hòa, thực tế cương liệt, chịu không nổi nhục. Bất quá, ngươi chỉ có còn sống, mới có thể lại vô hạn khả năng. Cái gọi là cương nhu hòa hợp, cái kia chính là nên vừa thời điểm, cương liệt trùng thiên, nên nhu thời điểm, nhu ruột bách chuyển. Ngươi muốn nhất phi trùng thiên, nhất định phải trước học hội giấu đi mũi nhọn. Ngươi nếu như chết, thì thập làm sao có thể đều không có. Hắn đón đến, tiếp tục nói, Lâm Văn Long năm nay nhanh 40 tuổi, hắn cũng là có đại cơ duyên người. Cho nên hắn có thể có hiện tại thành tựu cũng không hiếm lạ. Ngươi miễn là còn sống, tại ngươi 40 tuổi thời điểm, có lẽ đều đã là lăng sư tôn như thế nhân vật. La Quân trong lòng không khỏi cảm động, nói ra, đệ tử minh bạch. Hắn là cảm động Thiên Đô sư tôn dụng tâm lương khổ. Ninh Thiên Đô hơi hơi thở phào, nói ra, ngươi minh bạch liền tốt. Hắn đón đến, đột nhiên từ trong tay xuất ra một cái hộp gấm, nói ra, trong này có một hạt thiên đan, gọi là vạn thọ đan. Ngươi ngày mai đưa cho Lâm Văn Long sư tôn, coi như là chúc mừng hắn. La Quân không khỏi bị kinh ngạc, nói, sư phụ, nặng như thế lễ, đệ tử không thể nhận. Ninh Thiên Đô sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nói ra, muốn ngươi nhận lấy là được. Việc này cứ như vậy định, không cần nhiều lời, ngươi đi xuống đi. Hắn sau khi nói xong, liền cầm trong tay hộp gấm ném về phía La Quân. La Quân tiếp nhận, hắn biết, Thiên Đô sư tôn là chân chính quang minh lỗi lạc người. Thiên Đô sư tôn làm ra hết thảy, là chân chính vì chính mình suy nghĩ. Hắn chỉ có thể lại thật sâu cúi đầu, nói, đa tạ sư phụ. Sau đó, quay người rời đi. Ninh Thiên Đô làm theo nhắm mắt ngưng thần đứng lên. Ra Thiên Đô điện về sau, La Quân về trước trời nắng nhà trọ. Trời nắng trong căn hộ không có bất kỳ ai, Lãnh Vũ Tình cũng không biết đến đó. Lạc Ninh càng là không biết tung tích. Bất quá bên trong quét dọn rất sạch sẽ, mỗi ngày đều sẽ có phục vụ viên đến đây quét dọn. La Quân quay người thì trở lại trong phòng ngủ mình. Hắn hiện tại thân thể cảm giác đói bụng rất mãnh liệt, cần gấp ăn một viên thuốc. Bất quá thần vực bên kia khen thưởng còn không có xuống tới, hắn cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Về phần trên tay cái này mai vạn thọ đan, cái kia là muốn đi đưa cho Lâm Văn Long. Cho nên La Quân khẳng định cũng không thể ăn. La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu tĩnh khí ngưng thần. Dạng này làm cho thân thể dễ chịu một số. Sau 2 giờ, La Quân bên này thu đến line điện thoại. Điện thoại là trực tiếp đánh tới trong phòng ngủ máy riêng bên trên. La Quân tiếp thông điện thoại. Lai bên kia mỉm cười, nói ra, La Quân tiên sinh, đã lâu không gặp. La Quân nhất thời có chút xấu hổ, bởi vì hắn muốn từ bản thân trước đó đã đáp ứng Lai mấy lần, nói là muốn mời nàng ra đi ăn cơm. Kết quả chính mình là liên tục lỡ hẹn a. Lệ Tia tiểu thư, đêm nay có rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. La Quân lập tức bổ cứu nói. Lai mỉm cười, nói ra, ta tùy thời đều có rảnh. Bất quá ta không xác định ngài có phải không thật có khoảng không. La Quân cười ha ha, nói ra, ta có rảnh, thì đêm nay, tốt ha. Lai nói ra, cũng được. Nàng đón đến, nói, đúng, ta theo ngài gọi điện thoại là xin ngài đến bộ hậu cần đến nhận lấy ngài nhiệm vụ khen thưởng. La Quân liền biết là chuyện này, lập tức hưng phấn nói ra, ta lập tức tới. Sau đó, La Quân cấp tốc ra nhà trọ, đến khí phái huy hoàng bộ hậu cần đại lâu văn phòng. Hắn trực tiếp tìm tới Lai, Lai một thân vàng nhạt tiểu tây phục, mái tóc màu vàng óng đánh lấy bài thi, xinh đẹp, già dặn, có khí chất. Nàng gặp La Quân, mỉm cười. La Quân vừa cười vừa nói, Lệ Tia tiểu thư, ngươi thật xinh đẹp,
ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi vấn đề. Lai đem chuẩn bị kỹ càng hộp gấm đưa qua, nàng đối mỗi người đều rất lợi hại tôn kính cùng khách khí, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Đây là Lai chức nghiệp tố dưỡng, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói, chuyện gì? Mặc kệ như thế nào, Lai vẫn là đặc biệt đối La Quân có hảo cảm một điểm. Bởi vì cái này thần vực các đệ tử, mỗi một cái đều là mũi vểnh lên trời. Bọn họ phần lớn đều không ái nữ sắc, mà lại đối Lai các nàng những này phục vụ nhân viên không lớn để mắt. Cho nên liền sẽ tại Lai các nàng trước mặt lộ ra phá lệ ngạo. Nhưng La Quân không giống nhau, La Quân là một cái dị loại. La Quân đối mỗi người đều là phát ra từ thực tình bình đẳng đối đãi. Không nói đến những này, La Quân lập tức nếu có sự tình hỏi, người có bạn trai chưa? Lai nao nao, nói ra, không có có bạn trai đây. Bất quá La Quân tiên sinh người thật giống như có thê tử. La Quân cười ha hả, nói ra, há, ta là quan tâm ngươi trung thân đại sự. Nếu là không có, ta có thể cho ngươi giới thiệu. Lai cười một tiếng, lại không nhiều nói. La Quân liền nói ra, ban đêm ta điện thoại cho ngươi. Tốt, bye bye, Lai chủ động nói ra. La Quân ngay sau đó cầm hộp gấm rời đi. Trở lại nhà trọ trong phòng ngủ về sau, La Quân đem hộp gấm mở ra. Bên trong là một cái màu nâu đan dược. La Quân cũng không nhận ra, cầm trên tay, cũng không có bất kỳ cái gì mùi vị. Bất quá hộp gấm bộ chút đan dược tên. Viên thuốc này gọi là quy nguyên tụ khí đan. Mỗi một loại tiên đan đều có đặc thù tác dụng. La Quân hiện tại cũng không biết rõ, nhưng là hắn cũng biết, mỗi một viên thuốc bên trong ẩn chứa dinh dưỡng là cực phong phú giàu. La Quân ngay sau đó ngồi xếp bằng, đem quy nguyên tụ khí đan nuốt đi vào. Quy nguyên tụ khí đan vừa vào bụng bên trong, lập tức hòa tan thành một cỗ khí lưu. Sau đó, cỗ khí lưu này tản vào toàn thân, tản vào cốt tủy trong máu. La Quân chỉ cảm thấy trong thân thể nóng hừng hực. Hắn tế bào, bắp thịt điên cuồng hấp thu chung doanh dưỡng tới. La Quân cảm thấy thống khoái. Đây là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống khoái. Chỉ chốc lát về sau, sở hữu tế bào đều có cảm giác thỏa mãn. Tầng kia vung đi không được cảm giác đói bụng rốt cục biến mất. Cùng lúc đó, quy nguyên tụ khí đan dược lực còn chưa hoàn toàn biến mất. La Quân lúc này lại không chần chờ, lập tức đem cổ dược lực này lấy khí ngưng kết. Cái này cố cường đại dược lực cùng La Quân thể nội tinh khí hợp hai làm một, La Quân lập tức bắt đầu đột phá kim đan đỉnh phong bình cảnh. Hóa tinh vì thần. Sở hữu tinh khí bắt đầu ở La Quân ý niệm trưởng khống phía dưới, cùng dược lực trợ giúp phát xuống sinh biến hóa. La Quân trong thân thể, một cỗ thanh khí bốc hơi mà ra. Đột nhiên, La Quân trong mắt thần quang ngoại phóng. Sở hữu tinh khí hóa thành thần lực. Một tích tắc này, La Quân mượn nhờ quy nguyên tụ khí đan thành công đột phá đến hóa thần cảnh giới. Hắn lực lượng đến 6.000 cân chi trọng. Nếu như hắn lại vận dụng huyết hạch chi lực, lực lượng có thể đạt tới 9.000 cân, có thể so với hóa thần đỉnh phong. Huyết hạch theo La Quân tu luyện, cũng là tại dần dần lợi hại đứng lên. La Quân cảm giác được thân thể lại một lần nữa viên mãn. Bất quá làm hắn đau đầu là, bắp thịt, tế bào lần nữa truyền đến cảm giác đói bụng. Sau đó muốn tu luyện phương hướng chính là hóa thần là giả. Đem thần lực trong cơ thể hóa thành vạn vật. Vạn vật có thể là huyết dịch, cốt tủy, có thể là nội tạng. Như thế về sau, đó mới là cường hãn vô cùng. Chờ đến thân thể chính thức toàn bộ viên mãn, dinh dưỡng đầy đủ về sau. La Quân lại hấp thu đan dược chi lực, đan dược này dư thừa dinh dưỡng liền sẽ phóng tới não vực, mở ra não vực thần thông chi môn. Đây là diệu chi hữu diệu, huyền diệu khó giải thích thần diệu chi môn. La Quân không thể tự giác hiện lên vẻ mừng rỡ. Từ hóa kính đỉnh phong đến hóa thần chi cảnh, dùng chưa tới nửa năm thời gian. Cái này muốn là thả trước kia, La Quân tuyệt đối là đại tông sư cấp bậc cao thủ, đủ có thể đủ tiếu ngạo hoa hạ. Nhưng là theo La Quân nhãn giới rộng lớn, hắn sâu biết rõ được, chính mình chút tu vi ấy, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Chính mình muốn sống sót, nhất định phải không ngừng nỗ lực, không ngừng tấn thăng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Dưới mắt, La Quân đã đến hóa thần chi cảnh. Hắn tiếp xuống tiến bộ, cái kia chính là nhất định phải dựa vào đan dược. Chỉ là bởi vì, thân thể càng cường đại, cần thiết dinh dưỡng thì càng lợi hại. Tựa như một đầu tiểu cẩu một ngày chỉ cần ăn một chút xíu. Nhưng một con sói chó lại muốn ăn rất nhiều ăn thịt. Nhu cầu cùng năng lực sớm đã không tại một cái cấp bậc phía trên. La Quân biết, chính mình lúc này nếu là đem vạn thọ đan cho ăn,
như vậy thân thể của hắn sẽ nhận được rất lớn thỏa mãn. Nhưng là ngẫm lại, hắn cũng không dám ăn. Cái này vạn thọ đan là sư tôn cho mình đến đưa Lâm Văn Long. Mình nếu là ăn, sư tôn hội nghĩ như thế nào? La Quân mở to mắt, hắn lúc này nhìn gặp trên người mình có một tầng tinh tế màu đen mồ hôi. Đây là bởi vì đến hóa thần lúc, đem thể nội sau cùng dơ bẩn ép ra ngoài. La Quân cảm thấy thân thể dinh dính không thoải mái, ngay sau đó cầm y phục đến trong phòng tắm qua thống thống khoái khoái tắm rửa. Sau khi tắm đi ra, La Quân cảm thấy rất đói, bất quá hắn loại này đói không phải thật sự đói, mà là bởi vì không có đan dược ăn, dinh dưỡng không đủ. La Quân biết mình nhất định phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, thắng được đan dược. Sau này đường, cần vô số đan dược đến lót đường. Trong nháy mắt, màn đêm đã buông xuống. La Quân đột nhiên muốn tự bản thân còn ước lai ăn bữa tối. Hắn đã liên tục lỡ hẹn hai lần, dưới mắt lại là thế nào cũng không tiện lỡ hẹn lần thứ ba. Ngay sau đó, La Quân cầm điện thoại di động lên cho Lai đánh tới. Bên kia Lai mỉm cười, nói, La Quân tiên sinh, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, có thể lý giải. Ngươi muốn là có chuyện, chúng ta bữa tối trước tiên có thể thiếu. La Quân cười một tiếng, nói ra, ai nói muốn thiếu. Ta tại thần vực bên ngoài chờ ngươi, ngươi nhanh lên ra đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân mặc vào tuyết áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, giày da màu đen. Hắn dạng này bộ trang phục, thoạt nhìn như là cái lãnh đạo thanh niên. Bất quá nhưng không giống lắm, đơn giản là La Quân trên người có loại phiêu giật khí chất xuất trần. Phải nói hắn như cái thương nghiệp tinh anh. Nói trở lại, nếu như La Quân muốn đi làm sinh ý, vậy cũng tuyệt đối là thương nghiệp tinh anh. Hắn có thể mắt nhìn xung quanh, có thể tâm tư hoạt bát, có thể ngoan độc quyết đoán, có thể mỉm cười giết người. Đây đều là một cái thương nghiệp tinh anh chỗ có. Sau đó, La Quân liền mở cái kia chiếc Việt giã pho ra thần vực. Đêm nay bóng đêm rất không tệ, một vầng minh nguyệt treo trên cao chân trời. Hương sơn cảnh sắc càng là không tệ, trong không khí đều hiện ra hương sơn cây phong mùi thơm. La Quân vừa ra tới, liền trông thấy Lai đứng tại một cỗ Ferrari trước xe. Hắc, La Quân lập tức xuống xe theo Lai chào hỏi. Lai ăn mặc màu đen bao mông váy, tóc đánh lấy bài thi, liệt diễm hồng môi, xinh đẹp tới cực điểm. Có nữ nhân, là không thích hợp nùng trang, nhưng Lai loại này liệt diễm hồng môi lại đưa nàng chỗ có cá tính phát huy vô cùng tinh tế bày ra. La Quân lập tức liền ngửi được Lai trên thân mùi thơm. Lai gặp La Quân, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, La Quân tiên sinh, người hôm nay cách ăn mặc rất đặc biệt. La Quân cười ha ha, nói ra, đặc biệt đẹp trai đúng không? Lai mỉm cười, nói ra, không sai, đặc biệt đẹp trai. La Quân nói ra, người càng xinh đẹp. Lai cười nhạt một tiếng, nói ra, đó là bên trên xe của ngươi, vẫn là ta xe. La Quân nói ra, tốt xấu ta là thân sĩ, vẫn là bên trên ta xe, ta lái xe đi. Lai nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái kia tốt. Ngay sau đó, Lai liền lên La Quân xe. La Quân sau đó thì nổ máy xe, hắn lái xe vô cùng vững vàng. Pho xe theo hương sơn đại đạo hướng khu vực thành thị mở đi ra. Lai không nói gì. La Quân thân là một tên thân sĩ, tự nhiên không thể để cho tẻ ngắt. Hắn mỉm cười, nói ra, Lai, ngươi là rất lợi hại không tầm thường nữ tính. Lai nao nao, sau đó cười cười. Nàng cười rộ lên có xinh đẹp lúm đồng tiền, khiến người ta nhìn tâm thần đều say. Nàng nói ra, tại thần vực bên trong, giống như ta vậy người là bình thường nhất, bình thường nhất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua ta rất lợi hại không tầm thường, ta như vậy người cùng ngươi nhóm những này thần vực đệ tử so ra, vậy cũng thật là có chênh lệch rất lớn. La Quân tiên sinh, ta rất hiếu kỳ, ngươi lần này chưa hề nói ta xinh đẹp, lại nói ta rất lợi hại không tầm thường, vì cái gì? La Quân mỉm cười, nói ra, riêng phần mình đạo bất đồng, riêng phần mình lĩnh vực khác biệt. Ngươi cùng thần vực đệ tử là không thể so sánh, không tồn tại so sánh mà. Lai cười một tiếng, nói ra, nhưng ngươi vẫn là không nói ta chỗ nào không được sao. La Quân cười ha ha, nói ra, chúng ta Hoa Hạ có chút cũ lời nói, chuyện xưa gọi làm nhân tình thế thái tức bài văn, đối nhân xử thế đều là đại học vấn. Lai, ngươi hôm nay cách ăn mặc rất xinh đẹp, ta biết hôm nay bất kể là ai ước ngươi đi ra, ngươi đều sẽ như thế cách ăn mặc. Bởi vì đây là ngươi đối khách nhân một loại tôn trọng. Đây cũng là một loại chi tiết. Lai khẽ giật mình là, theo rồi nói ra, cũng bởi vì cái này sao? La Quân nói ra,
Không phải, ta nhìn thấy ngươi lái một xe Ferrari. Ta dám khẳng định, chiếc Ferrari kia là ngươi dựa vào chính mình hai tay kiếm đến. Cho nên, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại không tầm thường. Lai mỉm cười, nói ra, chiếc Ferrari kia là thuộc về thấp phối, mà lại là second hand. Thực không tốn quá nhiều tiền. Ta mua nó cũng không phải là bởi vì ta cảm thấy nó có thể mang cho ta mặt mũi, đương nhiên cũng có một phần nhỏ thành phần ở bên trong. Quan trọng hơn là, ta thích nó. La Quân cười cười, nói ra, cho nên ta nói ngươi rất lợi hại không tầm thường. Thần vực là cái đại chảo nhuộm, ngươi có thể ở bên trong làm giọt nước không lọt, cái này thật không đơn giản. Lai nói ra, ngươi tại vị trí nào, thì muốn làm tốt chính mình sự tình. Thần vực là ta công tác, ta được đến phong phú thù lao, tự nhiên muốn chỉ 12 phần nỗ lực. La Quân nói ra, câu nói này rất hợp lý, bất quá có thể làm được cũng không có nhiều người. Hai người máy hát cũng coi là mở ra, liền cứ như vậy trò chuyện một chút. Không bao lâu, liền tới đến Los Angeles khu vực thành thị. La Quân rất lịch sự hỏi, Lai, người có hay không đặc biệt muốn đi địa phương? Lai nói ra, không có. Nàng đón đến, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, La Quân tiên sinh, ta có thể đem ngươi coi làm bằng hữu của ta sao? La Quân lập tức giả bộ như bị thương rất nặng nói, ta cho là chúng ta sớm đã là bằng hữu. Lai cười một tiếng, liền nói ra, vậy dạng này đi, đêm nay ta ước các bằng hữu cùng đi bờ biển đồ nướng, mọi người cùng nhau náo nhiệt một chút, thế nào? La Quân nói ra, không có vấn đề nha. Lai nói ra, vậy thì tốt, ta gọi điện thoại. Ngay sau đó, Lai thì gọi điện thoại hẹn dậy bằng hữu tới. Nàng ở trong điện thoại lộ ra vui sướng tùy ý, tuyệt không giống như là lúc làm việc nàng. Một mực ước nửa giờ sau, Lai mới đưa hết thảy giải quyết. Sau khi gọi điện thoại xong, Lai khuôn mặt hồng hồng, nàng lược hơi có chút hưng phấn, nói ra, ta đám bạn kia vẫn luôn đối thần vực rất ngạc nhiên, cũng rất hướng tới hoa hạ công phu. Người có thể qua, bọn họ hội thật cao hứng. La Quân cười cười, nói ra, rất tốt. Lai nói ra, bất quá chúng ta phải qua siêu thị mua một số đồ uống cùng rượu bia. La Quân nói ra, không có vấn đề nha. Tại là La Quân đảo quanh tay lái, mở hướng phụ cận cửa hàng giá rẻ. Sau một tiếng, Los Angeles bờ biển. Nơi này rất lợi hại yên lặng, sóng biển từng đợt phập phồng. Lai các bằng hữu đã tới, bên trong có người da đen cũng có người da trắng, hết thảy có mười mấy. Mọi người cùng một chỗ vừa nói vừa cười, lều vải cũng chi đứng lên. Mà lại bọn họ còn mang đến một đài dầu diesel máy phát điện, giờ phút này, trước lều là đèn đuốc sáng trưng. Một bên cũng ngừng mấy cái đài xe hàng. Tại Hoa Hạ. Xe là một hạng công trình mặt mũi. Tại nước Mỹ, xe là công cụ giao thông. Người Mỹ chú trọng hơn tính thực dụng. La Quân đem sau khi xe dừng lại, liền cùng Lai xuống xe. La Quân xoay người đi trong cốp sau xách đồ uống, sau đó cùng Lai hướng đi mọi người. Lai, người cuối cùng tới. Một người thiếu nữ da đen nhiệt tình nghênh tới, nàng nói lưu loát Los Angeles khẩu âm tiếng Anh. Cái này người thiếu nữ da đen dài cũng rất xinh đẹp, nhìn 20 tuổi. Nàng ăn mặc cử chỉ toát ra rất tốt tố dưỡng, người thiếu nữ da đen cùng Lai nhiệt tình ôm ấp. Lai liền hướng La Quân giới thiệu, nói, cái này là bằng hữu ta, Chớ Bi Ca. Nàng lại hướng Chớ Bi Ca nói ra, đây là ta Hoa Hạ bằng hữu, La Quân. La Quân liền hướng Chớ Bi Ca mỉm cười, nói ra, Chớ Bi Ca, người rất xinh đẹp, rất hân hạnh được biết ngươi. Hắn nói cũng là lưu loát tiếng Anh. Chớ Bi Ca hơi hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới La Quân có tốt như vậy tiếng Anh tử. Nàng sau đó cũng cười một tiếng, theo La Quân nắm tay, nói ra, La Quân tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Về sau, La Quân liền theo Lai đi vào trước mặt mọi người. Mọi người bắt đầu giới thiệu. Tất cả mọi người đối La Quân tỏ vẻ ra là thiện ý. Bất quá cũng có không hài hòa, bên trong một cái tên là Địch Thụy Nam Tử. Hắn là cái người da trắng tay quyền Anh, da hỏa này dài rất là khỏe mạnh. Địch Thụy luôn luôn khinh thường người Hoa, cảm thấy Hoa Hạ nam nhân đều rất yếu. Cho nên, tại giới thiệu thời điểm, Địch Thụy thì đối La Quân tỏ vẻ ra là khinh thường. Hắn cười lạnh, nói ra, đông phương nam nhân, đều là giống La Quân tiên sinh ngươi như vậy gầy yếu sao. La Quân cảm thụ ra Địch Thụy ác ý, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, cường đại cũng không phải là đơn thuần biểu hiện tại cơ trên thịt. Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, cái này thật không tốt. Ngươi nói cái gì, Địch Thụy lập tức thẹn quá hóa giận. La Quân mỉm cười, nói ra,
chúng ta người Đông Phương kết giao bằng hữu, luôn luôn đều là hai tay chuẩn bị. Một tay là mỹ tử, một tay là quyền đầu. Người muốn quyền đầu, chúng ta có thể cho quyền đầu, người muốn mỹ tử, chúng ta cho mỹ tử. Người nói cái gì loạn thất bát tao? Địch Thụy có chút mộng. Lai ở một bên yên lặng nhìn lấy, nàng nhưng không nói lời nào. Đây là bởi vì Lai có ý để La Quân giáo huấn một chút Địch Thụy tật xấu này không thay đổi đổi, sớm muộn phải bị thua thiệt. La Quân không khỏi im lặng, nói, cho nên ta nói ngươi tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, câu nói này không có oan uổng ngươi. Một bên gọi là Bì Lô nam tử cười ha ha một tiếng, nói ra, Địch Thụy, La Quân nói là ngươi ngu xuẩn đây. Địch Thụy lập tức hướng La Quân nghiêm nghị nói, ta muốn cùng ngươi quyết chiến. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, không có cần thiết này đi. Địch Thụy nói, ngươi vũ nhục ta, vậy thì có cần thiết này. La Quân nói ra, thật không có cần thiết này. Hắn nói xong tiến lên trước một bước, một phát bắt được Địch Thụy cổ áo, đột nhiên hướng lên trời bên trên ném một cái. Địch Thụy lập tức bay lên cao 3 mét. Mọi người giật mình. La Quân lại một tay khiêng ra, thì đơn trưởng đem Địch Thụy cái này 180 cân thể xác giơ lên. Cường đại Địch Thụy tại La Quân trên tay thì theo tiểu kê giống như. Địch Thụy nhất thời sắc mặt trắng bệch. Chúng người lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đây chính là Hoa Hạ công phu sao? Hảo lợi hại, chớ Bika lập tức sợ hãi thán phục nói. La Quân lúc này cũng liền đem Địch Thụy buông ra, hắn mỉm cười, nói ra, còn muốn quyết chiến sao? Địch Thụy khuôn mặt nhất thời đỏ. La Quân liền nói ra, ta nói qua, lực lượng cường đại không ở chỗ trên người ngươi bắp thịt. Một người có hay không tố chất, cũng không ở chỗ hắn mở tốt bao nhiêu xe, mặc nhiều lộng lẫy y phục. Lai nở nụ cười xinh đẹp, nàng xông Địch Thụy nói ra, Địch Thụy, hiện tại biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Không muốn vĩnh viễn làm cái kia giếng chi con ếch, càng không nên xem thường bất luận kẻ nào. Địch Thụy khuôn mặt đỏ bừng, hắn gãi gãi đầu, lúc này hắn giống như là cái ngại ngùng chàng trai. Cái này đương nhiên bất quá là việc nhỏ xen giữa, cũng không ảnh hưởng mọi người hào hứng. Sau đó, mọi người liền bắt đầu nướng, bầu không khí hòa hợp đã đến. Đồ nướng đã nướng chín về sau, mọi người vây tại một chỗ uống bia đen, ăn cánh gà nướng. Lai rất là hiền lành, nàng ở một bên tiếp tục vì mọi người nướng đồ, vật. Một đám nước Mỹ bằng hữu đều vây quanh La Quân hỏi lung tung này kia. La Quân tiên sinh, vì cái gì ngươi tiếng Anh nói tốt như vậy? Ngươi từ nhỏ tại chúng ta bên này lớn lên sao? Gọi là Lucy Frances người da trắng nữ hài nhi hỏi La Quân. La Quân uống một ngụm bia đen, nói ra. Không phải, ta tại Hoa Hạ lớn lên, bất quá bởi vì công tác nguyên nhân, thường xuyên qua khác biệt địa phương. Cho nên tiếng Anh cũng liền học đỡ một ít. Lucy Frances bừng tỉnh đại ngộ, nàng lại hỏi, ta nghe nói Hoa Hạ còn có rất nhiều người đều không có cơm ăn, không lên học, có phải là thật hay không? Lucy Frances tràn ngập tò mò, nàng không có đi qua Hoa Hạ, cho nên muốn hiểu rõ ràng một số. La Quân nao, theo rồi nói ra, loại tình huống này không thể phủ nhận là có. Nhưng cũng không có rất nhiều. Ta tin tưởng tại các ngươi bên này, cũng sẽ có loại tình huống này tồn tại, không phải sao? Lai vừa vặn đem đã nướng chín chân gà lấy tới, nghe vậy liền tiếp lời nói ra, La Quân ngươi nói là không sai. La Quân mỉm cười. Lucy Frances liền lại chuyển đổi đề tài hỏi, La Quân tiên sinh, ta đối Hoa Hạ văn hóa có rất nhiều nghiên cứu. Ta cảm thấy ngươi là một cái rất có tư tưởng, chủ kiến người. Cho nên muốn là ta có lời gì hỏi mạo phạm ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. La Quân nói ra, chỉ cần là thuộc về hữu hảo thảo luận, ta cũng sẽ không để ý. Lucy Frances nhe răng cười một tiếng. Nàng liền hỏi, ngươi cảm thấy là dân chủ tốt, vẫn là chuyên chính tốt. La Quân nao, theo rồi nói ra, cái này khó mà nói. Tuyệt đối dân chủ, không tốt, tuyệt đối chuyên chính, cũng không dễ. Thì bắt các ngươi nước Mỹ tới nói, danh xưng tuyệt đối dân chủ. Nhưng các người điện thoại di động tổng đài cũng là mấy cái đại cự đầu lũng đoạn, có thể cũng tạo thành một cái tai hại. Cái kia chính là mặc kệ ta lựa chọn người nào tổng đài, tín hiệu luôn luôn đều có bao trùm không tới chỗ. Mà lại, các người đường cái sẽ rất ít tu, bởi vì chính phủ không có tiền, nhà tư bản cũng không muốn làm. Các người có đôi khi một đoạn ngắn đường muốn tu mấy tháng, cái này tại chúng ta Hoa Hạ, một ngày liền có thể tu lên. Lucy Frances nói ra, như vậy xem ra. Người rất lợi hại thích người tổ quốc mình. La Quân nói ra, đương nhiên, ta yêu quý ta tổ quốc. Chúng ta Hoa Hạ tuy nhiên có thượng hạ 5.000 năm lịch sử cùng tích xúc,
nhưng là chúng ta Hoa Hạ chính thức quật khởi lập quốc mới hơn 60 năm. Hơn 60 năm có thể có hiện tại trình độ này, ta cảm thấy chúng ta tổ quốc rất lợi hại không tầm thường. Một bên Rách nói ra, ta có đôi khi hội xem các người Hoa Hạ Internet diễn đàn, phát hiện rất nhiều người đều rất lợi hại hướng tới chúng ta nước Mỹ, mà lại, bọn họ ưa thích không ngừng chú mắng quốc gia mình. Đây thật là một cái rất lợi hại hiện tượng kỳ quái. La Quân tiên sinh, người cảm thấy thế nào? La Quân mỉm cười, nói ra, ta lại cảm thấy không kỳ quái. Rất nhiều người tại trong hiện thực là cái bột mềm, sau đó đem chính mình không thành công, uất ức thì ở trên mạng phát tiết ra ngoài. Bởi vì hắn có thể trốn ở Internet phía sau, cho nên hắn có thể không kiêng nể gì cả. Hắn đem chính mình sở hữu không thành công tất cả thuộc về tội trạng đến quốc gia, chế độ trên thân. Dạng này người, thất bại là tất nhiên. Người cảm giác đến quốc gia các ngươi, chế độ thì không có vấn đề sao? Lucy Frances hỏi. La Quân nói ra, vấn đề này rất ngây thơ, chẳng ai hoàn mỹ. Huống chi là quốc gia, làm sao đều sẽ có một vài vấn đề. Quốc gia các ngươi thì không có vấn đề sao? La Quân lời nói để Rách cùng Lucy Frances á khẩu không trả lời được. Có thể nói, Lucy Frances cùng Rách lúc đầu đối mặt người Hoa là có loại cảm giác ưu việt. Nhưng là hiện tại, La Quân lời nói đem bọn hắn tầng kia cảm giác ưu việt mặt sát. La Quân còn nói thêm, ta cảm thấy đi, mặc kệ là Hoa Hạ còn là các ngươi nước Mỹ, tất cả mọi người có chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm. Chúng ta không thể tổng chỉ dùng của mình khuyết điểm qua so người khác ưu điểm, dạng này rất lợi hại không có tí sức lực nào. Rất nhiều người Hoa tại trong TV xem các ngươi Hollywood, cảm giác được các ngươi phong cảnh mỹ lệ, người người có xe. Nhưng bọn hắn xem nhẹ một điểm, đó chính là các ngươi bên này bình dân công trình rất lợi hại không hoàn thiện. Nếu như muốn từ xa xôi địa phương đến khu vực thành thị, không mua xe, căn bản là qua không. Chỗ lấy các ngươi rất thật đẹp người trong nước, cho dù là mắc nợ cũng cần mua xe. Mà lại, ở tại thiên viễn địa khu người mua xe về sau, mặc kệ là tiền xăng, phí đỗ xe, còn có thời gian bên trên là một loại thống khổ. Mà lại đi, ta đã từng đi qua Chicago, ta nhìn thấy chỗ nào trên đường kẻ lang thang so ta tại Hoa Hạ bất kỳ một cái nào thành thị đều trông thấy nhiều. Đây là vì cái gì đây? Lucy Frances cùng Rách chỗ nào nói đến qua La Quân, trong lúc nhất thời, thật sự là không nói gì phản bác. Lai đi tới, nàng đồ nướng nướng không sai biệt lắm. Chớ Bika cho Lai đưa lên nghe xong bia đen, Lai tiếp nhận, sau đó ngồi tại La Quân bên cạnh. Lai mỉm cười, nói ra, trò chuyện cái gì đâu. Ta thật xa chỉ nghe thấy ngươi tại thao thao bất tuyệt. Nàng là xông La Quân hỏi. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không có trò chuyện cái gì, Liêu quốc nhà cùng quốc gia ở giữa khác biệt. Lai nói ra, khác biệt, mỗi người cùng mỗi người ở giữa đều sẽ có chênh lệch. Nhưng sự khác biệt này không phải hạnh phúc định nghĩa. Quốc gia cùng quốc gia ở giữa, tự nhiên càng sai biệt hơn đừng. Nhưng duy nhất chung điểm chính là, mặc kệ tại quốc gia kia, đều cần chăm chỉ, nỗ lực, dạng này mới có cuộc sống thoải mái. Mỗi quốc gia đều có nhà giàu cùng khất cái, không phải sao? La Quân theo Lai chạm cốc, nói ra, cạn ly, chúng ta là anh hùng sở kiến lược đồng. Lai uống một hớp bia lớn. La Quân còn nói thêm, thực rất đơn giản đạo lý, có bản lĩnh người, cải biến quy tắc cùng hoàn cảnh. Một khi cải biến không, liền thích ứng quy tắc cùng hoàn cảnh. Loại người này, ở nơi nào đều có thể sống tốt. Còn có một loại người, tức không thể thay đổi quy tắc cùng hoàn cảnh, cũng không thể thích ứng quy tắc cùng hoàn cảnh, sẽ chỉ phàn nàn quy tắc hắc ám, hoàn cảnh không tốt, sau cùng lại oán thiên, oán địa, oán niệm chính phủ vân vân, loại này người ở nơi nào cũng sẽ không có tiền đồ. Bây giờ là Internet tin tức đại bạo phát thời đại. Đủ loại tin tức tràn ngập. Có người nói, nước Mỹ là thiên đường, Canada là thiên đường. Có người cũng nói nước Mỹ cũng rất loạn, sinh hoạt rất lợi hại tàn khốc. Có người nói, điện thoại di động đeo lên bao gia hội hư hao điện thoại di động, ban đêm không tắt máy, bức xã hội gây nên ung thư. Có người nói, router ban đêm không liên quan cũng sẽ gây nên ung thư. Còn có người nói, lò vi ba bức xạ cũng rất lớn, cũng sẽ gây nên ung thư. Có người vì tổ quốc hát bài hát ca tụng, có người đem tổ quốc biếm không đáng một đồng. Siêu thị nữ kinh để ý bị giết, có người nói nữ kinh để ý không nên xen vào việc của người khác. Có người nói nữ kinh để ý là đối. Đây là một cái nhao nhao hỗn loạn thế giới. Đây là tin tức đại bạo phát mang đến, có chỗ tốt, cũng có tai hại. Làm cho người hoa mắt. Còn có đủ loại lẫn nhau mâu thuẫn súp gà cho tâm hồn.
Riêng là WeChat hơi thương hầm một tay tốt canh gà, mục đích chính là muốn đem vô tri người lừa gạt đi vào làm cấp tiếp theo đại lý thương. Người hoa nhiều, ngu ngốc cũng nhiều. Nếu như không nhiều, tại sao có thể có nhiều người như vậy bị lừa tiến bán hàng đa cấp trong ổ? Mà duy nhất có thể khiến cho chúng ta không mất tích cũng là tri thức bản thân. Chỉ có đầy đủ tri thức, minh bạch phân rõ sự vật bản chất, như thế mặc kệ là phung phí mê người, vẫn là chúng thuyết phân vân. Như vậy trong lòng ngươi đều sẽ có một đáp án. Rạng sáng thời điểm, đồ nướng dạ hội kết thúc. Không uống tửu nữ sĩ phụ trách lái xe. La Quân làm theo muốn về thần vực, bởi vì hắn muốn buổi sáng qua bái một bái thần đế. Hàng năm đều cần 12 lần tế bái, La Quân nghĩ đến đã tại Los Angeles, vậy liền tận lực qua tế bái. Hắn không phải cái yêu lười biếng người. Lại gặp La Quân khăng khăng muốn trở về, liền nói ra, ta và ngươi cùng một chỗ trở về đi. Bất quá chúng ta đều uống rượu, La Quân hơi lúng túng một chút. Lại cười một tiếng, nói ra, chúng ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy chứ. La Quân liền cũng cười một tiếng, nói ra, cái kia đi thôi. Sau đó, La Quân cùng Lai lên xe, theo mọi người khua tay nói đừng. Lai vẫn là ngồi ở vị trí kế bên tài xế, La Quân lái xe cũng y nguyên rất lợi hại vững vàng. Lai hôm nay rất vui vẻ, uống không ít rượu, khuôn mặt đỏ rực rất là vũ mị. Nàng luôn luôn đều là thành thục, giọt nước không lọt. Rất khó được có thể nhìn thấy nàng bộ dáng này. La Quân, người tựa hồ không quá ưa thích người khác nghi vấn người quốc gia. Lai bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, đương nhiên, mặc kệ ta đối với nước ta nhà có như thế nào bất mãn. Nhưng là ở trước mặt người ngoài, ta đều phải bảo vệ tổ quốc tôn nghiêm. Lai trong mắt lóe lên một tia hân thưởng, nàng ưa thích dạng này nam nhân. La Quân chuyển đổi đề tài, nói ra, đúng, Lai. Ngươi làm sao còn không có tìm bạn trai? Lấy ngươi loại điều kiện này, không có khả năng không ai truy a. Lai nhất thời có vẻ hơi mất hết cả hứng, nàng nói ra, cũng không phải là không muốn tìm, cũng không phải ánh mắt cao. Mà chính là xác thực không có phù hợp. Một câu không thích hợp, mạt sát bao nhiêu nam nhân a. La Quân cười ha ha, nói ra, giống như ta vậy, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lai nao nao, sau đó nàng vẫn là rất nghiêm túc nói. Nếu có cái giống như người nam nhân truy ta, ta còn thực sự hội đáp ứng. Bất quá đã kết hôn không tính. La Quân cười ha ha một tiếng. Hai người thì nói như vậy lấy, cười, bầu không khí nhất chỉ đều rất hòa hợp. Không bao lâu, liền trở lại thần vực. Đến thần vực về sau, La Quân cùng Lai mỗi người đi một ngả. La Quân trở lại trời nắng trong căn hộ. Lãnh Vũ Tình y nguyên không tại. To như vậy trong căn hộ thì La Quân một người. Hắn trực tiếp trở lại phòng ngủ, trước tắm rửa xong về sau, ngã đầu thì ngủ. Sáng ngày thứ hai, La Quân đúng giờ tiếp vào Lai điện thoại. Lúc này, Lai thanh âm như ngân linh, La Quân tiên sinh, người hẳn là rời giường nha. Đợi chút nữa liền muốn qua tế bái thần đế, có thể không thể tới trễ. La Quân cười ha ha, nói ra, người hôm qua đều gọi ta La Quân, hôm nay cứ như vậy giải quyết việc chung. Làm sao, ngủ ta thì không nhận nợ a. Lai bên kia nhất thời cười khúc khích, nói ra, được rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Liền sợ ngươi uống rượu uống quên, ở chỗ này có thể không thể tới trễ. La Quân nói ra, ta lập tức rời giường. Sau đó, hai người thì tắt điện thoại. Buổi sáng ánh sáng mặt trời rất tốt. Long lanh đã đến. Thần vực là tại Hương Sơn bên trong, cho nên chung quanh là rừng cây xanh tùm, không khí cũng phá lệ tươi mát. La Quân qua tụ hợp Lâm Băng Đại Sư Tỷ. Tiếp lấy thì đi theo Ninh Thiên Đô Sư Tôn đằng sau tiến về thần điện. Bên ngoài thần điện, Lâm Băng cùng Đại Sư Tỷ Lâm Băng đứng chung một chỗ. Còn lại các phe phái nội môn đệ tử cũng chia trận doanh đứng đấy. Phía sau cùng mới là các đại ngoại môn đệ tử. Về phần đệ nhất nội môn đệ tử, đều đã theo mấy vị Sư Tôn tiến trong thần điện. Lâm Băng ăn mặc màu trắng làm váy, nhìn như hoa sen mới nở, không nhuốm bụi trần. Nàng nhàn nhạt lạnh lùng đứng đấy. La Quân lại là không an phận, nói, Đại Sư Tỷ. Lâm Băng nhìn La Quân liếc một chút, nói, làm gì? La Quân cười ha ha, nói ra, chúng ta lâu như vậy không thấy, ngươi thì không muốn ta sao? Lâm Băng không khỏi im lặng, nói câu nhàm chán, liền không để ý tới La Quân. La Quân còn nói thêm, Sư Tỷ, ngươi nhìn hôm nay khí trời tốt bao nhiêu nha, ngươi đàm bạn trai sao? Khí trời tốt hòa đàm bạn trai có liên hệ sao?
Lâm Băng im lặng hỏi lại. La Quân cười ha ha, nói ra, vậy ngươi đến đàm bạn trai không có? Lâm Băng nói ra, không, làm sao, ngươi muốn giới thiệu cho ta? La Quân nói ra, cái kia cũng có thể a. Ngươi nhìn Trầm Phong đại ca cũng rất tốt. Tu vi quá thấp, không hứng thú. Lâm Băng trực tiếp nên nói. La Quân tận tình khuyên bảo, nói ra, cái này sinh hoạt a, cũng không phải muốn tỉ võ. Sư tỷ, ngươi ánh mắt quá cao hội không gả ra được. Lâm Băng hỏi vặn nói, ta là sinh hoạt người sao? La Quân nói. La Quân hòa Lâm Băng cứ như vậy tán gẫu, đừng nhìn Lâm Băng nhìn lạnh như băng. Trên thực tế lại là cái rất thú vị người, La Quân cùng hắn trò chuyện cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Càng sẽ không tự cao tự đại. Không bao lâu, chư vị sư tôn bái xong thần đế. Sau đó thì là La Quân bọn này đệ nhị nội môn đệ tử đi vào thăm viếng. Chư vị các sư tôn bái xong thần đế về sau trước hết xuất thần điện. Một nhóm người này đi ra vừa nói vừa cười. Chúng đệ tử lập tức cũng là ôm quyền chắp tay nói, gặp qua chư vị sư tôn. La Quân hòa Lâm Băng cũng đành phải cùng theo một lúc chắp tay. Đồng thời, La Quân nghe được trong đám người có người đang nghị luận. Nhìn, vị kia ăn mặc màu trắng áo dài người thanh niên thì là vừa vặn tấn thăng làm sư tôn Lâm Văn Long. Có người trong âm thầm xì xào bàn tán. La Quân liền cũng liền lặng lẽ nhìn sang. Liếc một chút, La Quân thì khóa chặt Lâm Văn Long. Tại chư vị sư tôn bên trong, Lâm Văn Long thoạt nhìn là trẻ tuổi nhất. Hắn tựa như mới 20 tuổi. Hắn chân thực số tuổi hiển nhiên không chỉ như vậy, nhưng là hắn tại chư vị sư tôn bên trong, đương nhiên cũng xem như trẻ tuổi nhất. Lâm Văn Long dài có chút anh tuấn, sắc mặt hắn nhàn nhạt, lộ ra nghiêm túc mà uy nghiêm. Cả cá nhân trên người tản mát ra một loại tiên uy tới. Cái này Lâm Văn Long, tuổi trẻ thành danh, lại là Lao Sơn nội gia quán trưởng môn. Thủ hạ tư sản phong phú, thực lực cường đại, liền xem như quốc gia đối với hắn cũng nhìn với con mắt khác. Hắn là chân chính tay cầm thực quyền nhân vật, cho nên tự thân thượng vị giả uy nghiêm rất đậm. Bây giờ Lâm Văn Long lại trở thành thần vực sư tôn, như vậy hắn uy vọng thì càng khủng bố hơn. Lâm Văn Long chính là Thiên Tông phe phái người, bây giờ Tả Thiên Tông thực lực cũng coi là phóng đại a. La Quân nhìn một chút Lâm Văn Long, trong lòng của hắn sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nói cũng kỳ quái, hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn một chút. Lâm Văn Long lập tức có cảm giác. Hắn thì hướng La Quân nhìn bên này tới. La Quân không tự giác tránh đi Lâm Văn Long ánh mắt. Tránh đi về sau, hắn thì hối hận. Mẹ chứng, tại sao mình muốn như thế bột mềm? Hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu lên, chư vị sư tôn bao quát Lâm Văn Long lại đều đã rời đi. La Quân tâm tình trở nên nặng nề. Lâm Văn Long là cường đại như vậy, như thế cao không thể chạm, chính mình có thể đối phó a. Có lẽ Lâm Văn Long không theo chính mình đồng dạng so đo. Nhưng hắn như so đo đâu. Đây là một loại mình không thể trưởng khống chính mình vận mệnh cảm giác. La Quân rất lợi hại không thích loại cảm giác này. Ngay vào lúc này, một bên đại sư tỷ Lâm Băng từ tốn nói, có ta cùng sư phụ tại, ngươi không cần e ngại Lâm Văn Long, hắn cũng tuyệt không dám làm loạn. La Quân nghe vậy nhất thời trong lòng ấm áp, nói ra, tạ tạ sư tỷ. Lâm Băng nhàn nhạt ân một tiếng, không nói thêm lời. Giữa trưa thời điểm, ngay tại thần vực Sùng Văn trong đại điện vì Lâm Văn Long cử hành tấn thăng đại điển. Có thể tham gia trận này tấn thăng đại điển có chỗ có đệ nhị nội môn đệ tử, những đệ nhất đó sư tôn cũng là không cần nhiều lời. Mặt khác hoàng kim cấp khác đệ tử cũng bị được phép tham gia. Tham gia lần này tấn thăng đại điển còn có hình phạt điện các trưởng lão, cùng tài phán sở các trưởng lão, còn có luyện đan bộ các trưởng lão. Tại Sùng Văn trong đại điện, Sâm Panh, Mỹ Tử, Mỹ Thực đều đã chuẩn bị. Nhìn, cái này giống như là một trận tử sẽ nhiều hơn một chút. Các sư tôn, các trưởng lão phân biệt ngồi tại hai bên. Chúng đệ tử cũng liền trước yên lặng đứng ở phía dưới. La Quân âm thầm dò xét, hắn nhìn thấy những trưởng lão kia từng cái cũng là công tham tạo hóa tồn tại. La Quân không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục, thần vực lực lượng quả nhiên là khủng bố a. Mà lại hắn còn biết thần vực bên trong, có chút kiệt xuất đệ nhất, đệ tử đời hai bên ngoài du lịch. Cũng có bế quan trưởng lão nhóm căn bản không có đến đây. Trên đài, Lâm Văn Long nhạt mà đứng, trên người hắn có cỗ tử lạnh thấu xương hàn ý. Hắn giống như là không bị trói buộc hàn mai, ngạo mà đứng, không vì bất luận kẻ nào khom lưng. Tả Thiên Tông cười nhạt một tiếng, mặt nói với đại chúng, hôm nay là chúng ta thần vực ngày vui,
chúng ta thần vực đệ nhất trong nội môn đệ tử lại nhiều một vị tân tú. Vị này tân tú cũng là Lâm Văn Long sư đệ, mọi người hoan nghênh. Mọi người liền nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Văn Long nhàn nhạt mặt nói với đại chúng một tiếng cảm ơn. Tả Thiên Tông liền lại mặt nói với Lâm Văn Long, Vĩnh Long sư đệ, ta hôm nay đại biểu sư tôn trao tặng ngươi huyền kim lệnh. Đây là ngươi đệ nhất nội môn đệ tử biểu tượng, từ nay về sau, thần vực bên trong, chúng đệ tử đều là muốn xưng ngươi một tiếng sư tôn. Nếu có không tuân theo người, ngươi nhưng có quyền tướng đưa ra đến tài phán sở tiến hành thẩm phán. Tả Thiên Tông sau khi nói xong, liền chính thức đem trang nghiêm vô cùng huyền kim khiến đưa cho Lâm Văn Long. Lâm Văn Long hai tay cung kính tiếp nhận, theo rồi nói ra, đa tạ sư huynh. Tả Thiên Tông mỉm cười. Sau đó, Tả Thiên Tông còn nói thêm, ta cùng chư vị trưởng lão nhóm tiến hành qua thương nghị, ngày sau, liền từ Vĩnh Long sư đệ đến phụ trách thần vực kỷ luật. Chư vị sư đệ, các ngươi không có ý kiến chớ. Những lời này là hỏi hắn đệ nhất nội môn đệ tử. Bất quá lập tức liền có một vị gọi là Chạy Thủy Tú sư tôn nghi vấn hỏi, kỷ luật. Ta không nghe lầm chứ. Chúng ta thần vực cũng không phải quân doanh, cũng không phải tiểu học lớp học. Chẳng lẽ Thiên Tông sư huynh các ngươi muốn cường điệu lớp học kỷ luật? Hắn nói có chút hài hước, khiến người ta đều muốn bật cười. Bất quá Tả Thiên Tông cũng rất nghiêm túc, nói ra, thần vực kỷ luật quá mức lỏng lẻo, chúng ta trước kia không có kỷ luật, cái này không thể phủ nhận. Nhưng thời đại tại tiến bộ, chúng ta cũng phải rất nhanh thức thời. Ngày sau, Vĩnh Long sư đệ hội nghiêm ngặt dựa theo thần vực tám quy, còn có các hạng quy định để ước thúc chư vị đệ tử. Phạm Vô Ngu sư tôn cùng Tả Thiên Tông bây giờ là cùng quan hệ mật thiết, cho nên lập tức nói, ta tán thành Thiên Tông sư huynh thuyết pháp. Tả Thiên Tông liền vừa nhìn về phía Ninh Thiên Đô, nói, Thiên Đô sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Thiên Đô làm theo Từ Tốn nói, các ngươi đã quyết định tốt, hỏi ta có cần thiết này sao? Tả Thiên Tông nhạt lạnh cười một tiếng, theo rồi nói ra, vậy thì tốt, chuyện này cứ như vậy định. Hắn lại nói với Lâm Văn Long, Vĩnh Long sư đệ, ngươi có thể theo bộ phận hành chính, bộ hậu cần thương lượng, thành lập một cái ngươi đại điện đi ra. Ngươi cần gì nhân tài đều có thể chính mình đưa vào. Bây giờ ngươi cũng có thu 6 tên đệ nhị nội môn đệ tử quyền lực. Vâng, sư huynh, Lâm Văn Long cung kính nói ra. Hết thảy thương nghị tốt về sau, tiệc rượu liền chính thức bắt đầu. Ninh Thiên Đô sắc mặt không tốt, hắn trực tiếp rời đi. La Quân Hòa Lâm Băng lập tức đi theo Ninh Thiên Đô đằng sau, ba người thì đi ra Sùng Văn Đại Điện. La Quân biết Ninh Thiên Đô là sao tâm tình không tốt, bởi vì Lâm Văn Long hiển nhiên là Tả Thiên Tông đẩy ra quản thúc các nhà phe phái. Lâm Văn Long hội càng phát ra lớn mạnh, mà lại, hắn trưởng quản kỷ luật sẽ cho người rất lợi hại đau đầu. Kỷ luật vật này khó mà nói, có thể lớn có thể nhỏ, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình, cái kia là có thể cho người khác mặc không hết tiểu hài. La Quân cùng Lâm Băng theo sau lưng Ninh Thiên Đô. Một đường nhanh được, ba người đi thẳng đến Thiên Đô Điện. Đến Thiên Đô Điện về sau, Ninh Thiên Đô tỏa hạ đồng thời, trực tiếp một trưởng vỗ tại trên bàn trà. Cái kia tiểu trà mấy cái tùy thời mảnh vụn bay tán loạn. Ninh Thiên Đô luôn luôn nho nhã, rất ít có thể nhìn thấy hắn tức giận như vậy. Sư phụ bớt giận, La Quân cùng Lâm Băng lập tức khuyên nhủ. Ninh Thiên Đô trên mặt nộ khí bành trướng, bất quá hắn rất nhanh liền thu liễm lại. Hắn lạnh giọng nói ra, cái này thần vực có Lăng sư huynh bọn họ tại thời điểm, cho tới bây giờ đều là một mảnh hòa khí, mọi người nhất tâm tu đạo, nơi đó có những này lục đục với nhau sự tình. Hắn đón đến, còn nói thêm, Lăng sư huynh, Chân Trời sư huynh, Im Lặng sư huynh bọn họ tuy nhiên bất hòa, nhưng xưa nay không mảnh làm phe phái đấu tranh. Bởi vì bọn hắn hướng tới là vô thượng đại đạo, có thể cái này Tả Thiên Tông, từ ban đầu cũng là chỉ làm những này cướp gà trộm chó, rồi doanh cầu thả sự tình. Cả cái thần vực, chướng khí mù mịt, bây giờ càng là buồn cười để Lâm Văn Long để ý tới cái gì đồ bỏ kỷ luật. Hắn khi thần vực là cái gì? La Quân tâm lý thực càng thêm nặng nề, hắn biết mình cùng Lâm Văn Long nước tiểu không đến một cái trong ấm. Ngày sau, Lâm Văn Long tuy nhiên quản kỷ luật, nhưng cũng không quản được Thiên Đô sư tôn trên đầu qua. Có thể là La Quân vậy liền khác biệt, cho nên, La Quân tại thần vực tình cảnh hội càng thêm gian nan. Lâm Băng lúc này nói ra, sư phụ, chắc hẳn Lâm Văn Long tuy nhiên chủ quản kỷ luật, nhưng cũng không dám quản đến trên đầu chúng ta tới đi. Có cái gì là Lâm Văn Long không dám? Ninh Thiên Đô trầm giọng nói ra, cái này Lâm Văn Long tuổi trẻ thành danh, thiếu niên đắc chí. Hắn ngạo khí, ta há có thể không cảm giác được.
Tả Thiên Tông cái này có mắt không tròng lão gia hỏa, lại muốn đến đỡ Lâm Văn Long, ta nhìn ngày sau Lâm Văn Long liền hắn Tả Thiên Tông cũng sẽ không nhìn vào mắt. Lâm Băng nói ra, nếu là như vậy, sư phụ ngài cần gì phải tức giận. Liền để Tả Thiên Tông tự thực ác quả chẳng phải là tốt hơn. Ninh Thiên Đô nói ra, chướng khí mù mịt a. La Quân Hòa Lâm Băng đều là khẽ giật mình, bọn họ sau đó cũng mới hiểu được Ninh Thiên Đô vì cái gì tức giận. Hắn tức giận là Tả Thiên Tông cách giải quyết để thần vực chướng khí mù mịt, sư phụ là tại đau lòng a. La Quân Hòa Lâm Băng liền cũng liền trầm mặc xuống dưới. Sư phụ kia, La Quân nói ra, cái viên kia vạn thọ đan có phải hay không cũng không cần cho Lâm Văn Long. Hắn là thật không muốn đi kính hiến. Ninh Thiên Đô nhìn về phía La Quân, nói ra, vi sư lo lắng nhất cũng là ngươi, ngươi tính tình thoải mái không bị trói buộc, lớn nhất chịu không nổi kỷ luật ước thúc. Lâm Văn Long trước đó cùng ngươi có ân oán, ngươi nếu là thật sự bị hắn bắt lại ngươi bím tóc, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cho nên, cái này mai vạn thọ đan ngươi vẫn là muốn qua kính hiến. Vạn thọ đan với hắn mà nói cũng là chân quý, Tả Thiên Tông làm người hẹp hòi, không sẽ cam lòng cho thiên đan Lâm Văn Long. Đợi sẽ đi đi. Vâng, sư phụ, La Quân tuy nhiên tâm lý không tình nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng. Loại cảm giác này, thật đúng là khuất nhục a. Sư phụ, ta đợi chút nữa bồi La Quân cùng đi chứ. Lâm Băng nói ra. Ninh Thiên Đô nói ra, không được, nếu như các ngươi đồng thời qua, Lâm Văn Long sẽ không thu. Hắn hiện tại chủ quản kỷ luật, sẽ không ở trước mặt người ngoài rơi xuống mượn cớ. Lâm Băng liền nói ra, vậy được rồi. Lâm Văn Long bây giờ tại trong thần vực bộ đã có chính mình điện vị, gọi là Vĩnh Long Điện. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lâm Băng cùng La Quân cùng đi đến Vĩnh Long Điện bên ngoài. Vĩnh bên trong tòa Long Điện đèn đuốc sáng trưng, cửa có bảo an phiên trực. Phía trước là một cái xinh đẹp đình viện. Lâm Băng thì đối La Quân ôn nhu nói, sư đệ, ta chờ ngươi ở ngoài. Nàng khó được có ôn nhu như vậy một mặt, đơn giản là nàng trong lòng cũng là yêu quý người tiểu sư đệ này. Cũng biết tiểu sư đệ nội tâm cương liệt, hôm nay làm ra hết thảy, với hắn mà nói đều rất lợi hại gian nan. La Quân gật gật đầu, hắn khẽ cắn môi, sau đó liền tới đến cái kia hai tên bảo an trước mặt nói ra, mời thay thông truyền một tiếng, liền nói Thiên Đô Điện La Quân cầu kiến Vĩnh Long sư tôn. Cái kia hai tên bảo an tự nhiên cũng không dám tại La Quân trước mặt kiêu căng, thế là nói ra, tốt, xin chờ một chút. Một đêm này, Lâm Băng cũng không biết La Quân tại Vĩnh bên trong tòa Long Điện đến kinh lịch cái gì. Thậm chí là ngày người đời sau cũng không biết già Lam Vương La Quân đến tại Vĩnh bên trong tòa Long Điện phát sinh cái gì. Nhưng đêm hôm ấy, lại là cải biến già Lam Vương La Quân một đêm. Là từ đêm hôm đó bắt đầu, già Lam Vương La Quân liều mạng muốn trở nên mạnh hơn, liều lĩnh, phát như điên muốn trở nên mạnh hơn. Lâm Băng tại Vĩnh Long Điện bên ngoài cũng không có đợi bao lâu. Ước chừng là sau 10 phút, La Quân đi tới. Lâm Băng trông thấy La Quân sắc mặt rất yếu ớt, nàng không khỏi giật mình, nói, La Quân, ngươi không sao chứ? La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Băng, hắn hai mắt huyết hồng. Sau đó đột nhiên phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân, Lâm Băng hãi nhiên, sau đó, nàng trong ánh mắt lóe lên ngập trời tức giận, nói, Lâm Văn Long an dám, ta qua tìm hắn. Nàng nói xong liền muốn qua vì La Quân chủ trì công đạo. La Quân đột nhiên một thanh níu lại Lâm Băng tay, hắn mang theo một tia ý cầu khẩn, nói ra, không muốn, sư tỷ, cầu ngươi. Lâm Băng chưa bao giờ thấy qua La Quân như vậy mềm yếu thần sắc, nàng đau lòng tới cực điểm. Ta không sao, thật không có sự tình. La Quân sau khi nói xong, liền chán nản hướng trước mặt đi đến. Lâm Băng vội vàng đuổi theo đến, nói, sư đệ. Sư tỷ. Mời ngươi để cho ta yên lặng một chút, được không? La Quân nhìn về phía Lâm Băng, thỉnh cầu nói nói. Lâm Băng ngẩn ngơ, nàng ngừng cước bộ. La Quân quay người cấp tốc rời đi. Không bao lâu, La Quân thì ra thần vực. Hắn triển khai tốc độ tại Hương Sơn trên đại đạo phi nước đại. Trong lòng của hắn chỉ có một cái tín niệm. Lâm Văn Long, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta La Quân nhất định gấp trăm lần hoàn lại. La Quân nhanh như điện chớp chạy xuống Hương Sơn, chung quanh cây cối nhanh chóng rút lui. Giờ phút này, liền xem như nhanh nhất xe đua cũng không kịp tốc độ của hắn một nửa. Sau 10 phút, La Quân đi vào Los Angeles khu vực thành thị. Hắn qua quán bar. Trong quán bar, kim loại nặng âm nhạc kịch liệt chấn động. La Quân ngồi tại quầy bar trước muốn 10 chén vodka,
sau đó, hắn uống ửng ực đứng lên. 10 chén vodka uống xong về sau, La Quân cảm thấy choáng đầu lợi hại. Hắn tuy nhiên có thể ngăn chặn chánh choáng, nhưng hắn cũng không có áp chế. Hắn vốn chính là muốn uống say. Tiên sinh, mời ta uống một chén đi. Ngay vào lúc này, một tên mặc hở hang nước Mỹ cô nàng tiến lên đây, nàng mang theo một cỗ mị ý nói với La Quân. Cô nàng này dài không có đẹp cỡ nào, bất quá vóc dáng rất khá. Nàng cũng là trông thấy La Quân dài đẹp trai, lại đối người Đông Phương có chút hiếu kỳ, cho nên liền lên đến thông đồng. La Quân nhìn cô nàng này liếc một chút, nói thẳng, không mời, người quá xấu. Hắn là dùng tiếng Anh nói. Cái này lời vừa nói ra, cô nàng kia sắc mặt nhất thời biến rất khó coi. Người chờ, người Mongoloid heo, nước Mỹ cô nàng giận. Sau 5 phút, một đám nước Mỹ đại hán người da đen khí thế hung hung đến đây. La Quân men say tập tễnh không để ý tới. Cái kia nước Mỹ cô nàng chỉ La Quân, nói ra, chính là cái này người Mongoloid heo vũ nhục ta. Cái kia cầm đầu đại hán người da đen gọi là Jason. Jason dài vô cùng khôi ngô, hắn nhíu mày nhìn một chút La Quân, liền tiến lên bắt lấy La Quân cổ áo, nói ra, người Mongoloid heo, cho muội muội ta xin lỗi. Lấy ra ngươi tay bẩn, La Quân nhíu mày nói ra. Jason biến sắc, nói, xú tiểu tử, người vẫn rất hoành. Nói xong cũng nhất đại tát tai hướng La Quân vung qua. La Quân nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bắt lấy Jason tay. Sau đó răng rắc uốn éo, nhất thời, Jason cánh tay đứt gãy. Jason hét thảm lên. La Quân lại đưa tay bên trong một cái chén rượu phanh một tiếng trực tiếp tan thành phấn vụn. Một màn này để còn lại đại hán người da đen nhóm không rét mà run. La Quân hai mắt huyết hồng, quát, đến A, không phải muốn giáo huấn lão tử A. Đến A, cái kia mấy tên đại hán người da đen nhìn nhau, sau đó cắn răng hướng La Quân huy quyền đánh tới. La Quân xuất thủ càng nhanh. Hắn lại quá nhiều phẫn nộ, ủy khuất cần phát tiết. Thuần thục, La Quân liền đem cái này mấy tên đại hán người da đen đánh ngã xuống đất. Cái này cũng chưa hết, La Quân kêu gào thét một chân gót chân đá mặt đất chết như heo, đến A, để giáo huấn lão tử A. Những người da đen này bọn đại hán bị đánh gần chết. Không ít người cũng đã thổ huyết bị sốc. Bởi vậy cũng có thể gặp La Quân ra tay chi hung ác. La Quân cũng sẽ không thụ điểm ngăn trở tựa như phim truyền hình bên trong nam chính, bị tiểu côn đồ đánh theo chó một dạng. Hắn sẽ chỉ đem người khác đánh theo chó một dạng. Sau đó, La Quân ra quán bar. Hắn tiếp lấy qua một nhà trọ quán rượu. Cái kia trước tửu điếm đài lại là không thu nạp quân, bởi vì trước tửu điếm đài rất chán ghét La Quân loại này con sâu rượu. Càng vẫn là thuộc về Đông Phương con sâu rượu. La Quân nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là đột nhiên nhất quyền xuống dưới, trực tiếp nhất quyền liền đem trước đó đài oanh cái nhão nhoẹt. Hắn tinh hồng lấy hai mắt nhìn về phía trước đó đài, nói, hiện tại có thể sao? Trước đó đài hoảng sợ gần chết, vội vàng nói, có thể, có thể. Như thế, La Quân thuận lợi qua quán rượu gian phòng. Lúc này là 11 giờ đêm. La Quân nằm ở trên giường, ngã đầu thì ngủ. Bất quá không ngủ bao lâu, thì có một đám nước Mỹ cảnh sát đến đây. Đây là trước đài báo động bố trí. Đám kia cảnh sát đột nhiên xô cửa tiến đến, muốn đem La Quân mang đi. La Quân từ trên giường ngồi xuống, tiếp lấy trực tiếp xuất thủ. Rất nhanh liền đem mấy tên cảnh sát cho đánh bay ra ngoài, hắn quát, lão tử chính là thần vực nội môn đệ tử, các ngươi còn dám đến phiền lão tử, liền đem toàn bộ các ngươi giết. Câu nói này vẫn rất có uy hát yêu ta tính. Bọn họ ngẫm lại La Quân con hàng này tựa hồ cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, thế là cũng chỉ có thể nhẫn. La Quân tiếp lấy ngủ một giấc đến đại thiên sáng. Buổi sáng, hắn nghe trên người mình mùi rượu, mùi mồ hôi không khỏi cau mày một cái. Hải Tân thành phố bầu trời trong trẻo. Cuối tháng 3 Hải Tân thành phố, nhiệt độ không khí đã cao đến hơn 30 độ. Các mỹ nữ đều mặc bên trên lớn nhất mát lạnh y phục. Bờ biển cũng không ít du khách đến đây. Giờ phút này, Hải Tân thành phố phi trường quốc tế bên trong. La Quân miệng đầy râu mép kéo cặn bã xuất hiện. Hắn trong hai mắt vằn vện tia máu. Lúc này chính là 5 giờ chiều, trời chiều như lửa. U Linh chủ đề quán ba sinh ý một mực nóng nảy, bất quá lúc này còn sớm, quán ba vừa mới mở cửa. Các phục vụ viên, các nhân viên làm việc đều đang khẩn trương nhanh chóng làm lấy công tác chuẩn bị. Ninh Hàm cùng Tiểu Tuyết ở một bên trước bàn ngồi. Tiểu Tuyết đang làm bài tập. Liền cũng tại lúc này,
một tên nam tử xuất hiện tại trong quán rượu. Cái kia phục vụ nhân viên đang muốn tiến lên chiêu đãi. Tiểu Tuyết lại là trước trông thấy nam tử này, nàng kinh hỉ hô, là La Quân thúc thúc. Ninh Hàm tâm lý run lên, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia. Quả nhiên là La Quân. Hôm nay Ninh Hàm ăn mặc lam sắc tiên nữ váy, nàng lộ ra đoan trang đại khí, thành thục bên trong lại lộ ra gợi cảm. Ninh Hàm trông thấy La Quân lần này bộ dáng, không khỏi giật mình. Bởi vì tại nàng trong ấn tượng, mặc kệ chuyện gì phát sinh, La Quân đều là loại kia thoải mái không bị trói buộc, ánh sáng mặt trời không sợ. La Quân, chuyện gì phát sinh? Ninh Hàm liền vội vàng tiến lên, nàng lo lắng hỏi. La Quân nhìn về phía Ninh Hàm, thanh âm hắn hơi hơi khàn khàn, từ tốn nói, không có việc gì. Cũng là tới nhìn ngươi một chút, ta đáp ứng ngươi. Ninh Hàm gặp La Quân không muốn nói, liền cũng liền không tiện hỏi nhiều. Nàng liền nói ra, ngươi nhất định còn chưa ăn cơm đi, ta đi cấp ngươi nấu ít đồ ăn. Ngươi đi theo ta. La Quân không có cự tuyệt. Ninh Hàm mang theo La Quân đi vào nàng trụ sở tạm thời. Cái này U Linh quán ba sân bãi rất lớn, Ninh Hàm ở chỗ này có một gian xinh đẹp phòng ngủ, mà lại lấy ánh sáng cũng rất tốt. La Quân được đưa tới trong phòng ngủ về sau, Ninh Hàm lại để cho Tiểu Tuyết bồi tiếp La Quân. Sau đó, nàng liền đi nhà bếp cho La Quân nấu đồ ăn. Trong phòng ngủ trang trí hết thảy đều rất lợi hại nữ tính hóa, đồng thời có loại nhàn nhạt mùi thơm. La Quân ngồi ở trên ghế salon, hắn giống như là một cái du hồn một dạng bốn phía hành tẩu, không dám dừng lại. Lại như là thụ thương cô lang, đem vết thương giấu tại ở sâu trong nội tâm, không cho bất luận kẻ nào trông thấy. Tiểu Tuyết ăn mặc màu trắng tiểu váy, theo Bạch Tuyết tiểu công chúa giống như. Nàng đi vào La Quân trước mặt, chớp thanh tịnh tròng mắt nhìn lấy La Quân. Nàng nãi thanh nãi khí hỏi, La Quân thúc thúc, người nào chọc giận ngươi không vui nha? Ngươi không muốn không vui có được hay không? La Quân nhìn về phía Tiểu Tuyết, hắn mỉm cười, nói ra, tốt. Tiểu Tuyết liền lập tức vui vẻ, tiểu hài tử cũng là dễ dàng như vậy thỏa mãn. Nàng còn nói thêm, La Quân thúc thúc, người chơi với ta có được hay không? La Quân cúi người nhìn về phía Tiểu Tuyết, ôn nhu nói, Tiểu Tuyết, thúc thúc hơi mệt chút, đợi chút nữa lại chơi với ngươi có được hay không? Tiểu Tuyết là cái rất hiểu chuyện hài tử, ngay sau đó liền nói ra, vậy được rồi, La Quân thúc thúc, người nghỉ ngơi thật tốt, Tiểu Tuyết không quấy rầy ngươi. La Quân gật gật đầu. Tiểu Tuyết liền quay người ra ngoài làm bài tập qua. La Quân nhắm mắt lại, hắn nằm trên ghế salon, cả thân thể đều buông lỏng tới cực điểm. Cũng không lâu lắm, Ninh Hàm bưng một bát thơm ngào ngạt mì sợi tiến đến. Mau tới nhân lúc còn nóng ăn đi, Ninh Hàm đối ngủ ở trên ghế salon La Quân nói ra. La Quân mở mắt ra, hắn ngồi xuống. Ninh Hàm đem mì sợi phóng tới trên bàn sách, cũng đem cái ghế lôi ra tới. La Quân liền tới đến sách trước bàn ngồi xuống, hắn cầm lấy đũa, bốc lên mì sợi. Mì sợi làm rất thơm, còn có hai cái trứng trần nước sôi. Không thể không nói, Ninh Hàm chủ nghệ đây chính là so Lâm Thiến Thiến mạnh hơn quá nhiều. La Quân miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ninh Hàm ở một bên yên lặng nhìn lấy La Quân, nàng cảm thấy lần này nhìn thấy La Quân, hắn biến hóa thật sự là quá lớn. Đến ở trên người hắn chuyện gì phát sinh đâu? Ninh Hàm không đoán ra được. La Quân rất nhanh liền ăn mì xong đầu. Ninh Hàm hỏi, ăn no sao? La Quân gật gật đầu. Ninh Hàm hít sâu một hơi, nói, La Quân, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng còn có chúng ta những người bạn này. La Quân nhìn về phía Ninh Hàm, hắn thoảng qua mỏi mệt cười một tiếng, nói ra, ta biết, cho nên ta tới. Ninh Hàm trong lòng ấm áp, ngay sau đó liền nói, Nghiên Nhi cùng Thanh Thanh muốn là biết ngươi trở về, nhất định sẽ thật cao hứng. Ta qua thông báo các nàng, ngươi thấy thế nào? La Quân nói gấp, trước không cần, ta muốn yên lặng một chút. Về sau rồi nói sau. Ninh Hàm nhìn ra La Quân tiêu cực, nàng liền nói ra, vậy được rồi. Nàng đứng lên, thu bát đũa, nói ra, đêm nay ngươi thì ngủ tại ta chỗ này đi, ta cùng Tiểu Tuyết đi về nhà ở. Nàng là ở chỗ này mua có sẵn trùng tu xong nhà. Bây giờ Ninh Hàm, giá trị con người địa vị sớm đã có rất lợi hại khác nhiều. Đan Tê Hàm Thủy Trung nhớ kỹ đây hết thảy đều là La Quân đưa cho. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Sau đó, Ninh Hàm thì thu bát đũa, ra phòng ngủ. La Quân cũng không tắm rửa, liền thì nằm vật xuống ngủ trên giường cảm giác. 9 giờ tối thời điểm, Ninh Hàm đem Tiểu Tuyết đưa đến phụ mẫu trong nhà. Nàng nghĩ tới nghĩ lui,
cảm thấy vẫn là muốn chiếu cố La Quân. Nhưng chiếu cố La Quân liền không thể bận tâm đến Tiểu Tuyết, cho nên chỉ có đem Tiểu Tuyết đưa trở về. Sau đó, Đinh Hàm lại một lần nữa trở lại U Linh trong quán bar. 9 giờ tối thời điểm, U Linh quán bar nóng nảy dị thường. Cái quán bar này tại quán bar một con đường bên trong là chói mắt nhất ngôi sao. Đây hết thảy đều là bởi vì La Quân tiếp thị thành công. Bởi vì U Linh quán bar tồn tại, hắn quán bar sinh ý đều đánh một số chiết khấu. Bất quá còn tốt, Hải Tân là bờ biển thành thị, du khách rất nhiều. Cho nên các quán rượu cũng đều có thể sinh tồn. Mà lại, U Linh quán bar bối cảnh cũng thật không đơn giản. Lúc trước U Linh quán bar khai trương thời điểm, nhiều như vậy đại quan đều đến cổ động, từ đó một điểm liền có thể nhìn thấy một hai. Ngay cả Hải Tân lòng đất hoàng đế, Long Vương cũng đặc biệt bàn giao bọn thủ hạ đừng đi quấy rối U Linh quán bar. Dựa vào những yếu tố này tồn tại, U Linh quán bar vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Đinh Hàm mỗi ngày đều có loại đếm tiền đến bong gân cảm giác. Nàng hiện tại cá nhân tiền tiết kiệm đã có chừng 500 vạn. Không nói đến những này, Đinh Hàm cũng không lý tới hội U Linh quán bar nóng này. Cái này U Linh quán bar đã có một bộ thành thục hệ thống quản lý, dù cho Đinh Hàm không tại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đinh Hàm làm nhiều nhất là đối tài vụ nghiêm ngặt giám sát, ngăn chặn một số tầng quản lý mục nát vấn đề. Đinh Hàm trực tiếp qua phòng ngủ mình. Phòng ngủ này cách âm làm rất tốt, tuy nhiên bên ngoài nóng nảy, nhưng trong phòng ngủ rất lợi hại yên tĩnh. Đinh Hàm đẩy cửa phòng ngủ ra, nàng phát hiện bên trong không có ánh đèn. Thế là, nàng đem ánh đèn mở lên. Sau đó, nàng liền nhìn thấy La Quân tại ngủ trên giường. Đinh Hàm nói không nên lời là cảm giác gì, nàng cảm giác được hiện tại La Quân một điểm tinh thần phấn chấn đều không có. Cũng không có bất kỳ cái gì đấu trí, tựa như là đã rút đi chỗ có quang hoàn. Đinh Hàm biết, La Quân khẳng định là đụng phải đả kích rất lớn. Nàng cảm thấy mình lúc này, nhất định muốn trợ giúp La Quân vượt qua cửa ải khó khăn này. Có thể muốn làm sao vượt qua đâu. Đinh Hàm nghĩ không ra biện pháp tới. Nàng đóng cửa phòng, sau đó trở về trước giường. Sau đó, nàng ngửi được La Quân trên thân mùi mồ hôi. La Quân lúc đầu trên thân vẫn luôn có cỗ mùi thơm ngát. Bất quá bây giờ La Quân không có đi điều trị, thêm mấy ngày không tắm rửa. Thời tiết này rất nóng, cho nên tự nhiên là có mùi mồ hôi. Nếu như là người bình thường đoán chừng liền nên xú khí huân thiên. La Quân, La Quân, Đinh Hàm nhỏ giọng hô. La Quân mở mắt ra, hắn hơi hơi nghi hoặc nhìn về phía Đinh Hàm. Đinh Hàm liền nói ra, người đi tắm rửa xong lại ngủ tiếp, có được hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, được. Hắn sẽ không bao giờ lại giống như kiểu trước đây theo Đinh Hàm cười đùa tí từng. Cái này khiến Đinh Hàm cảm thấy lòng chua xót. Đinh Hàm nói ra, ta qua mua quần áo cho ngươi cùng đồ rửa mặt trở về, ngươi chờ ta một chút. La Quân nói ra, tốt. Ngay sau đó, Đinh Hàm quay người ra ngoài. Đinh Hàm tại sau 20 phút trở về, nàng cho La Quân mua quần áo, liền quần đùi đều mua. Còn mua dao cạo râu chờ chút. Phòng tắm thì trong phòng ngủ, Đinh Hàm đẩy cửa vào về sau, đem những này đồ dùng nhét vào bên ngoài phòng tắm mặt. Sau đó, nàng nói với La Quân một tiếng, sau đó ra phòng ngủ. Ước chừng sau 10 phút, La Quân tắm rửa hoàn tất. Hắn mặc vào Đinh Hàm cho hắn mua sạch sẽ màu trắng lo lắng cùng quần bò. Dưới chân lê dậy dép lào, tóc ướt sũng. Bất quá hắn tóc không dài, dùng khăn lông khô một vòng thì chuẩn bị dận lập. La Quân đồng thời đem sợi râu cũng cạo sạch sẽ. Cả người hắn lại lộ ra ánh sáng mặt trời mà xuất khí. Đinh Hàm lúc đi vào trông thấy La Quân bộ dáng này. Nàng vui mừng trong bụng. Trong thoáng chốc có loại ảo giác, cái kia chính là trước kia La Quân lại trở về. Đinh Hàm, La Quân đối Đinh Hàm hô một tiếng. Đinh Hàm buông lỏng một hơi, nàng vuốt ở ngực nói ra, người hù chết ta, người biết ta có lo lắng nhiều người hội như vậy không gượng dậy nổi sao. La Quân cười nhạt một tiếng, hắn tại trước sofa ngồi xuống. Sau đó nói với Đinh Hàm, có rượu hay không? Đinh Hàm nói ra, đương nhiên là có tửu. Chúng ta đây chính là quán ba A. Ngươi chờ một chút, ta khiến người ta đưa chút tửu cùng mâm đựng trái cây tiến đến. La Quân gật gật đầu. Ước chừng sau 5 phút, mâm đựng trái cây cùng rượu vang đỏ, còn có băng khối đều bị phục vụ viên đưa đến trong phòng ngủ. Đinh Hàm cho La Quân rót rượu vang đỏ. Sau đó, Đinh Hàm theo La Quân chạm cốc, nàng nói ra, hiện tại có thể nói cho ta biết, đến xảy ra chuyện gì sao. La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ. Hắn ánh mắt biến thăm thẳm,
ta xác thực kinh lịch một việc, có thể nói là ta cuộc đời vô cùng nhục nhã. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không nói ra. Hắn nói xong uống một hơi cạn sạch. Ninh Hàm hơi hơi ngẩn ngơ, nàng liền cũng liền thông minh không hỏi thêm nữa. La Quân còn nói thêm, bất quá ngươi không cần lo lắng cho ta, sự tình đã qua. Ta sẽ không bị chuyện này đánh bại, trước đó coi như là ta tự mình điều tiết một loại phóng túng đi. Từ giờ trở đi, ta hội tỉnh lại, ta sẽ dùng 12 phần tinh lực đến ma luyện tu vi. Nói đến đây, trong mắt của hắn tách ra dọa người hàn quang, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem sở thụ khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả cho Lâm Văn Long. Ninh Hàm giật mình, trong chớp nhoáng này, nàng cảm thấy La Quân ánh mắt có chút đáng sợ. Đồng thời, nàng cũng minh bạch. Ban đầu đến hay là bởi vì theo cái kia Lâm Văn Long ân oán. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ninh Hàm lập tức giơ ly, nàng nói ra, ngươi là một cái am hiểu chế tạo kỳ tích người. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nói thêm lời. Hắn uống một hơi cạn sạch. Hai người cứ như vậy uống vào, trò chuyện. Ninh Hàm uống không ít rượu vang đỏ, khuôn mặt nàng một mảnh đỏ hồng, mang hơi say rượu men say. Ta nên trở về qua, Ninh Hàm nói ra. Nàng đứng lên. La Quân nhìn về phía Ninh Hàm, hắn bỗng nhiên nói ra, có thể lưu lại sao? Ninh Hàm ngây người. Mặt nàng trong nháy mắt thì đỏ như mây lửa. Một mảnh trầm mặc. Có ý tứ gì? Ninh Hàm sau một hồi khá lâu hỏi La Quân. Nàng là thật không hiểu La Quân. La Quân nhìn về phía Ninh Hàm. Hắn cũng không né tránh Ninh Hàm ánh mắt, nhân sinh như sương mai, thoáng qua tức thì. Ta không muốn đè thêm ức chính mình tình cảm, ta muốn ngươi làm nữ nhân ta. Ninh Hàm cắn môi, nói ra, thế nhưng là ngươi đã kết hôn, thê tử ngươi làm sao bây giờ? Hoặc là nói, ngươi là muốn ta làm ngươi tiểu tam. La Quân lắc đầu, nói ra, ngươi cuối cùng không hiểu ta thế giới, thế tục quy tắc không thể ước thúc ta, cũng không thể ước thúc Linh Nhi. Hắn đón đến, nói ra, bất quá. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ninh Hàm nhất thời sửng sốt, nàng cảm thấy mình cho tới nay thật là tính sai một việc. Cái kia chính là mình luôn luôn lấy người bình thường tình cảm thế giới đến lý giải La Quân. Có thể La Quân cho tới bây giờ đều không phải là người bình thường. Trong chớp mắt, Ninh Hàm bỗng nhiên có chút hiểu La Quân thế giới. Nàng tâm tư thiên nhân giao chiến đứng lên. Trong nội tâm nàng thực là không giờ khác nào không tại yêu La Quân. Lần này trông thấy La Quân. Nội tâm của nàng là kích động hoan hỉ. Đó là một loại nói không nên lời rung động. Bây giờ, lựa chọn đang ở trước mắt. Một khi lựa chọn, về sau đường liền sẽ khác biệt. La Quân sẽ không tới nhu tình mật ý khuyên Đinh Hàm, nói như vậy đối Đinh Hàm đến nói đúng không công bình. Bởi vì Đinh Hàm lựa chọn liền không thể lý trí. Ta về sau, còn có thể lại yêu hắn nam nhân sao? Đinh Hàm bỗng nhiên thầm nghĩ. Ta về sau, sẽ còn lại cùng hắn nam nhân kết hôn. Tổ kiến gia đình sao? Ta như là đã biết hắn, lại làm sao có thể lại yêu người khác? Chỉ cần ta sinh mệnh bên trong có thể có hắn, dù là không có thể trường kỳ cùng một chỗ. Nhưng ta còn có Tiểu Tuyết, có quán rượu này tại. Dạng này không cũng rất được không? Ninh Hàm nghĩ tới đây, trong nháy mắt thì làm quyết định. Khuôn mặt nàng vẫn là hồng hồng, bất quá lại là sông La Quân nói ra, ta qua tắm rửa. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt, ta chờ ngươi. Ninh Hàm sau đó cũng có chút vội vàng hấp tấp tìm áo ngủ qua phòng tắm. La Quân uống vào rượu vang đỏ, yên tĩnh chờ đợi Ninh Hàm. Ninh Hàm trong phòng tắm không sai biệt lắm đi lêu lỏng nửa giờ mới ra ngoài. Nàng đi ra thời điểm ăn mặc áo ngủ màu tím, tóc đã bị khăn lông khô xoa không sai biệt lắm làm. Nhưng vẫn còn có chút ẩm ướt, có như vậy mấy cái theo sợi tóc không tốt không xấu vòng, để cho nàng càng tăng thêm một tia vũ mị. La Quân hô hấp bắt đầu thô trọng. Hắn sở dĩ muốn tới tìm Ninh Hàm, đó là bởi vì Ninh Hàm là hắn dục vọng chỗ, là hắn chấp niệm chỗ. Hắn nhìn không ra, cho nên mới cự tuyệt Ninh Hàm. Nhưng hắn e Ninh Hàm thân thể thắng qua e Ninh Hàm. Hắn muốn đem hết thảy trói buộc đều phá vỡ, đây là liên quan đến hắn sau này tu vi tăng lên sự tình. Lần này, Ninh Hàm coi như cự tuyệt hắn cũng không cần gấp. Bởi vì đối với La Quân tới nói, hắn đã không hối hận. La Quân ngửi được Ninh Hàm trên thân mùi thơm, nàng dáng người là như thế hoàn mỹ, thành thục. Trong lúc phất tay đều là ngự tỷ phong phạm, để người vì đó phát cuồng. La Quân đột nhiên tiến lên, một tay lấy Ninh Hàm chặn ngang ôm lấy. Ninh Hàm giật mình, sau đó ưng một tiếng đem La Quân cổ ôm chặt lấy. Đêm nay, La Quân rốt cục đã được như nguyện đạt được Ninh Hàm thân thể.
đó là đã lâu thống khoái, thoải mái. Đêm nay, La Quân cùng Đinh Hàm làm không biết mệt, một đêm không ngủ. Sáng ngày thứ hai, Đinh Hàm còn đang ngủ say. La Quân rời giường, hắn ăn mặc vừa vặn, tóc bôi moss. Cái kia sợi tóc chuẩn bị dựng lập, hắn đối mặt với tấm gương lộ ra thành thục mà ổn trọng. Đây là một cái mới đường ranh giới. Sau đó, hắn đi vào trước giường. Trên giường, Đinh Hàm trắng như tuyết vai lộ ở bên ngoài, nàng lộ ra lười biếng mà vũ mị. Kinh lịch tối hôm qua Đinh Hàm, nàng biến càng thêm thành thục cùng mê người. Nàng đạt được thỏa mãn, trên mặt tất cả đều là ngọt ngào. Làm sao ngủ không nhiều một lát, Đinh Hàm không tự giác liên lụy ra vẻ tươi cười đến, nàng hỏi La Quân. La Quân mỉm cười, nói ra, người mệt mỏi, ngủ thêm một hồi đi. Đợi chút nữa ta mua cho người bữa sáng trở về, người muốn ăn cái gì? Đinh Hàm nội tâm nhất thời ủ ấm, nói ra, ta muốn ăn Nam Đại đường phố thang bao, có thể sao? La Quân nói ra, đương nhiên có thể. Không khỏi xa, Đinh Hàm nói ra. La Quân nói ra, không có việc gì, ta lái xe của ngươi đi mua. Đinh Hàm liền cho La Quân hiến cái trước nồng đậm môi thơm. Nàng cảm thấy dạng này thời gian thật là đẹp tốt, nàng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. La Quân ngay sau đó cầm chìa khóa xe, ra phòng ngủ, ra U Linh quán bar. Đinh Hàm Jaguar thì ngừng ở bên ngoài, La Quân bên trên chiếc này phong cách vô cùng Jaguar xe, sau đó nổ máy xe, cấp tốc lái đi ra ngoài. Sau một tiếng, La Quân mua về sớm một chút. Lúc này Đinh Hàm cũng đã rời giường, nàng mặc vào một bộ màu đen váy dài, cả người lộ ra đoan trang, thành thục, đại khí. Liệt diễm hồng môi. La Quân đem sớm một chút phóng tới trên bàn trà, hắn tiếp lấy nhịn không được hôn lên Đinh Hàm môi đỏ. Dạng này Đinh Hàm, thật là làm cho người ta yêu thích không buông tay. Hai người tựa như là đang tình yêu cuồng nhiệt tiểu tình lữ một dạng, đậm đến đã không thể tách rời. Sau đó, Đinh Hàm an vị tại La Quân trên đùi, hai người dạng này ngọt ngào ăn bữa sáng, người một ngụm, ta một ngụm, được không hài lòng. Ăn điểm tâm xong về sau, Đinh Hàm thu thập bát đũa. La Quân ở thời điểm này nhận được một cú điện thoại. Cú điện thoại này lại là Ninh Thiên Đô đánh tới. La Quân, người bây giờ ở nơi nào? Ninh Thiên Đô tại điện thoại bên kia hỏi, hắn giọng nói trầm ổn, không có để lộ ra hắn tâm tình tới. La Quân lập tức cung kính hồi đáp. Sư phụ, ta ở trong nước. Ninh Thiên Đô hỏi, chuyện gì phát sinh? Ngươi đừng có lo lắng, hết thảy đều có vi sư tại. La Quân trong lòng ấm áp, hắn lập tức nói, thật là phát sinh một ít chuyện, bất quá sư phụ, chính ta có thể xử lý tốt. Ninh Thiên Đô liền biết rõ La Quân tính tình cương liệt, hắn không muốn nói, chính mình cũng không có cách nào miễn cưỡng. Hắn khe khẽ thở dài, nói ra, vậy thì tốt, chính ngươi muốn khá bảo trọng. La Quân nói ra, ta sẽ, sư phụ. Ninh Thiên Đô lại nói, cái kia vạn thọ đan, Lâm Văn Long không có thu sao. La Quân nói ra, không, vạn thọ đan còn tại trên tay của ta. Ninh Thiên Đô nói ra, đã như vậy, cái kia vạn thọ đan ngươi thì chính mình hưởng dụng đi. Bây giờ ngươi cũng là hóa thần chi cảnh, là đến cần đan dược thời điểm. La Quân nói gấp, đa tạ sư phụ. Ninh Thiên Đô nói ra, tốt, vậy cứ như vậy đi. Sau đó, hắn tắt điện thoại. La Quân cảm thấy cảm kích, Ninh Thiên Đô vị sư phụ này theo tình cảm mình thực cũng không sâu. Chỉ là bởi vì chính mình là lăng tiền bối nhờ vả, cho nên Thiên Đô sư tôn liền như thế cảm mến đối đãi. La Quân cảm thấy Ninh Thiên Đô là chân chính quân tử, đại trượng phu. Cùng Ninh Thiên Đô kết thúc trò chuyện về sau, La Quân thu điện thoại di động. Ninh Hàm sau khi thu thập xong, từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến. Nàng nhìn thấy La Quân đang ngẩn người, liền tới đến La Quân trước người hỏi. Đang suy nghĩ gì đấy? La Quân cười một tiếng, nắm chặt Đinh Hàm tay, nói ra, nghĩ người đây. Đinh Hàm khuôn mặt đỏ lên, mặc dù biết La Quân là nói đùa, nhưng nàng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Nói cho ngươi nghiêm túc đây, Đinh Hàm theo rồi nói ra. La Quân liền cũng liền nói, ta nghĩ đến tự mình một người lực lượng chung quy là quá có hạn, ta phải giống như Lâm Văn Long, phát triển ra thuộc về mình thế lực tới. Ta người tại thần vực bên trong. Trung quy là thần vực người, thụ thần vực trói buộc cùng quản lý. Nhưng nếu có một ngày, ta tự lập môn hộ, ta lực lượng cường đại đến có thể chống lại thần vực lúc, ai còn có thể nắm ta. Đây là hắn mấy ngày nay một mực đang nghĩ đồ, vật. Ninh Hàm nhãn tình sáng lên, nàng thoảng qua hưng phấn nói ra, nếu như ngươi muốn làm, thì nhất định có thể làm tốt. Nàng đối La Quân có loại sùng bái mù quáng cùng lòng tin.
La Quân mỉm cười, hắn không có nhiều lời. Những vật này cùng Đinh Hàm nói tỉ mỉ là vô dụng. Hắn cũng biết cái này bên trong độ khó khăn. Cơ hồ là khó như lên trời. Có thể thì tính sao? Sự do người làm, chính mình còn chưa làm liền muốn lùi bước sao? La Quân cũng ý thức được, chính mình một mực dựa vào thần vực đan dược, tiến độ này quá chậm. Nếu như mình có thể luyện đan, như vậy chính mình tu vi liền có thể lên như diều gặp gió. Có thể nghĩ muốn chính mình luyện đan, đó là một kiện cực buồn ngủ chuyện khó. Thần vực chính là trải qua bao nhiêu năm, lại hao phí bao nhiêu nhân lực tài lực mới có hôm nay thành quả. Chính mình muốn tay trắng khởi ra, khó, rất khó khăn. La Quân nghĩ đến Trầm Mặc Nùng, hắn cảm thấy Trầm Mặc Nùng đại biểu quốc gia. Chuyện này, chính mình còn nhất định phải mượn nhờ quốc gia lực lượng. Chủ ý quyết định, La Quân trong lòng hơi định. Đinh Hàm, ta muốn đi Yến Kinh một chuyến. La Quân sau đó nói với Đinh Hàm. Đinh Hàm liền biết La Quân là muốn làm chính sự, ngay sau đó nàng lại hỏi, lúc nào lên đường. Người giúp ta đặt trước một chương qua Yến Kinh vé máy bay, càng nhanh càng tốt. La Quân nói ra. Đinh Hàm nói ra, tốt. Nàng đặt trước vé máy bay cũng không phải mình qua đặt trước, dù sao thân phận bây giờ cũng khác biệt. Đinh Hàm cho mình trợ lý gọi điện thoại, để cho nàng qua đặt trước vé máy bay. An bài tốt về sau, Đinh Hàm hỏi La Quân nói, ngươi không nhìn tới nhìn Nghiên Nhi cùng Thanh Thanh sao? La Quân nói ra, về sau phần lớn là cơ hội, lần này coi như. Đinh Hàm nhân tiện nói, vậy được rồi. Chỉ chốc lát về sau, trợ lý điện thoại đánh tới, Tô Tổng, vé máy bay đã đặt trước tốt, là 12 giờ trưa, La tiên sinh dùng chứng minh nhân dân liền có thể đi lấy phiếu. Đinh Hàm nói ra, tốt, cảm ơn. Cái kia trợ lý nói ra, đây là ta phải làm, cái kia Tô Tổng, ta không quấy rầy ngài. Tắt điện thoại về sau, Đinh Hàm nói với La Quân, 12 giờ chuyến bay. La Quân nhìn xem thời gian, hiện tại là 9 giờ sáng. Hắn bỗng nhiên tà tà cười một tiếng, nói ra, chúng ta còn có 2 giờ rưỡi thời gian, cố mà chân quý đi. Đinh Hàm cái kia có thể không hiểu La Quân ý tứ, nàng nhất thời đỏ bừng mặt, nói ra, mới không để ý tới ngươi cái bại hoại. La Quân cười ha ha, nói ra, cho phép ngươi sao. Hắn nói xong cũng sói đói chụp mồi nhào lên. 12 giờ trưa, La Quân tại Đinh Hàm tiễn biệt dưới leo lên bay hướng Yến Kinh chuyến bay. 3 giờ sau, La Quân đến Yến Kinh phi trường quốc tế. Yến Kinh hôm nay khí trời rất tốt, trời trong gió nhẹ, bầu trời trong trẻo. La Quân ra phi trường, sau đó thì cho Linh Nhi gọi điện thoại. Hắn là điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, sau đó mới cho Linh Nhi gọi điện thoại. Đối với theo Đinh Hàm sự tình, La Quân đã làm đến thản nhiên. Hắn không thể lại lề mề chậm chạp xuống dưới, nói như vậy, sỉ nhục vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Tư đồ Linh Nhi tuy nhiên vẫn là quạnh quẽ, nhưng La Quân vẫn là có thể cảm nhận được nàng vui sướng. La Quân nói mình trở lại Yến Kinh, hiện tại trước làm một ít chuyện, ban đêm lại về tư đồ công quán. Tư đồ Linh Nhi nói tiếng tốt. La Quân theo tư đồ Linh Nhi kết thúc trò chuyện về sau, hắn tiếp lấy thì cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại tới. Bên kia qua hồi lâu mới tiếp. Bất quá khiến La Quân ngoài ý muốn là, nghe người cũng không phải là Trầm Mặc Nùng. Đó là một người trung niên nam nhân thanh âm. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Trầm Mặc Nùng phụ thân. Hắn ngữ khí lập tức liền cung kính rất nhiều, nói ra, ngài khỏe chứ, ta Trầm Mặc Nùng bằng hữu, xin hỏi người nàng đâu. Ngươi là vị kia, nam nhân kia hỏi. La Quân báo chính mình tên. Nam nhân kia trong giọng nói lập tức lộ ra một tia khó mà phát giác hưng phấn, tốt, người cú điện thoại này quá kịp thời. Chúng ta làm sao lại đem ngươi cấp quên mất. La Quân nhất thời không hiểu ra sao. Nam nhân kia tiếp tục nói, ta là quốc an một chỗ viên tinh vân, La Quân, Mặc Nùng tình huống bây giờ thật không tốt, chúng ta cần ngươi đan dược. Nếu như không có đan dược, Mặc Nùng chỉ sợ sống không quá 3 ngày. La Quân hãi nhiên thất sắc, hắn cùng Trầm Mặc Nùng chính là sinh tử chi giao. Bây giờ nghe được nàng xảy ra chuyện, La Quân lập tức là hãi hùng khiếp vía. Nàng ở đâu, ta lập tức tới ngay. La Quân nói ra. Ngươi cũng tại Yến Kinh, Viên Tinh Vân vui mừng không thôi. La Quân nói ra, không sai. Viên Tinh Vân liền nói ra, vẫn là ta sắp xếp người tới đón ngươi, ngươi ở đâu? La Quân liền biết Trầm Mặc Nùng hiện tại vị trí chỗ ở khẳng định là giữ bí mật, ngay sau đó hắn liền nói, ta tại Yến Kinh phi trường quốc tế. Viên Tinh Vân nói ra, ta lập tức phái người tới. Hắn đón đến, nói ra, trên tay ngươi có đan dược a?
ít nhất phải là tiên đan cấp bậc. La Quân nao nao, hắn ngược lại là nhiều cái tâm nhãn, nói ra, đan dược không tại trên người của ta, ta xác định tình huống về sau, chúng ta bàn lại đan dược. Viên Tinh Vân liền cũng đã biết cái này là La Quân cẩn thận, hắn cũng không nhiều lời, nói, cái kia tốt. Lúc này là 3 giờ chiều. 3 giờ rưỡi thời điểm, một cỗ màu đen Beetle đứng ở La Quân trước mặt. Từ Beetle bên trong xuống tới một tên thanh niên nam tử ăn mặc Âu phục màu đen, mang theo kính râm. Hắn đối La Quân cung kính nói ra, La tiên sinh, mời lên xe. La Quân gật gật đầu, hắn cũng không nói gì liền lên xe. Sau đó, cái kia thanh niên nam tử cũng tới xe. Lại nửa giờ sau, Beetle chạy đến gọi là Minh Châu cao ốc phía trước. Cái kia thanh niên nam tử dẫn La Quân tiến vào Minh Châu cao ốc. Sau khi tiến vào thang máy, thanh niên nam tử theo thang máy. Hắn ở trong thang máy đưa vào một chuỗi mật mã, cái kia thang máy sau đó thì biến tầng lầu. Lúc đầu cái này thang máy là chỉ có thể đến bãi đậu xe dưới đất, cũng chính là tầng ngầm 1. Nhưng bây giờ thang máy có thể tới phụ lầu 3. La Quân cùng thanh niên nam tử đến liền là âm lầu 3. Đi vào phụ lầu 3 về sau, La Quân đi theo thanh niên nam tử ra thang máy. La Quân trông thấy trước mắt lại là một cái đại sảnh, trong đại sảnh ánh đèn trắng như tuyết. Trong đại sảnh ở giữa có bát quái đại trận, bốn phía có phong linh, có đào mộc kiếm, có biện pháp khí chờ chút. Trong không khí liền có trận trận sóng pháp lực. La Quân không khỏi cảm thấy lấy làm kỳ, nơi này là một cái dạng gì tồn tại. Thanh niên nam tử nói với La Quân, trầm sử trưởng tại thiền trong phòng, mời La tiên sinh đi theo ta. La Quân đè xuống trong lòng hiếu kỳ, gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đi theo thanh niên nam tử đi vào thiền thất. Cái kia thiền trong phòng một mảnh vắng vẻ. Ánh đèn cũng rất nhu hòa. Thượng thủ trên giường, Trầm Mặc Nùng ở vào trạng thái hôn mê. Trên người nàng đắp hơi mỏng chăn mền. Tại Trầm Mặc Nùng bên cạnh ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này cũng là Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân chính là quốc an một chỗ lão đại, hắn ăn mặc một thân bát quái đạo bào, tóc vấn tóc búi tóc. Nhìn cũng là một tên đạo nhân. Viên Tinh Vân trên người có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Hắn nhìn về phía La Quân, trên mặt lộ ra nét mừng, nói ra, Trần Tiểu Hữu, người cuối cùng tới. La Quân lo lắng Trầm Mặc Nùng, hắn bước nhanh đi vào Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. La Quân càng cảm giác hơn đến Trầm Mặc Nùng trên người có cỗ trực tiếp nhân tâm âm sát chi khí. Chỉ nhìn một chút, La Quân liền phát hiện ra Trầm Mặc Nùng tình huống rất nghiêm trọng. La Quân lập tức hỏi Viên Tinh Vân, nói, vì sao lại dạng này? Viên Tinh Vân vẫy lui tên kia dẫn đường thanh niên, sau đó, hắn nói với La Quân, tin tưởng Mặc Nùng cũng nói cho ngươi, gần nhất Yến Kinh có thật nhiều vừa ra đời trẻ sơ sinh không khỏi tử vong. La Quân gật gật đầu, nói ra, nàng đề cập với ta dạy qua. Viên Tinh Vân nói ra, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Cái kia quấy phá gọi là Thánh Anh Đại Vương, cái này Thánh Anh Đại Vương vốn là 300 năm trước một tên yêu nhân. Cái này yêu nhân pháp lực rất cao, sau khi chết liền muốn thai giải chuyển thế. Ai biết về sau, cái kia chuyển thế phôi thai vẫn là bào thai tại trong bụng. Cái này yêu nhân loại sách tay mang vô cùng lệ khí, hấp thu phôi thai oán khí, thành tựu anh linh. 300 năm qua, cái này yêu nhân không ngừng hấp thụ nhân gian anh linh oán khí. Sau cùng, hắn lại tuyển nhận một nhóm anh linh lấy ra dưới. Thế là, cái này yêu nhân liền tự xưng Thánh Anh Đại Vương. La Quân nghe rất nghiêm túc, hắn có thể cảm giác được cái này Thánh Anh Đại Vương là không như bình thường. Sau đó thì sao? La Quân hỏi. Viên Tinh Vân nói ra, Thánh Anh Đại Vương lần này luyện công tẩu hỏa nhập ma, cho nên không phân tốt xấu chạy đến Yến Kinh đến làm loạn. Cũng là đạo trời sáng tỏ, hắn đại nạn tiến đến. Ta cùng Mặc Nùng tia, a rõ ràng hắn vị trí, sau cùng từ ta xuất thủ đem hắn đánh tan. Cái này Thánh Anh Đại Vương không cam tâm, đem trên người hắn âm sát chi khí rót vào trong nguyên thần, sau đó liền trốn vào đến Mặc Nùng trong thân thể. Trốn vào Mặc Nùng trong thân thể, La Quân bị kinh ngạc. Viên Tinh Vân nói ra, không sai, cái kia Thánh Anh Đại Vương bị ta trọng thương, nguyên thần tán loạn. Hắn muốn tại Mặc Nùng trong thân thể khôi phục nguyên khí, sau đó một lần nữa chạy đi. Hắn đón đến, nói ra, nhưng là ta cùng Mặc Nùng không cho hắn cơ hội này, ta cùng Mặc Nùng hợp lực đem Thánh Anh Đại Vương nguyên thần phong ấn tại Mặc Nùng trong não vực. Trong não vực, La Quân hãi nhiên, hắn nói ra, não vực là người thân thể mẫn cảm nhất địa phương, hơi bị tổn thương, liền sẽ vạn kiếp bất phục.
Vậy bây giờ Mặc Nùng là tình huống như thế nào? Viên Tinh Vân nói ra, lúc đầu Thánh Anh Đại Vương là muốn đi vào Mặc Nùng bụng bên trong, một lần nữa ngưng tụ thánh thai. Đó là cực nguy hiểm, đối Mặc Nùng thương tổn cũng là lớn nhất. Chúng ta đem Thánh Anh Đại Vương nguyên thần lần nữa trọng thương. Bây giờ, Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần cũng bị phong ấn ở Mặc Nùng trong não vực, cái này nguyên thần cực kỳ âm sát, ảnh hưởng Mặc Nùng toàn bộ não vực. Ta cần là ngươi tiên đan, chỉ cần Mặc Nùng ăn ngươi tiên đan, Mặc Nùng liền có thể một lần nữa hấp thu dinh dưỡng, cường đại pháp lực, chống cự Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần. La Quân nói ra, nói như vậy, chỉ cần cho Mặc Nùng tiên đan, nàng liền có thể tốt. Viên Tinh Vân nói ra, chỉ sợ không thể, nhưng là bao nhiêu có thể làm dịu Mặc Nùng đau đớn, cũng có thể kéo dài dài một chút thời gian. La Quân nói ra, chẳng lẽ ngài cũng không có biện pháp giúp trợ Mặc Nùng luyện hóa Thánh Anh Đại Vương nguyên thần. Viên Tinh Vân nói ra, người có chỗ không biết, trong não vực là cái cực thần bí, thâm ảo địa phương, tựa như là lít nha lít nhít Internet. Chính mình lực lượng cũng không dám lung tung đi vào, huống chi là ngoại lực. Ta pháp lực căn bản không dám vào nhập Mặc Nùng trong não vực. La Quân tâm chìm xuống, nói ra, tiên đan ta có, ta lo lắng là, coi như Mặc Nùng ăn tiên đan, cũng không có cách nào đem Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần luyện hóa. Viên Tinh Vân nói ra, chúng ta trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. La Quân gật gật đầu, sau đó hắn xuất ra hộp gấm. Hắn đưa cho Viên Tinh Vân. Viên Tinh Vân tiếp nhận hộp gấm, sau đó mở ra. Đãi hắn thấy rõ ràng bên trong vạn thọ đan lúc, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Lại là thiên đan, Viên Tinh Vân vui mừng không thôi. La Quân nói ra, không sai, là thiên đan. Viên Tinh Vân ngay sau đó hít sâu một hơi, sau đó nặn ra Trầm Mặc Nùng miệng, đem ngày đó đan cho ăn nhập Trầm Mặc Nùng miệng bên trong. Ngày đó đan tiến vào Trầm Mặc Nùng miệng bên trong, lập tức hòa tan. La Quân cùng Viên Tinh Vân ánh mắt sáng rực nhìn lấy Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng sắc mặt vẫn là trắng bệch, nàng hai mắt nhắm nghiền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. La Quân cùng Viên Tinh Vân tại trong thần thức, cảm nhận được khí tại Trầm Mặc Nùng trong thân thể lưu động. Trầm Mặc Nùng sắc mặt cũng bắt đầu tốt. Đột nhiên, Trầm Mặc Nùng mở to mắt. La Quân cùng Viên Tinh Vân nhất thời đại hỉ. La Quân lo lắng nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, ngươi cảm giác thế nào? Trầm Mặc Nùng ngồi xuống, nàng lắc đầu, sau một hồi khá lâu mới làm rõ suy nghĩ. Nàng nhìn về phía La Quân, sắc mặt cổ quái, nói ra, ngươi lại cho ta ăn một cái thiên đan. La Quân gật gật đầu. Ngươi từ chỗ nào đến? Trầm Mặc Nùng ánh mắt phức tạp tới cực điểm, hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, đây là sư phụ ta Ninh Thiên Đô cho ta. Trầm Mặc Nùng hốc mắt bỗng nhiên thì đỏ, nàng giọng mang nghẹn ngào, nói ra, ngươi cần gì phải? Nàng lời nói không được, bỏ qua một bên đầu. Ba cái thiên đan. Đây là như thế nào một phần ân tình? Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình thật sự là thiếu La Quân rất nhiều. Chính mình nguy cơ thời điểm, La Quân cái thứ nhất đuổi tới. Nhưng hắn nguy cơ thời điểm, chính mình lại bất chi bất giác. Ta thì đi ra ngoài trước, các ngươi trò chuyện. Viên Tinh Vân mỉm cười, sau đó thì lui ra ngoài. Viên Tinh Vân quay người sau khi rời khỏi đây, La Quân đối Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, được rồi, giữa chúng ta còn cần khách khí những vật này sao? Thiên đan cho dù tốt, cũng không kịp mạng ngươi trọng yếu. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trầm Mặc Nùng cũng không phải cái thói quen nhi nữ tình trường người, nàng rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Nàng lại lần nữa nhìn về phía La Quân lúc, ánh mắt bình tĩnh, Ninh Thiên Đô sư tôn tại sao muốn đột nhiên cho ngươi một cái thiên đan? La Quân nói ra, ngươi nói cho ta biết trước, Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta dùng pháp lực đưa nó nguyên thần phong ấn tại thiên đình huyệt bên trong, tạm thời không có chuyện làm. La Quân nói ra, tạm thời không có chuyện làm không có nghĩa là vĩnh viễn không có việc gì. Thánh Anh Đại Vương là mãnh liệt âm sát chi khí, bị phong ấn càng lâu, lệ khí càng nặng. Ngươi thiên đình huyệt là trọng yếu nhất địa phương, như không giải quyết, hậu quả khó mà lường được. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, ta biết. Bất quá dưới mắt cũng không có phù hợp biện pháp, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. La Quân nói ra, nếu để cho ngươi lại ăn tiên đan đâu? Ngươi có thể hay không đem luyện hóa? Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, ngươi coi như đừng tiếp tục cho ta tiên đan, chính ngươi đều không sao cả ăn. Nàng đón đến, nói ra, mà lại dưới mắt, không phải ăn tiên đan vấn đề. Dục tốc bất đạt, ta cần phải từ từ đến luyện hóa cỗ này còn sót lại nguyên thần.
La Quân nhìn nhiều Trầm Mặc Nùng liếc một chút, hắn cảm thấy sự tình không giống như là Trầm Mặc Nùng nói đơn giản như vậy. Trầm Mặc Nùng trái lại hỏi La Quân, nói ra, thiên đan không thể coi thường, vì cái gì Ninh Thiên Đô Sư Tôn vô duyên vô cớ lại phải cho ngươi một cái thiên đan. La Quân liền cũng không giấu giếm Trầm Mặc Nùng, nói ra, Lâm Văn Long bây giờ đã tu luyện tới thần thông thập trọng cảnh giới, tại thần vực bên trong, hắn đã tấn thăng thành là thứ nhất đời nội môn đệ tử. Lâm Văn Long bây giờ đã có thể cùng sư phụ ta Ninh Thiên Đô bình khởi bình tọa. Trầm Mặc Nùng hãi nhiên, nàng kinh ngạc nói, Lâm Văn Long tu vi thế mà đến nước này. Nàng ra sao khôn khéo người, lập tức nghĩ tới cái gì, nói ra, ngày này đan là Thiên Đô sư tôn cho ngươi đi đưa cho Lâm Văn Long đúng hay không? La Quân gật gật đầu, nói ra, không sai. Vậy tại sao sẽ, Trầm Mặc Nùng nói, Lâm Văn Long tịch thu. La Quân thân thể khẽ run lên, hắn trong mắt lóe lên dày đặc hàn ý. Sau đó, hắn nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, nói ra, trừ phi có một ngày, ta thật có thể hoàn lại Lâm Văn Long đưa cho ta sỉ nhục. Nếu không, ta vĩnh viễn không muốn xách chuyện này, ngươi cũng đừng nhắc lại. Trầm Mặc Nùng ngây người, nàng từ La Quân trong mắt nhìn thấy một loại bạo lệ khí tức. Cái này là La Quân chưa bao giờ khí chất. Trầm Mặc Nùng dùng mình một cái, nàng biết, tại La Quân trên thân nhất định phát sinh một kiện tàn nhẫn sự tình. Nhưng là nàng không thể hỏi, La Quân cũng sẽ không nói. Trầm Mặc Nùng trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, La Quân, tuy nhiên ta là quốc gia nhân viên, nhưng là ngày khác, ngươi như có cần của ta phương. Ta có thể bỏ qua hết thảy giúp ngươi nhất chiến. Đây là một cái rất lợi hại trọng cam kết. La Quân trong lòng ấm áp, hắn nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. Hai người ánh mắt nhìn nhau, lại là không có hắn nói cho tốt. Sau đó, La Quân lại cười một tiếng, nói ra, chúng ta vẫn là trước nghĩ biện pháp nhìn thế nào giúp ngươi đem trong đầu Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần luyện hóa đi. Cái này nguy cơ không xử lý, về sau ngươi muốn giúp ta cũng không có cơ hội này. Trầm Mặc Nùng nói cũng thế, chúng ta tìm viên trưởng phòng thương lượng một chút. Sau 10 phút, Viên Tinh Vân trong văn phòng. Căn phòng làm việc này có chút hào hoa rộng rãi, mà lại ẩn ẩn có phong lưu động, khắp nơi đều có một loại châu tròn ngọc sáng cảm giác. Đứng tại trong phòng làm việc này, khiến người ta hô hấp thông thuận, phá lệ hài lòng. La Quân liền cũng đã biết, trong phòng làm việc này phong thủy là đi qua Viên Tinh Vân điều trị. La Quân nhìn không ra Viên Tinh Vân tu vi đến bao sâu, nhưng hắn biết Viên Tinh Vân chỉ sợ cũng cái có thể cùng thần vực sư tôn sánh ngang cao nhân. Nước trong nhà, không có khả năng không có cao nhân tọa chấn. Viên Tinh Vân hai tay phân biệt đặt tại Trầm Mặc Nùng hai bên trên huyệt thái dương. Sau một hồi khá lâu, Viên Tinh Vân thu tay lại. Sắc mặt hắn ngưng trọng dị thường. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cảm thấy trầm xuống. Trầm Mặc Nùng nói, thế nào, viên chỗ, có phải hay không ta tình huống rất không ổn, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng sợ ta tiếp thu không. Viên Tinh Vân nói ra, ngươi tuy nhiên phong ấn Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần, mà lại, Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần cũng xác thực thụ bị thương rất nặng. Nhưng là ngươi đem hắn phong ấn chặt, hắn cũng chưa chết. Cỗ này âm sát chi khí nương theo hắn lệ khí tiếp tục sinh trưởng. Sớm muộn có một ngày hội phá phong mà ra. Chờ cho đến lúc đó, người hẳn phải chết không nghi ngờ. Trầm Mặc Nùng sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nàng cuối cùng không là phàm nhân. Nàng nói ra, nếu thật có một ngày như vậy, cũng là mệnh ta số. Cái này thiên địa sát kiếp buông xuống, người người đều muốn ứng kiếp, ta cũng không thể tránh được. Viên Tinh Vân cũng trầm mặc xuống dưới. La Quân lập tức hỏi, viên chỗ, chẳng lẽ liền không có khác biện pháp sao? Viên Tinh Vân nói ra, trừ phi là Trung Hoa Đại Đế cao như vậy tay xuất hiện, lấy vô thượng đại pháp lực trực tiếp xâm nhập vào Mặc Nùng Thiên Đình huyệt bên trong, đem cái kia Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần nắm bắt. Mà dưới mắt, liền xem như Tả Thiên Tông dài như vậy sinh cảnh cao thủ, cũng không có cách nào đến cưỡng ép nắm bắt. Hắn đón đến, nói ra, nguyên thần tốt nắm bắt, có thể địa phương quá mẫn cảm. Như thế hội liền Mặc Nùng cũng cho giết. Thiên Đình huyệt, chính là chúng thần chỗ về. Nơi này quá mẫn cảm. La Quân nói ra, Lăng Tiền Bối ngao du thái hư, căn bản liền không tìm được. Thần đế ngược lại là có bản sự này, không bằng ta mang Mặc Nùng qua thần vực, sau đó tại thần đế pho tượng trước mặt cầu thần đế xuất thủ. Vô dụng, Viên Tinh Vân nói ra, thần đế chính là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại, vô tình vô dục, hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà ra tay. Trầm Mặc Nùng cũng nói, không thể đi, Lâm Văn Long bây giờ đang chờ bắt người bím tóc, ta là người ngoài. Người dẫn ta tiến vào thần vực,
chỉ sợ Lâm Văn Long hội mượn đề tài để nói chuyện của mình. La Quân trầm mặc xuống dưới. Hắn cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn lấy Trầm Mặc nùng chết a. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, hắn nói ra, như vậy đi, ta mang Mặc nùng đi gặp sư phụ ta Ninh Thiên Đô. Lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi, có lẽ có biện pháp cũng không nhất định. Viên Tinh Vân gật đầu nói, có thể đi thử một lần. La Quân nói ra, vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ. Phiền phức viên chỗ người lập tức thay ta an bài, chúng ta muốn đi Los Angeles. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, được. La Quân sau đó thì lại đi ra ngoài cho Tư Đồ Linh Nhi gọi điện thoại, hắn nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta có chuyện trọng yếu, đêm nay không thể trở về tới. Tư Đồ Linh Nhi a một tiếng. La Quân nghe ra nàng thất vọng. Có thể La Quân cũng không có cách, hắn sau đó còn nói thêm, Linh Nhi, người đem trên người ngươi hai cái tiên đan hiện tại cho ta đưa tới. Tư Đồ Linh Nhi lập tức giọng nói vui vẻ, nói ra, tốt, ngươi ở chỗ nào? La Quân liền theo Tư Đồ Linh Nhi hẹn xong địa chỉ. Dưới mắt, La Quân vứt bỏ những cái kia không được trói buộc. Hắn quyết định liều lĩnh đến để thăng chính mình tu vi. Kết thúc theo Tư Đồ Linh Nhi trò chuyện về sau, La Quân lại gửi điện thoại cho Lâm Băng đại sư tỷ. Lâm Băng thu đến La Quân điện thoại sau lộ ra rất là cao hứng. Cứ việc Lâm Băng tính cách nội liếm, nhưng La Quân vẫn là nghe ra nàng vui sướng. Đại sư tỷ là sư phụ là thật quan tâm chính mình. La Quân tâm lý minh bạch điểm này, hắn cũng ở trong lòng âm thầm thề, ngày khác như có thành tựu, nhất định phải hảo hảo báo đáp đại sư tỷ cùng sư phụ. Tuy nhiên lần này Lâm Văn Long sự kiện để La Quân thâm thụ đả kích. Nhưng hắn tính cách đã hình thành, ý chí kiên định. Cho nên, hắn tính cách là quả quyết sẽ không bị vặn vẹo. Thị phi ân oán trong lòng hắn đều có một thanh thước đo, hắn phân rất rõ ràng. La Quân, ngươi không sao chứ? Lâm Băng hỏi. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, đại sư tỷ, ta không sao. Lâm Băng nghe thấy La Quân cái giọng nói này thì buông lỏng một hơi, nàng nói ra, không có việc gì liền tốt. Về sau ngươi muốn đối phó Lâm Văn Long, tính cả sư tỷ một phần. La Quân nội tâm càng là cảm động, hắn chỉ có thể nói, cảm ơn. Lâm Băng cười nhạt một tiếng, lại nói, có khác sự tình sao? La Quân ngay sau đó nói ra, có chuyện muốn mời sư phụ hỗ trợ. Nhưng là ta sợ trực tiếp qua tìm sư phụ có chút đường đột. Cho nên liền muốn trước theo sư tỷ ngươi thương lượng một chút. Lâm Băng nao, theo rồi nói ra, ngươi nói xem. La Quân ngay sau đó liền đem Trầm Mặc nùng tình huống hòa Lâm Băng nói. Lâm Băng sau khi nghe xong nói, nếu là mạng người quan trọng, ngươi cũng nhanh mang bằng hữu của ngươi đến đây đi. Bằng hữu của ngươi tuy nhiên không thể vào thần vực, nhưng là sư phụ là có thể ra thần vực. La Quân vui mừng trong bụng. Nói ra, tốt. Đến về sau, chúng ta sẽ liên lạc lại. Lâm Băng nói ra. Vâng, đại sư tỷ. La Quân hòa Lâm Băng thông xong điện thoại về sau, hoàn toàn yên tâm. Tiếp theo tại nửa giờ sau, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi thì tại Minh Châu cao ốc bên ngoài gặp mặt. Tư Đồ Linh Nhi là lái Ferrari tới. La Quân trực tiếp bên trên Tư Đồ Linh Nhi Ferrari. Cửa xe quan trọng về sau, Tư Đồ Linh Nhi đem hai cái kia tiên đan lấy ra, nói, cho. Tiên đan là chứa ở trong hộp gấm, nàng thanh tú động lòng người, lạnh lùng. Cái này hai cái tiên đan giá trị liên thành, nhưng ở Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lại là không đáng giá nhắc tới. Nàng cứ như vậy không giữ lại chút nào cho La Quân. Hôm nay Tư Đồ Linh Nhi ăn mặc trắng như tuyết quần áo thể thao, tóc châm thành đơn giản đuôi ngựa, nàng là như thế thanh lệ thoát tục. La Quân tiếp nhận hộp gấm, hắn không có đi nhìn kỹ, mà chính là đem hộp gấm phóng tới một bên. Sau đó liền bá đạo đem Tư Đồ Linh Nhi kéo vào trong ngực. Tư Đồ Linh Nhi cũng liền yên tĩnh nằm tại La Quân trong ngực. Linh Nhi, Lâm Văn Long đã trở thành trong thần vực môn đệ nhất đại đệ tử, về sau chúng ta gặp hắn đều muốn tôn xưng hắn là sư tôn. La Quân trầm giọng nói ra. Tư Đồ Linh Nhi bị kinh ngạc, nàng luôn luôn đều là không có chút rung động nào. Nhưng La Quân nói tin tức này để cho nàng thất sắc, một sát na này, nàng rốt cục hiểu La Quân vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý. Chủ động muốn cái này hai cái tiên đan. Trước đó La Quân là thế nào đều không muốn. Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên lời nói ít, nhưng lòng tựa như gương sáng. Dưới mắt, La Quân đột nhiên muốn tiên đan, nàng là có chút hiếu kỳ, nhưng nàng tính cách chính là như vậy, lười nhắc hỏi nhiều. Mà La Quân chủ động nhắc tới cái này một gốc dạ, cũng coi là một loại giải thích.
Tư Đồ Linh Nhi hiểu hơn La Quân tâm lý quyết tâm, nàng hiểu La Quân cùng Lâm Văn Long ở giữa không cách nào điều hòa. Tư Đồ Linh Nhi ngẩng đầu, nàng nắm chặt La Quân tay, nói, ta hội một mực đang bên cạnh ngươi. Đây là nàng duy nhất có thể trợ giúp La Quân. La Quân trong lòng cảm động, hắn hôn lên Tư Đồ Linh Nhi cặp môi thơm. Đoạn đường này đến, tuy nhiên địch không ít người, nhưng La Quân cảm thấy mình bên người có thể có nhiều như vậy đồng sinh cộng tử bằng hữu, người yêu, đời này của hắn cũng coi là không uổng công đời này. Ta đợi chút nữa muốn đi Los Angeles, bởi vì Trầm Mặc nùng ra chút vấn đề. La Quân sau đó nói với Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi lại đối với mấy cái này không có hứng thú, chỉ nói là nói, ngươi cẩn thận nhiều. Hai người tiếp tục vuốt ve an ủi một hồi, sau đó, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tạm biệt. Tư Đồ Linh Nhi lái xe rời đi, cách trước khi đi, nàng nói với La Quân, ta hội chiếu cố tốt Early. La Quân trong lòng nhất thời ủ ấm. Đưa đi Tư Đồ Linh Nhi về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tụ hợp. Trầm Mặc Nùng mặc dù bây giờ thiên đình huyệt bên trong có vấn đề lớn, nhưng nàng năng lực cùng thân thể cũng không bị hạn chế. Cái kia Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần tựa như là bom hẹn giờ một dạng. 6 giờ tối, yến kinh sắc trời đã rất tối. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng leo lên tiến về Los Angeles chuyến bay. Hai người ngồi là khách quý khoang thuyền. Khách quý trong khoang thuyền phục vụ rất tốt, rượu vang đỏ, hoa quả đều có phân phối. Nữ tiếp viên hàng không sau khi rời khỏi đây, Trầm Mặc Nùng chủ động rót rượu vang đỏ. Giờ phút này Trầm Mặc Nùng ăn mặc màu đen tiểu áo da, quần bò. Nàng tựa như là mỹ lệ thời thượng modern cô nàng, nhưng nàng lại so những cô nàng đó nhiều một loại nhiếp nhân tâm phách khí chất. Ở trước mặt nàng, nam nhân cuối cùng sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Bất quá La Quân cũng không ở trong đám này. La Quân ăn mặc màu đen nghỉ dưỡng áo sơ mi, quần bò, hắn lộ ra thanh tú mà già dặn. Cạn ly, Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Nàng nụ cười này, có loại khuynh quốc khuynh thành mỹ lệ. La Quân đối Trầm Mặc Nùng loại xinh đẹp này ngược lại là có sức miễn dịch, giữa hai người, bằng hữu hữu tình thành phần nhiều hơn một chút. La Quân uống một ngụm rượu vang đỏ, theo rồi nói ra, thật không sợ chết sao. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, người ta đều là trên tay vong hồn vô số, sớm nên thì sẽ nghĩ tới có một ngày nhân quả hội gia thân. Nàng đón đến, nói ra, thực ta nghĩ tới một vấn đề, kia chính là ta vốn nên không có cái này thần thông mệnh cách. Nhưng bởi vì nhận biết ngươi, ăn ngươi hai mai thiên đan, từ đó phá vỡ mệnh cách, tiến vào thần thông chi cảnh. Nhưng là cũng bởi vậy, sẽ đưa tới kiếp số. Ta muốn đây là ta kiếp số, ta nếu có thể qua, tương lai tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Nếu là bất quá, chính là thiên ý. Kiếp số, La Quân khe khẽ thở dài. Linh vật tại tu luyện có thành tựu thời điểm, cũng là phá vỡ mệnh cách thời điểm. Đó là vi phạm bình thường thiên đạo quy tắc, cho nên liền sẽ có lôi kiếp buông xuống. Chẳng lẽ Trầm Mặc Nùng thật sự là tại ứng kiếp? Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tốt, La Quân nói với Trầm Mặc Nùng. Hắn nói rất lợi hại chắc chắn. Sau khi nói xong, La Quân nói ra, ta hội đem hết toàn lực, hộ ngươi chu toàn. Trầm Mặc Nùng trong mắt xuất hiện vẻ cảm động. Nàng đồng thời hoảng hốt ở giữa có loại số mệnh cảm giác kỳ diệu. Nàng tại từ nơi sâu xa phát giác một đường sinh cơ. Lúc đầu, chính mình hẳn là muốn chết tại lần kiếp số này bên trong. Nhưng bởi vì có La Quân cái này thiên mệnh hoàng giả bảo hộ, bởi vậy thì nhiều một đường sinh cơ. Cảm ơn, Trầm Mặc Nùng uống một hơi cạn sạch trong chén rượu vang đỏ, nàng mang theo ẩn ý nói ra. La Quân cười nhạt một tiếng, lại không nói chuyện. Hai người liền bắt đầu nhìn lên ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bất quá trời đã hắc, bên ngoài cái gì cũng nhìn không thấy. Như có một ngày, người ta thành tựu đại thần thông. Nguyên thần liền tại cái này không trung ngao du, thậm chí ngao du hư giữa không trung, kết bạn sông sáo, người nói có đúng hay không một kiện chuyện tốt. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra. Đây là nàng đột nhiên sinh ra cảm ngộ, mà lại, cái này cũng không phải là không được thực hiện. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Sau đó nhãn tình sáng lên, nhưng cũng là sinh lòng hướng tới đứng lên. Dạng này mộng, hắn không có khả năng cùng Đinh Hàm tới làm. Cũng khả năng không lớn cùng Linh Nhi, hoặc là Lâm Thiến Thiến. Nhưng cùng Trầm Mặc Nùng lại là có khả năng. Hai người là người một đường. Hai người không phải người yêu, mà là bằng hữu. Giữa bằng hữu thế giới lại càng rộng lớn hơn. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng. Bất quá Mặc Nùng, ta hiện tại có một ý tưởng. Khả năng không quá thành thục,
nhưng ta quyết định làm như thế, ta tin tưởng sự do người làm. La Quân nói ra, Trầm Mặc nùng nao nao, tiếp lấy liền đến hứng thú, hỏi, ý tưởng gì? La Quân nói ra, chuyện này vẫn phải nhất định phải là ngươi tới giúp ta. Trầm Mặc nùng nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. La Quân nói ra, ta cảm thấy chúng ta một mực dựa vào thần vực đan dược, dựa vào nhiệm vụ đến nhận lấy đan dược. Dạng này tiến độ quá chậm. Trầm Mặc nùng nói ra, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn chính mình luyện đan. La Quân nói ra, vì cái gì không thể, thần đế có thể làm được, chúng ta liền không thể làm đến. Trầm Mặc nùng khẽ cười khổ, theo rồi nói ra, ta còn thực sự thật bội phục ngươi, ngươi là gan lớn cảm tưởng người. Lúc trước thần đế thủ hạ có ba đại đệ tử, theo thứ tự là Lăng Tiền Bối, Tu La Đại Đế Trầm Mặc Nhiên, Ma Đế Trần Thiên Nhai. Ba người này toàn bộ đều là đương thời tuyệt đỉnh người. Thần đế dựa vào những đệ tử này mới có thể hội tụ thiên hạ đại năng, sau đó kinh lịch trăm cay nghìn đắng mới sáng kiến thần vực, sáng tạo luyện đan bộ môn, thành tựu hôm nay chi tráng nâng. Ngươi muốn đi hắn đường, thật sự là rất khó khăn. La Quân nói ra, lại khó, ta đều muốn thử một lần. Sự do người làm không phải sao. Trầm Mặc nùng nhìn về phía La Quân, nàng ngưng trọng lên, nói, ngươi là nghiêm túc. La Quân nói ra, đương nhiên. Trầm Mặc nùng nói ra, vậy ngươi muốn làm sao vào tay? Chuyện này là thiên đầu vạn tự, rất khó ra tay a. La Quân nói ra, ta biết rất khó, mà lại chúng ta bắt đầu luyện đan, nếu như không có đầy đủ thực lực bảo hộ, vậy cũng sẽ đưa tới họa sát thân, vì người khác làm áo cưới. Trầm Mặc nùng nói ra, ngươi minh bạch điểm ấy liền tốt. Ngươi nói muốn ta hỗ trợ, ta biết ngươi nghĩ như thế nào. Ngươi muốn ta vận dụng quốc gia lực lượng đúng hay không? La Quân nói ra, đúng. Trầm Mặc nùng lắc đầu, nói ra, không được. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói, vì cái gì? Trầm Mặc nùng nói ra, quốc gia xác thực có sức mạnh đến bảo hộ ngươi, nhưng là, ta tại những đại nhân vật kia trong mắt cũng là không có ý nghĩa. Ngươi trăm cay nghìn đắng tạo ra luyện đan bộ lại như thế nào? Đến lúc đó, căn bản không nhận ngươi ta khống chế. La Quân ngơ ngẩn, hắn xác thực đem chuyện này nghĩ tới tại đơn giản. Có một số việc ta khó mà nói quá lộ. Nhưng ngươi phải biết, một khi lâm vào thể chế bên trong, cái kia liền sẽ có rất nhiều thân bất do kỷ. Mà lại cái này bên trong còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là quốc gia cũng không có khả năng đồng ý ngươi tạo luyện đan bộ. Trầm Mặc nùng trầm giọng nói ra. La Quân hơi hơi thất sắc, vì cái gì? Trầm Mặc nùng nói, thực quốc gia bên này sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng một mực không có đi thực hành, ngươi cho rằng là không có có nguyên nhân sao? Nguyên nhân gì? La Quân lập tức hỏi. Trầm Mặc nùng nói ra, thứ nhất, muốn luyện đan rất khó. Cần lô đỉnh, cái này lô đỉnh khó tìm. Thứ hai, luyện đan cần tài liệu khó tìm. Liền xem như quốc gia lực lượng muốn tìm đan dược bên trong một số tài liệu cũng rất khó. Thứ ba là mấu chốt nhất, đan dược cũng không phải là một cái thuận theo thiên đạo hành vi. Cử động lần này có thể sẽ vì quốc gia mang đến vận rủi, người suy nghĩ một chút, nếu như đan dược đủ nhiều, đầy đủ thông dụng. Cái kia quyền lực giao thế người thọ mệnh kéo dài chờ một chút, đây không phải tại phá hư thăng bằng sao. La Quân cảm thấy run lên, Trầm Mặc nùng nói không sai. Chính mình đem chuyện này thật là nghĩ tới tại đơn giản. Kéo dài thọ mệnh vốn là vi phạm sinh tử quy tắc. Dưới mắt thiên địa sát kiếp buông xuống, chưa hẳn cũng không phải là đối thần vực một loại trừng phạt. Thiên đạo là không cho phép những này siêu năng lực xuất hiện, cái kia sẽ tạo thành bên trong thiên địa không thăng bằng. Nếu như một quốc gia cũng làm như thế, cái kia tổn hại là quốc chi khí vận. Ngay sau đó, La Quân thì lập tức thụ ý nghĩ này. Trầm Mặc nùng nhìn La Quân lâm vào trầm tư, nhân tiện nói, ngươi còn muốn tiếp tục chế tạo luyện đan bộ sao? Đương nhiên, La Quân rất lợi hại khẳng định nói ra, điểm này là không thể nghi ngờ. Trầm Mặc nùng hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, nếu là dạng này, vậy ta liền muốn khác biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Trầm Mặc nùng hỏi. La Quân nói ra, ta muốn giống như thần vực, tìm một cái phát đạt thành thị thành lập chính ta khu vực. Sau đó, luyện đan bộ trước không làm, ta trước làm kiếm tiền hành nghiệp, chờ ta tích lũy đầy đủ thực lực cùng tài phú về sau đó bắt đầu tái tạo luyện đan bộ. Trầm Mặc nùng nao nao, nàng trầm ngâm nói, cái này mạch suy nghĩ là đúng, bất quá cái này tuyệt không phải là nhất thời chi công. Người phải làm cho tốt 10 năm 20 năm thời gian dài dự định. La Quân nói ra, cái này ta biết. Trầm Mặc nùng nói ra,
Ngươi nói muốn tại quốc gia phát đạt thành lập khu vực, nói cách khác ngươi không muốn ở trong nước. La Quân gật gật đầu, nói ra, đương nhiên không thể ở trong nước. Đến lúc đó vạn nhất chuyện của ta cùng quốc gia sinh ra xung đột, lúc đó rất lợi hại phiền phức. Ta cũng không thể dùng thủ đoạn phi thường tới đối phó quốc gia không phải. Có thể ở nước ngoài thì khác biệt, riêng là quốc gia phát đạt. Quốc gia phát đạt chú trọng là an toàn, ổn định, hòa bình. Cho nên bọn họ tại trong phạm vi nhất định hội tận lực thỏa hiệp. Trầm Mặc Nùng nói ra, tiền tài cũng là một cái vấn đề rất lớn. Đến lúc đó, ta có thể nghĩ biện pháp cho ngươi góp ít tiền đi ra. Tiền, cho tới bây giờ đều là công cụ. La Quân nói ra, ta hội tự nghĩ biện pháp. Ngươi là nhân viên công chức, cái kia chút tiền lương tiền ta còn chướng mắt. Ta cũng không thể buộc ngươi qua tham ô không phải. Nói càng về sau, chính hắn cũng nhịn không được cười cười. Trầm Mặc Nùng im lặng trợn mắt chừng một cái, bất quá nàng mặc dù hơi nhỏ tiền, nhưng cũng thật đúng là không có gì lớn tiền. La Quân chuyện lại nhất chuyển, nói ra, chuyện này đều trước dựa vào sau đứng, chúng ta trước mắt vấn đề lớn nhất cũng là giải quyết ngươi vấn đề. Trầm Mặc Nùng ánh mắt hơi hơi nhất ảm. La Quân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, đúng, trước ngươi không phải mang Lam Tử Y đến Yến Kinh tìm đến viên chỗ sao. Lam Tử Y đến là tình huống như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, cụ thể tình huống như thế nào, viên chỗ cũng không rõ ràng. Viên chỗ chỉ nói là, chuyển thế đến Lam Tử Y trên thân người tuyệt đối không thể coi thường. Rất có thể là viễn cổ ma thần loại hình tồn tại, dạng này tồn tại, chúng ta vẫn là đừng đi quấy nhiễu nàng, để cho nàng thuận tự nhiên. Viễn cổ ma thần, La Quân bị kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này cũng không có cái gì hiếm lạ. Địa cầu nhiều năm như vậy lịch sử tồn tại dạng này trong dòng sông lịch sử. Tổng có một ít dị loại thần kỳ, lấy một loại độc có phương thức sống sót. Nhân vật như vậy hiểu được su cát tị hung, cũng hiểu được sinh tồn chi đạo. Chúng ta đừng đi quấy rầy, đây cũng là một chút sự tình đều không có. Nàng đón đến, nói ra, có đôi khi, chúng ta hẳn là ít một chút hiếu kỳ. Pandora hộp ma mở ra, có lẽ sẽ là virus đâu. La Quân nghe nàng kiểu nói này, cũng liền thoải mái. Bất quá hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ, đương nhiên. Cũng vẻn vẹn hiếu kỳ thôi, hắn sẽ không thật lại đi tìm Lam Tử Y tìm tòi nghiên cứu cái gì. Trước mắt Lam Tử Y lại trở lại Hoài Bắc thành phố sao? La Quân hỏi. Đương nhiên. La Quân a một tiếng. Sau đó, Trầm Mặc Nùng có chút mệt mỏi, liền nằm xuống nghỉ ngơi. La Quân liền không quấy rầy Trầm Mặc Nùng, trong đầu hắn vẫn là bắt đầu muốn tương lai vấn đề. Hắn đầu tiên muốn xác định vấn đề thứ nhất, cái kia chính là đi nơi nào kiến tạo thuộc về mình thế lực. London là một lựa chọn, New York cũng là một lựa chọn. Bất quá nước Mỹ bên này đã có một cái thần vực, nếu như mình lại đến New York kiến tạo một cái, đoán chừng nước Mỹ muốn nổi điên. Cho nên, New York vẫn là tính toán. Ireland, Berlin, St. Petersburg chờ chút, La Quân ở trong lòng tính toán. Những địa phương này cũng sẽ là một lựa chọn, cụ thể vẫn là muốn qua tại hiện trường khảo sát mới được. Tại lựa chọn địa điểm thời điểm, tiền đề nhất định phải là quốc gia phát đạt. Bởi vì nếu như đi một số không ổn định tiểu quốc gia, những tiểu quốc gia này chính quyền biến hóa cũng nhanh, bọn họ mới không có nhiều cố kỵ như vậy. Vạn nhất quân phản loạn đem quân đội chính phủ đánh bại, vậy mình vất vả khu vực nói không chừng liền bị một cái đạn đạo cho hủy. Cái này theo đầu tư một dạng, qua một số không ổn định quốc gia đầu tư. Người ta treo lên trường lai, mới mặc kệ ngươi mọi việc. Los Angeles thời gian là 9 giờ sáng. Ánh nắng tươi sáng. Los Angeles khí trời ấm áp nhiều, mà lại trời cũng muốn phá lệ lam. Cái này không có cách, Los Angeles là hải tân thành thị. Mà Yến Kinh lại là tới gần quan ngoại, khí hậu ác liệt. Đây là không thể so sánh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra Los Angeles phi trường quốc tế. Sau đó, La Quân thì cho Lâm Băng gọi điện thoại tới. Hai người ước địa điểm tốt, sau đó liền tắt điện thoại. La Quân thu điện thoại nói với Trầm Mặc Nùng, đi thôi. Chúng ta qua Hilton Hotel trước ở lại, sư phụ ta sẽ mau chóng chạy tới. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nàng có một chút khẩn trương, nhưng nàng không có biểu lộ ra. Dù sao lần này muốn gặp là thần vực sư tôn. Khách sạn Hilton khoảng cách phi trường cũng không có rất xa, hai người lấy sĩ, không đến nửa giờ liền đến. Vào ở khách sạn Hilton phòng tổng thống về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng muốn làm liền là kiên nhẫn chờ đợi. Ninh Thiên Đô cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, hắn đến rất nhanh. Sau một tiếng liền đến khách sạn Hilton bên ngoài.
La Quân thu đến Lâm Băng đại sư tỷ điện thoại về sau, hắn lập tức cùng Trầm Mặc Nùng đi xuống lầu nghênh đón. Diễm lệ dưới ánh mặt trời, Lâm Băng lái một chiếc Chevrolet đến đây. Sau đó, nàng và Ninh Thiên Đô xuống xe. Ninh Thiên Đô một thân màu trắng quần áo thể thao, nhìn tựa như là nho nhã trung niên lão sư. Cả người hắn lộ ra rất là sạch sẽ, lưu loát. Lâm Băng thì là màu trắng váy dài, nàng càng là đoan trang mà đại khí. Sư phụ, sư tỷ, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tiến lên, La Quân cung kính hô. Trầm Mặc Nùng cũng là tôn kính vô cùng nói, Ninh tiền bối, Lâm tiểu thư, hôm nay làm phiền hai vị làm mực nồng đến đây, Mặc Nùng vô cùng cảm kích. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, nói ra, Mặc Nùng tiểu thư, người không cần phải khách khí. Chúng ta thần vực cùng quốc gia có rất lợi hại sau lưng ngọn nguồn. Mọi người vốn nên cũng là cùng nhau trông coi. Trầm Mặc Nùng nói ra, đa tạ tiền bối. Chúng ta vẫn là đi vào nói đi. Lâm Băng nói ra. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, được. Cả đám liền vào quán rượu. Sau 5 phút, khách sạn Hilton phòng tổng thống bên trong. Một sau khi đi vào, mọi người phân biệt ngồi xuống. Ninh Thiên Đô không nói hai lời, liền bắt đầu trước xem xét Trầm Mặc Nùng tình huống. Hắn duỗi ra một ngón tay điểm tại Trầm Mặc Nùng thiên đình trên huyệt. Trong chớp nhoáng này, tựa như là liên thông Internet. Trầm Mặc Nùng trong não vực hết thảy tình huống, dấu vết để lại đều tại Ninh Thiên Đô trong đầu xuất hiện. Đây là Ninh Thiên Đô tu vi còn chưa đạt tới Lăng Tiền Bối như thế cảnh giới. Đến Lăng Tiền Bối loại cảnh giới đó, cũng là đứng tại ngoài trăm thước, cũng có thể dò xét ra rõ ràng Trầm Mặc Nùng tình huống. Không nói đến những này, La Quân cùng Lâm Băng đều tràn đầy hy vọng nhìn lấy Ninh Thiên Đô. Sau một hồi khá lâu, Ninh Thiên Đô thu tay lại chỉ. Sư phụ, Mặc Nùng thế nào? La Quân lập tức lo lắng hỏi. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô sắc mặt nghiêm túc, hắn ngồi xuống về sau, nói ra, tình huống không tốt lắm. La Quân cảm thấy trầm xuống. Trầm Mặc Nùng cũng là sắc mặt nhất ảm. Ninh Thiên Đô nói ra, Thánh Anh Đại Vương còn sót lại nguyên thần tuy nhiên bị thương nặng, nhưng cỗ này ý niệm phi thường cường đại, phổ thông pháp lực căn bản là không có cách luyện hóa. Nhưng là pháp lực quá cường đại, cưỡng ép qua luyện hóa, vậy liền sẽ đem Mặc Nùng thiên đình huyệt sụp đổ, từ đó để Mặc Nùng chết oan chết uổng. La Quân lo lắng, nói, sư phụ, chẳng lẽ liền ngài cũng không có cách nào sao? Ninh Thiên Đô nói ra, trừ phi là sư phụ ta thần đế hoặc là Lăng sư huynh bọn họ xuất thủ, bọn họ tinh thần ý chí, cái này Thánh Anh Đại Vương căn bản chống cự không. Thế nhưng là, Lăng sư huynh hiện tại thần du thái hư, căn bản không có khả năng xuất hiện. Mà sư phụ ta thần đế, hắn đoạn sẽ không tới quản những người này ở giữa sự tình. Lâm Băng ở một bên lại là không biết nên nói cái gì cho phải. Trầm Mặc Nùng ngược lại là so La Quân bình tĩnh nhiều, nàng hỏi, Ninh tiền bối, nếu là ta một mực vô pháp giải quyết Thánh Anh Đại Vương nguyên thần, cái kia sẽ như thế nào? Ninh Thiên Đô nói ra, bây giờ Thánh Anh Đại Vương là đang khôi phục thương thế, một khi nó có chính mình tư tưởng về sau, nó thì sẽ bắt đầu hấp thu ngươi tinh khí thần. Sớm muộn có một ngày, người hội đại não khô héo mà chết. Mà khi đó, Thánh Anh Đại Vương liền sẽ phá phong mà ra. Trầm Mặc Nùng cắn răng một cái, nói ra, Ninh tiền bối, Thánh Anh Đại Vương cái này nghiệt xúc thật sự là thương thiên hại lý, hại vô số người, nếu ta nhất định phải chết, vậy ta khẩn cầu ngài dùng đại pháp lực trực tiếp đưa nó giết chết. Còn ta sinh tử, vậy liền không cần cố kỵ. Như vậy sao được, La Quân nói gấp. Trầm Mặc Nùng nói ra, nhưng nếu để cho ta bị Thánh Anh Đại Vương hại chết, mà Thánh Anh Đại Vương còn muốn nhởn như ngoài vòng pháp luật. Đó mới là đối ta lớn nhất tàn nhẫn. La Quân nói ra, còn không đến cuối cùng một khắc, chúng ta nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Ninh Thiên Đô nói ra, các ngươi không cần tranh chấp, thực biện pháp cũng không phải nhất định không có. La Quân nhất thời đại hỉ, nói ra, biện pháp gì? Sư phụ ngài mau nói. Ninh Thiên Đô nói ra, giống nhau, hòa tan. Mọi người nghe vậy nhất thời một đoàn mơ hồ. Còn xin tiền bối chỉ rõ. Trầm Mặc Nùng nói ra. Ninh Thiên Đô nói ra, rất đơn giản, Thánh Anh Đại Vương liền giống với là một giọt máu, mà ngươi trong não vực tinh thần pháp lực thì là nước. Ta đây là đánh cái so sánh. Trước mắt, ngươi nước rất nhiều, nhưng Thánh Anh Đại Vương máu rất lợi hại ngưng kết, cho nên ngươi vô pháp đem luyện hóa. Nhưng là, ngươi nếu đem ngươi nước toàn bộ biến thành cùng Thánh Anh Đại Vương một dạng huyết dịch, như vậy, ngươi ý chí lực thì cường đại hơn Thánh Anh Đại Vương ý chí lực. Khi đó, ngươi liền có thể hòa tan nó.
để nó lực lượng vì ngươi sử dụng. La Quân mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là lập tức vấn đề tới. La Quân hỏi, nhưng muốn như thế nào mới có thể để cho Mạc Nùng Thủy biến thành huyết dịch đâu? Ninh Thiên Đô nói ra, nước cùng huyết dịch đều là một cái tỷ dụ, trên thực tế, Thánh Anh Đại Vương lực lượng là thuộc về âm sát chi lực. Mà Mạc Nùng pháp lực là thuần chủng tinh thần lực, nàng muốn làm liền là để tự thân chỗ có pháp lực, thể chất cũng hóa thành âm sát. La Quân lập tức hỏi, sư phụ, vậy phải như thế nào mới có thể hóa thành âm sát? Đây là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Ninh Thiên Đô nói ra, Thánh Anh Đại Vương thủ hạ còn có vô số anh linh, ta có một môn pháp quyết có thể dạy cho Mạc Nùng. Đến lúc đó, Mạc Nùng đem những cái kia anh linh hàng phục, sau đó đưa chúng nó luyện chế thành một cỗ âm sát chi khí, chậm rãi hút nhập thể nội. Bất quá làm như vậy cũng có nguy hiểm rất lớn, một cái sơ sẩy, Mạc Nùng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này bên trong chỗ tốt chính là, mỗi một cái anh linh, chúng nó đơn độc lực lượng cùng ý chí đều không mạnh, cũng không thể cùng Thánh Anh Đại Vương so sánh. Đợi đến Mạc Nùng từng cái đánh tan, thể nội âm sát chi khí cường đại lên, đến lúc đó liền có thể thừa dịp Thánh Anh Đại Vương ý chí lực còn không có khôi phục thời điểm, đem đồng hóa. Ninh Thiên Đô sau khi nói xong, nói, ta nhất định phải thanh minh là, biện pháp này cũng là không có cách nào biện pháp. Một khi thực hành đứng lên, cực kỳ nguy hiểm. Trầm Mặc Nùng lại là nhãn tình sáng lên, nói ra, nguy hiểm cũng hầu như so ngồi chờ chết đến tốt, Ninh tiền bối, ta nguyện ý thử một lần. Ninh Thiên Đô nói ra, tốt, vậy ta liền đem pháp quyết truyền cho ngươi. Hắn nói xong một chỉ điểm tại Trầm Mặc Nùng trên huyệt thái dương. Đây là dĩ tâm truyền tâm, thể hồ quán đính biện pháp. Trong nháy mắt liền đem sở hữu tin tức đánh vào Trầm Mặc Nùng trong não vực. Đa tạ tiền bối, Trầm Mặc Nùng nói ra. Ninh Thiên Đô khe khẽ thở dài, nói ra, tuy nhiên ngươi nguyện ý mạo hiểm, nhưng là cái này bên trong còn có một nan đề. Vấn đề nan giải gì? La Quân lập tức hỏi. Ninh Thiên Đô nói ra, các ngươi đi nơi nào tìm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ anh linh? Còn có, đám này anh linh mỗi một cái đều là bạo lệ hạng người, chỉ sợ tìm tới cũng khó đối phó. Sự do người làm, La Quân nói ra, ta tin tưởng sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Hắn lộ ra rất lợi hại kiên định. Tìm anh linh sự tình, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tự nhiên cũng không tiện lại phiền phức Ninh Thiên Đô. Ninh Thiên Đô gật gật đầu, hắn nói ra, như vậy đi, La Quân, vi sư để đại sư tỷ ngươi cùng các ngươi cùng đi tìm anh linh. Lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ sư phụ, La Quân đại hỉ, nói ra. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, sau đó, hắn lại nói với Lâm Băng, chuyến này chỉ sợ có chút hung hiểm. Vi sư đem cái này thanh âm sát ma đao mượn ngươi dùng một lát. Dùng xong sau, lập tức trả lại. Hắn sau khi nói xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một ngụm mỏng như cánh ve ngân đao đi ra. Lần này quả nhiên là trống rỗng xuất hiện. Thần kỳ tới cực điểm, tựa như là huyền huyễn trong kia loại trong chữ vật giới chỉ đi ra. La Quân, Trầm Mặc Nùng nhìn trợn mắt hốc mồm. Sư phụ, người đao là từ đâu đến? La Quân cái thứ nhất nhịn không được hỏi. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, lại chỉ trên tay một cái chiếc nhẫn màu bạc, nói ra, đây là giới tu di, chính là dùng đặc thù vẫn thạch chất liệu, tăng thêm vũ vương đỉnh luyện chế, bên trong hình thành một cái tiểu không gian. Có thể cất giữ một số tiểu vật phẩm. La Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, nghĩ không ra thật là có vật như vậy tồn tại. Sau đó, hắn chú ý lực lại đến cái kia một thanh âm sát ma đao phía trên. Cái này thanh âm sát ma đao nhìn rất là đặc biệt. Rất mỏng, nhan sắc trong suốt sáng long lanh. Nhưng trừ cái đó ra, lại cũng nhìn không ra hắn đặc biệt. Lâm Băng tiếp nhận âm sát ma đao, nói ra, đa tạ sư phụ. Sau đó, cái kia âm sát ma đao trên tay nàng cũng biến mất. Ta dựa vào, La Quân ám đạo, hắn sau đó tại Lâm Băng trên tay cũng nhìn thấy đồng dạng một cái chiếc nhẫn màu bạc. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền cũng biết Lâm Băng cũng là có giới tu di. La Quân cái này thì thèm không được. Hắn muốn chính mình muốn là cũng có như thế một cái giới tu di, vậy liền quá trâu. Ninh Thiên Đô nhìn La Quân liếc một chút, lập tức liền minh bạch La Quân tâm tư. Hắn khẽ cười khổ, nói ra, cái này giới tu di được không dễ, vi sư hết thảy cũng liền hai cái, bây giờ muốn cho ngươi, cái kia cũng không có dư thừa. La Quân gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô, nói ra, sư phụ, không có cũng không quan hệ. Tốt, Ninh Thiên Đô nói ra. Vi sư có thể làm cũng chỉ những thứ này, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn đón đến, lại mặt hướng Trầm Mặc Nùng, nói ra, Mặc Nùng, trên người ngươi tuy nhiên có tử khí vần quanh,
nhưng tử khí bên trong ẩn ẩn lại có tử khí. Điều này nói rõ ngươi lần này là có cơ hội, mà lại, một khi ngươi đột phá tử khí, đến lúc đó liền sẽ tử khí trùng thiên, có lẽ ngươi hội thực sự cái trước không dám tưởng tượng độ cao. Trong nguy cơ, tổng cũng sẽ ẩn chứa cơ hội. Trầm Mặc Nùng cung kính nói ra, tiền bối hôm nay tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Ninh Thiên Đô cười nhạt một tiếng, nói ra, tốt, ta muốn đi. Hắn nói xong liền không hề dừng lại lâu, đứng dậy liền đi. Mọi người lập tức đứng dậy đưa tiễn. Một mực đem Ninh Thiên Đô đưa đến khách sạn Hilton phía dưới về sau, Ninh Thiên Đô phất phất tay, nói ra, chính các ngươi đi làm việc đi. Hắn bản thân liền lên Chevrolet. Mọi người đưa mắt nhìn Ninh Thiên Đô sau khi đi, Lâm Băng hướng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, tìm kiếm anh linh sự tình, phải nhờ vào chính các ngươi. La Quân nói ra, chuyện này chỉ sợ vẫn là muốn hướng viên chỗ nghe ngóng. Trầm Mặc Nùng nói ra, mặc kệ như thế nào, anh linh không ngoài dự tính hội ở trong nước. Chúng ta về trước Yến Kinh, sau đó cùng viên chỗ ở trước mặt đến nói chuyện. La Quân nói ra, ừm. Lâm Băng tự nhiên cũng là theo hai người cùng một chỗ về Yến Kinh. Xế chiều hôm đó 3 điểm, ba người lại đạp vào về Yến Kinh chuyến bay. Cùng ngày Yến Kinh thời gian là rạng sáng 5 giờ. Mọi người ra Yến Kinh phi trường quốc tế. Trầm Mặc Nùng đã cùng Viên Tinh Vân liên hệ tốt. Viên Tinh Vân tự mình lái một xe lao vụt xe thương vụ đến đây nhận điện thoại. Mọi người ra phi trường liền cùng Viên Tinh Vân gặp mặt. Viên Tinh Vân xuống xe, hắn đầu tiên hướng Lâm Băng vô cùng khách khí nói ra, Lâm Tiểu Thư, lần này ngài có thể đến đây tương trợ, vô cùng cảm tạ. Quốc gia hội nhớ kỹ Thiên Đô đại ca cùng Lâm Tiểu Thư phần nhân tình này. Lâm Băng cũng không kiêu căng. Cười nhạt một tiếng, nói ra, viên đạo trưởng, ngài khách khí. Viên Tinh Vân mặc dù là quốc an khắp nơi dài, nhưng hắn càng nổi danh là hắn đạo người thân phận. Viên Tinh Vân đạo thuật thông huyền, tại thần vực bên trong cũng là có lưu truyền. Cho nên Lâm Băng cũng là biết Viên Tinh Vân. Sau đó, mọi người lên xe, lần này là La Quân lái xe. Không có cách, nơi này mấy người, mỗi người đều so với hắn châu. Hắn lại là nam sĩ, lại là vãn bối. Hắn không lái xe, người nào lái xe? Xe khởi động, vẫn là tiến về Minh Châu cao ốc. Trên xe, Lâm Băng gọn gàng nên nói, viên đạo trưởng, chúng ta lần này tới mục đích tin tưởng ngươi cũng biết. Không biết ngươi đối tìm kiếm những cái kia anh linh hạ lạc có hay không manh mối. Viên Tinh Vân khẽ cười khổ, hắn nói ra, ta tiếp vào Mặc Nùng điện thoại về sau, phải đi thẩm ti a không ít hồ sơ. Nhưng là, Lâm Tiểu Thư ngươi cũng biết. Những này anh linh đô là âm vật, cất giấu chỗ vô cùng ẩn nấp. Mà lại, chúng nó tới lui tụ tán vô thường, ta thực sự không biết nên từ nơi nào vào tay. Mà lại, ta có thể khẳng định là, bọn họ cũng không tại Yến Kinh. Lâm Băng nói ra, Yến Kinh chính là long mạch chi địa, dương khí trùng thiên. Âm vật đều không lại muốn tới nơi này làm loạn, thiên tử uy nghiêm, tử khí vần quanh, đây không phải nói đùa. Viên Tinh Vân nói ra, không sai. Mà cái kia Thánh Anh Đại Vương sở dĩ trước đến tìm cái chết, lại là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nói đến, đó là hắn kiếp số. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, Thánh Anh Đại Vương cũng chưa chết, nếu để cho nó vượt qua lần kiếp số này, hậu quả khó mà lường được. La Quân ở một bên nghe nhíu chặt mày, nói ra, nói như vậy đứng lên, viên chỗ ngươi không có cách nào tìm tới anh linh. Viên Tinh Vân hơi hơi xấu hổ, nói ra, ta hội hết sức đi thăm dò. La Quân cả đám tâm lập tức chìm xuống. Nửa giờ sau, mọi người đến Minh Châu cao ốc. Tại Viên Tinh Vân chỉ huy dưới, mọi người đi tới một chỗ phòng hồ sơ. Cái này phòng hồ sơ là tuyệt đối cơ mật, rất nhiều thứ đều là vì ngoại nhân không biết. Quốc an hết thảy có 9 cái chi nhánh bộ môn, mỗi một cái bộ môn đều có chính mình chỗ phụ trách đồ, vật. Quốc an một chỗ chẳng khác gì là trước kia Khâm Thiên Giám, bọn họ vì quốc gia khí vận phụ trách, cũng ghi chép rất nhiều thật không thể tin. Linh dị sự tình. Vốn nên tới nơi này là người ngoài không thể vào tới. Nhưng lần này, sự tình khẩn cấp, Viên Tinh Vân đã cùng mặt trên đánh báo cáo, cũng đạt được phép. Phòng hồ sơ bên trong, ánh đèn trắng như tuyết một mảnh. La Quân không ngừng nhìn lấy hồ sơ, hắn hy vọng có thể tìm tới liên quan tới anh Linh một số dấu vết để lại. Trong này cũng thật có đối anh Linh một số giải thích. Không phải mỗi một cái chết đi bào thai đều sẽ trở thành anh Linh. Cái kia nhất định phải là cái này bào thai đã thành hình, bắt đầu có ý thức. Mà lại bị mổ ra mẫu thể, lại không có bị tiêu hủy. Dần ra, cỗ này oán khí cũng là hình thành anh linh.
anh linh muốn còn sống sót, lại là một cái gian nan quá trình. Rất nhiều anh linh đô là bị địa ngục chi môn thu nạp vào qua. Chỉ có số ít anh linh tài có thể gian nan còn sống sót. Anh linh loại vật này, nó so với bình thường oán quỷ lợi hại hơn. Bởi vì chúng nó tư tưởng càng thêm tinh khiết, càng thêm oán hận, không có hắn tư tâm tạp niệm. La Quân nhìn không ít liên quan tới anh linh hại chết mẫu thể án lệ, những này án lệ sau cùng đều bị che giấu, đặt vào một chỗ. Trừ cái đó ra, La Quân không nhìn thấy hắn liên quan tới anh linh dấu vết để lại. Bất quá, La Quân còn có khác thu hoạch, hắn nhìn thấy bên trong còn có ghi chép Bắc Mang Sơn nhân gian địa phủ, cũng có nhiều tông liên tục ác quỷ án giết người kiệt, còn có địa ngục chi môn quỷ xoa xuất thủ án lệ. Lại có mượn xác hoàn hồn các loại, đáng nhắc tới là, ngay cả Lam Tử Y sự tình cũng bị tân ký ghi chép đi lên. Phía trên chỉ nói có thể là một vị nào đó viễn cổ ma thần chuyển thế đầu thai, không nên quấy rầy. Viên Tinh Vân, Lâm Băng, Trầm Mặc Nùng Tia, A hồi lâu, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người Tia, A được 9 giờ sáng. Nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Viên Tinh Vân khe khẽ thở dài, nói, người có người đạo, quỷ có quỷ đạo. Tất cả mọi người là tất cả nói. Những này anh linh tránh né tại u ám nơi hẻo lánh, không có bất kỳ cái gì màn hình giám sát có thể ghi chép lại bọn họ tung tích. Muốn tìm, vốn là mò kim đáy biển A. Rồi sẽ có biện pháp, La Quân không tức giận chút nào, chắc chắn nói ra. Lâm Băng chỉ là cắm đầu tìm kiếm, cũng không nói lời nào. Trầm Mặc Nùng làm theo là mỉm cười, nói ra, mọi thứ dục tốc bất đạt, chúng ta cũng đều đói. Không bằng dạng này, ta mời mọi người qua ăn điểm tâm đi. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, chúng ta vẫn là đi trước ăn điểm tâm, có lẽ khoảng không còn não tử. Có thể tại không tưởng được thời điểm muốn ra mới biện pháp đâu. La Quân Hòa Lâm Băng cũng quả thật có chút đói. Thế là hai người cũng gật gật đầu. Ngay sau đó cả đám liền ra Minh Châu Cao Ốc. Thì tại Minh Châu Cao Ốc phụ cận, mọi người tiến một gian bữa sáng cửa hàng. Yến Kinh bữa sáng có điểm đặc sắc, bất quá người bên ngoài bình thường đều ăn không quen. La Quân mấy người lại là không soi mói, cũng là ăn hài lòng. Ăn điểm tâm thời điểm. La Quân cũng không có nói chuyện với mọi người. Hắn đang suy tư như thế nào tìm đến Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. Bất quá thủy chung là không có cái gì tiến triển. Ăn sáng xong về sau, mọi người ra bữa sáng cửa hàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, Lâm Tiểu Thư, các người tàu xe mệt mỏi, vẫn luôn không sao cả nghỉ ngơi. Nếu không dạng này, ta trước an bài cho các người quán rượu ở lại đi. La Quân nói ra, ta nhìn quán rượu thì không cần an bài. Ta cùng đại sư tỷ thì ở trong nhà người, dạng này lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó cười một tiếng, nói ra, cũng được. Nàng lại chuyển hướng Viên Tinh Vân, nói ra, Viên chỗ, vậy chúng ta liền đi trước. Một có tin tức, chúng ta lập tức liên hệ. Viên Tinh Vân gật gật đầu, nói ra, Mặc Nùng, chuyện này ta hội gấp rút đến cha, người yên tâm. La Quân trầm ngâm, hắn bỗng nhiên nói ra, Viên chỗ. Ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể từ Thánh Anh Đại Vương ngọn nguồn đến cha. Hắn đến là lai lịch gì, lại thường xuyên ở nơi nào hoạt động. Viên Tinh Vân nói ra, ta nghĩ tới vấn đề này, bất quá Thánh Anh Đại Vương lai lịch thành mê. Ta cũng là gần nhất mới biết được thế gian này còn có cái Thánh Anh Đại Vương. Mà lại, trước đó Thánh Anh Đại Vương cũng sẽ không qua tận lực chế tạo anh linh. Bởi vì vốn là thì có thật nhiều bào thai sẽ bị đánh dụng, hắn chỉ cần đi bắt hấp thu liền tốt. Thánh Anh Đại Vương hoạt động là tại âm diện bên trong, bất luận cái gì giám sát cùng mắt thường đều không nhìn thấy. Cho nên, lúc này muốn Tia, A hắn ở nơi đó hoạt động qua, xác thực rất khó. La Quân nghe vậy cũng không nhụt chí, nói ra, vậy cũng không có việc gì, ta nghĩ biện pháp khác nữa. Sau đó, La Quân ba người cùng Viên Tinh Vân khua tay nói đừng. Trầm Mặc Nùng lại gọi điện thoại khiến người ta đưa một cỗ Land Rover tới. Sau 40 phút. La Quân ba người đã tại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Trầm Mặc Nùng tình huống trước mắt hết thảy đều rất bình thường, nàng cho Lâm Băng an bài một căn phòng ngủ. Lâm Băng không muốn quá nhiều giao lưu, liền trực tiếp về phòng ngủ tĩnh tu. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng an vị ở trên ghế salon. Mặc dù là đến Trầm Mặc Nùng trong nhà, nhưng Trầm Mặc Nùng cũng sẽ không là cái hiền lành nữ chủ nhân. Nàng sẽ không đi thu xếp lấy mua thức ăn nấu cơm, muốn ăn cơm, vậy liền đi ra bên ngoài ăn đi. Đương nhiên, những này tiểu tiết trước mắt mà nói đều là phù vân.
La Quân trước mắt là nhất tâm muốn trợ giúp Trầm Mặc Nùng, nhất định sẽ có cơ hội. La Quân nói ra, nguy cơ cũng là cơ hội, ta tin tưởng ngươi lần này nhất định có thể thuận lợi hấp thu Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần, tu vi phóng đại. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, có ngươi cái này thiên mệnh người giúp ta, đương nhiên không có vấn đề. Nàng cũng bất quá là theo La Quân lời nói tới nói. Sinh cùng tử, Trầm Mặc Nùng tuy nhiên để ý, nhưng cũng sẽ không e ngại. Nhưng đối với La Quân tới nói, hắn lại vô pháp tiếp nhận trơ mắt nhìn lấy bằng hữu chết đi, mà chính mình lại bất lực. Mà bây giờ, lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ chính là muốn tại biển người mênh mông, thế giới bao la bên trong tìm kiếm một số vốn là trôi nổi tại âm diện anh linh, cái này quả nhiên là khó như lên trời a. Nếu như là muốn tìm người sống, cái kia còn có thể có đặc thù, có thể thông qua các phương manh mối tìm đến. Nhưng tìm một số vốn chính là mắt người thường không nhìn thấy đồ, vật, vậy quá khó. Mặc Nùng, ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể dạng này? La Quân suy tư sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói ra, chúng ta qua tìm viên chỗ nghĩ biện pháp, cũng chính là có thể thông qua thủ đoạn nào đó, để cho chúng ta trông thấy anh linh, quỷ hồn dạng này âm vật. Cùng loại với đạo gia mở thiên nhãn một dạng. Cái này viên chỗ là có thể làm được, Trầm Mặc Nùng nói ra, sau đó thì sao? La Quân nói ra, chúng ta thần thông quảng đại nữa, thủy chung cũng chỉ biết là dương gian sự tình. Cái này âm diện bên trên sự tình, vẫn là phải tìm âm diện bên trên người tài ba. Đi nơi nào tìm, Trầm Mặc Nùng đến một tia hứng thú, hỏi. La Quân nói ra, chúng ta có thể tìm một gian âm khí nặng hơn, phong thủy không tốt bệnh viện. Sau đó xem bọn hắn gần đây phải chăng có đến nạo thai nữ tử. Nếu có nạo thai người, chúng ta thì mở thiên nhãn, ở một bên lặng lẽ quan sát, nhìn phải chăng có thể hình thành anh linh. Nếu như có thể hình thành, chúng ta thì theo dõi anh linh mà đi, nhìn xem phải chăng có thể tìm ra một số manh mối. Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, đây là theo mỏ kim đáy biển một dạng. Toàn hoa hạ, mỗi ngày bị đánh rơi bào thai so với sinh bào thai đều muốn nhiều. Anh linh thực cũng là vô số, nhưng phần lớn anh linh trên không trung phiêu đáng, sau cùng đều tan thành mây khói. Cái kia Thánh Anh Đại Vương thủ hạ, khẳng định cũng chỉ là tại một chỗ nào đó, hắn không có khả năng bàn tay dài như vậy, có thể chuẩn xác siêu tập mỗi một cái anh linh. Nàng đón đến, tiếp tục nói, huống hồ, chỉ có Thánh Anh Đại Vương mới có thu thập anh linh thói quen. Mà Thánh Anh Đại Vương thủ hạ cũng không có cái thói quen này. La Quân trầm giọng nói ra, cũng có thể thử thời vận đâu. Dù sao cũng so làm như vậy lấy, cái gì đều không làm đến tốt. Trầm Mặc Nùng gặp La Quân kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi, ta đợi chút nữa cùng viên chỗ chào hỏi. Thuận tiện để người phía dưới đến tìm kiếm phù hợp như lời ngươi nói loại kia bệnh viện. La Quân gật gật đầu. Bất quá lập tức, La Quân lại nghĩ đến cái gì, nói ra, đúng, sư phụ ta nói muốn ngươi hấp thu Thánh Anh Đại Vương thủ hạ, đó là muốn hấp thu trên người bọn họ âm sát chi khí đúng hay không? Trầm Mặc Nùng nói ra, âm sát chi khí vốn là không thể hấp thu. Thiên Đô tiền bối ý là, những cái kia anh linh có thể đem âm sát chi khí hóa thành âm sát tinh khí, thành làm một loại thuốc bổ, đến thoải mái ta não vực. La Quân nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta làm gì nhất định phải đi tìm Thánh Anh Đại Vương thủ hạ? Tìm tầm thường anh linh đến cấp ngươi thôn phệ không là tốt rồi. Đương nhiên không được, Trầm Mặc Nùng nói ra, Thánh Anh Đại Vương thủ hạ, đều là bị Thánh Anh Đại Vương lấy pháp lực điều giáo. Chỉ có bọn họ mới có được âm sát tinh khí. Phổ thông anh linh, căn bản không có đủ âm sát tinh khí, có chỉ là vô cùng oán khí, một khi hấp thu, thương tổn cực lớn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, La Quân đứng dậy, nói ra, ngươi để thủ hạ ngươi người kiểm thi a thêm loại này bệnh viện, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần. Không đến cuối cùng, thì mãi mãi cũng còn có hy vọng. Hắn tính cách cũng là như thế, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, ta thì không nói cho ngươi cảm ơn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, chờ đem ngươi trị liệu tốt, chúng ta mới hảo hảo uống rượu. Hắn sau đó còn nói thêm, ta về phòng trước. Trầm Mặc Nùng lập tức nói, ngươi về cái gì phòng, tổng cộng hai cái phòng ngủ. Lâm Tiểu Thư ở một gian khách phòng, ngươi muốn về ta phòng sao? La Quân cười ha ha, nói ra, có cái gì không thể. Dù sao ngươi cũng sẽ không nổi y ném loạn một hơi. Hắn nói xong cũng trực tiếp qua, Trầm Mặc Nùng cũng là không làm gì được hắn. Đến Trầm Mặc Nùng trong phòng ngủ, La Quân đầu tiên đã nghe đến thuộc về Trầm Mặc Nùng trên thân một trận mùi thơm. La Quân bây giờ tâm cảnh,
đương nhiên sẽ không là muốn đến chiếm Trầm Mặc Nùng tiện nghi, nhìn lén nàng nội y cái gì. Lại nói, hắn cùng Trầm Mặc Nùng cảm tình là thuộc về một loại tri kỷ hữu nghị, là không liên quan đến nam nữ tình yêu. La Quân chủ yếu là chuẩn bị ăn tiên đan, hắn hiện tại có hai cái tam thanh nguyên khí đan, hắn cần cấp tốc tăng cao tu vi. Bởi vì hắn phía trước, Lâm Văn Long ngọn núi lớn kia cho hắn quá cưỡng chế bách lực. La Quân ngồi xếp bằng trên giường, sau đó đem một cái tam thanh nguyên khí đan ăn đi vào. Cái kia tam thanh nguyên khí đan vừa tiến vào La Quân miệng bên trong, trong nháy mắt hòa tan thành một cỗ nguyên khí. Cỗ này nguyên khí tại La Quân thể nội chạy bốc lên. Không thể không nói, thần vực luyện đan kỹ thuật quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa a, quá thần kỳ. Loại này nguyên khí đan hình thành một cỗ nguyên khí, lại bao hàm vô số dinh dưỡng. Thật không dám tưởng tượng những luyện đan đó các trưởng lão là như thế nào làm đến. Một cái phẩm chất tốt đan dược, đầu tiên muốn làm đến một điểm chính là không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Là thuốc ba phần độc, đó là trên thị trường thuốc. Trên thị trường thuốc, độc tố tạp chất sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Mà đan dược làm theo sẽ không. Chúng ta người thọ mệnh sở dĩ hội bị hạn chế, đó là bởi vì vô luận là ăn cơm vẫn là hô hấp, chờ một chút. Đây hết thảy bên trong đều có độc tố, tạp chất. Lúc tuổi còn trẻ, thân thể cơ năng cường đại, có thể đem bài xuất một bộ phận lớn. Nhưng là lớn tuổi, miễn dịch cơ năng hạ xuống, độc như vậy làm khó mà bài xuất, thân thể thì càng ngày càng kém, đây là một cái ác tính tuần hoàn. Ông già bình thường nếu là ăn đan dược thanh trừ độc tố, bổ sung dinh dưỡng. Như vậy thì sẽ hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Lại nói lúc này, La Quân thân thể nguyên khí trong cơ thể lao nhanh. Sau đó, sở hữu nguyên khí đều tán đến trong thân thể, bị tế bào hấp thu. Hô! La Quân cảm giác được sở hữu tế bào đều ở vào một loại cực độ khô hạn trạng thái. Cái này mai tiên đan ăn về sau, tựa như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. La Quân biết, chính mình từ kim đan đến hóa thần quá trình này quá nhanh. Tự yếu kém tới cực điểm. Cho nên lúc này, tế bào mới như thế đói khát. Hóa thần chi cảnh muốn đi vào thần thông chi cảnh, không có đan dược, là căn bản không có khả năng thành công. Bởi vì thân thể cần thiết dinh dưỡng quá to lớn. Vô luận tự thân tu luyện thế nào, đều khó có khả năng đem những này dinh dưỡng bổ sung hoàn chỉnh. Nhưng là, hóa thần chi cảnh đến thần thông chi cảnh, cái kia cũng tuyệt không phải chỉ có tiên đan liền có thể thành công. Còn cần luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư các loại. Những này cũng là rất trọng yếu. Thần thông chi cảnh hướng lên trên tu luyện, đồng dạng cũng là thâm ảo vô cùng. Tu tiên chi lộ nhiều gập ghềnh, cũng không phải có bất kỳ may mắn có thể thành công. La Quân ăn tam thanh nguyên khí đan về sau, thân thể một điểm cảm giác đều không có. Cái này giống như là một chén nước tưới đến đại hỏa bên trên, hoàn toàn không có cảm giác. La Quân không chút do dự, lại lần nữa ăn thừa thêm một viên tiếp theo tam thanh nguyên khí đan. Lần này ăn về sau, vẫn là một loại trâu đất xuống biển cảm giác. Bất quá La Quân vẫn cảm thấy dễ chịu rất nhiều, không có trước đó như vậy nghèo đói. Đồng thời, La Quân cũng minh bạch, chính mình muốn tiến vào thần thông chi cảnh, cần thiết đan dược còn muốn rất nhiều, ít nhất phải 6 cái thiên đan. Đây là chỉ La Quân muốn phải nhanh chóng tiến vào thần thông chi cảnh thuyết pháp. Nếu như hắn chịu khổ tu, tu cái 3 năm 5 năm, bổ sung lại 2 cái thiên đan, vậy cũng có thể đột phá. Có thể La Quân còn có thể chờ 3 năm 5 năm sao? Chờ cho đến lúc đó, có lẽ Lâm Văn Long đều đã là trường sinh chi cảnh cao thủ. Bây giờ Lâm Văn Long là thần vực sư tôn, thần thông quảng đại, hắn sở được đến đan dược so La Quân nhiều quá nhiều. Nhưng vậy thì thế nào? La Quân trong mắt tách ra vô cùng hàn ý đến, nói, Lâm Văn Long, cuối cùng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm đó sở tác sở vi. Con đường phía trước nhiều gian khó nhiều khó khăn. Có thể La Quân sẽ không sợ sợ. La Quân ăn 2 cái tiên đan về sau, lại tính tu một đoạn thời gian. Chờ hắn mở mắt ra lúc đã là 5 giờ chiều. Trời chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Dạng này ánh sáng mặt trời thật sự là khiến người ta cảm thấy tâm lý mỹ hảo, cảm thấy thế gian hết thảy phiền lòng sự tình cũng không sánh nổi cái này ôn nhu trời chiều. Đồng thời, La Quân nghe phía bên ngoài tiếng bước chân. Tiếp theo, Trầm Mặc Nùng gõ cửa. La Quân, đi ra ăn cơm. Trầm Mặc Nùng hô. La Quân liền là xuống giường, hắn mở ra cửa phòng ngủ đã nhìn thấy trên bàn trà có thức ăn thịnh soạn. Còn có nhất đại túi La Quân thích uống bia đen. Trận trận mùi đồ ăn xông vào mũi,
khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. La Quân thoảng qua hưng phấn hỏi Trầm Mặc Nùng, nói, ngươi làm. Trầm Mặc Nùng trợn mắt chừng một cái, nói ra, nghĩ gì thế? Ta nếu là biết làm đồ ăn, ta phải đi lấy chồng. Đây đều là ta để cho thủ hạ đưa tới. La Quân a một tiếng, quả là thế a. Hắn thế mà còn qua yêu cầu xa vời Trầm Mặc Nùng nấu cơm, cái kia so yêu cầu xa vời chính mình đi làm cơm còn không đáng tin cậy a. Lúc này, Lâm Băng cũng đi ra. Lâm tiểu thư, mời vào ngồi đi. Trầm Mặc Nùng khách khí nói với Lâm Băng, nàng lại nói, cũng không biết có hợp hay không miệng ngươi vị. Mọi người đi tới trước sofa nhập tọa, La Quân mở ra nghe xong rượu bia, uống từng ngụm lớn đứng lên. Lâm Băng làm theo hướng Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi vẫn là gọi ta Lâm Băng đi, nghe ngươi hô Lâm tiểu thư là lạ. Trầm Mặc Nùng cũng cười một tiếng, nói ra, tốt. Đến, sư tỷ, ta kính ngươi. La Quân nâng chén, hắn nói ra, hôm nay là ta và ngươi lần thứ nhất uống rượu, chúng ta không say không về. Lâm Băng nhìn về phía La Quân, nói ra, say ngươi muốn về đi nơi nào. La Quân khẽ giật mình, xoa, đại sư tỷ ngươi thật đúng là u lãnh lặng yên a. Bất quá đây cũng là vui sướng khúc nhạc dạo ngắn, La Quân sau đó lại đường đường chính chính theo Lâm Băng giảng ý nghĩ của mình. Cũng chính là tại bệnh viện Truy Tia, A Anh Linh động hướng. Lâm Băng gật đầu nói ra, mặc dù là cái đần biện pháp, nhưng cuối cùng cũng là biện pháp, dù sao cũng so ngồi ở chỗ này, không hề làm gì muốn tới mạnh. Lâm Băng xem như tán thành. Trầm Mặc Nùng làm theo nói ra, vừa rồi ta người phía dưới đã tia, A Yến Kinh phụ cận mấy cái bệnh viện. Thánh Anh Đại Vương Tẩu Hỏa nhập ma chạy trốn đến Yến Kinh, điều này nói rõ hắn cách Yến Kinh cũng không xa. La Quân gật đầu, nói ra, đây là mạch suy nghĩ là đối. Trầm Mặc Nùng nói ra, trước mắt phù hợp yêu cầu cũng chỉ có một gian bệnh viện, căn này bệnh viện tại Lâm Tây Thị, gọi là Thịnh Cùng Bệnh Viện. Bất quá bệnh viện này sinh ý tình huống một mực không tốt, cũng nhanh phải sập tiệm. La Quân nói ra, đó là đương nhiên, phong thủy không tốt, lại âm khí vần quanh, sinh ý có thể được không? Lâm Băng nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, đêm nay chúng ta phải đi Thịnh Cùng Bệnh Viện. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng tốt. Cái này Thịnh Cùng Bệnh Viện duy nhất lớn nhất hảo sinh ý cũng là dòng người. Trước mắt còn có không ít tiểu nữ sinh ở bên trong nằm viện. Này cũng không kỳ quái, làm dòng người loại sự tình này, không ai hội gióng trống khua chiêng. Qua bệnh viện lớn đều sợ đụng phải người quen, không ít tiểu nữ sinh đều tại phòng khám rởm bên trong dòng người. Cho nên, các nàng không soi mói Thịnh Cùng Bệnh Viện, cái này rất bình thường. Mở thiên nhãn sự tình, còn có. Viên chỗ ban đêm cùng chúng ta cùng đi sao? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, viên chỗ ban đêm còn có việc khác tình phải bận rộn, không thể cùng đi. Nàng đón đến, nói ra, bất quá mở thiên nhãn sự tình, viên chỗ cố ý nói phương pháp sản xuất thô sơ tử. Cái kia chính là bôi mắt bò nước mắt tại trong mắt, nếu như bôi, trước mắt thật có kỳ quái đồ, vật, vậy liền tự nhiên năng nhìn thấy. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, tại Yến Kinh nơi này, chúng ta đi chỗ nào tìm mắt bò nước mắt? Trầm Mặc Nùng nói ra, viên chỗ đã để người đưa tới, ở chỗ này. Nàng nói xuất ra một bình sứ nhỏ. La Quân nói ra, chuyện này có chút nghiêm trọng, vạn nhất chúng ta thật tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đâu. Viên chỗ có chuyện gì phải bận rộn, thì so tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn sao? La Quân là biết Viên Tinh Vân tu vi cao thâm mà chắc, có thể cùng thần vực mấy vị sư tôn sánh ngang. Cho nên hắn cảm thấy mang lên Viên Tinh Vân, hệ số an toàn hội cao rất nhiều. La Quân không cảm thấy mình vận khí thật sự là tốt đến bạo dạp, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Hắn cảm thấy mình vẫn là nhiều làm chút chuyện chuẩn bị trước, dạng này mới càng đáng tin một số. Không muốn luôn luôn qua chờ đợi từ nơi sâu xa vận khí, người vẫn là muốn cước đạp thực địa mới tốt. Trầm Mặc Nùng khẽ cười khổ, nói ra, viên chỗ thân là quốc an khắp nơi dài, thật là có thật nhiều bí mật muốn chuyện bận rộn. Hắn đã tại tận khả năng hỗ trợ. Và lại, đêm nay chúng ta chỉ là đi truy tầm. Nếu có tin tức xác thật, chúng ta thông báo tiếp viên chỗ, đến lúc đó viên chỗ hội chạy tới. Nàng là tận lực thay người khác nghĩ. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng đều nói như vậy, hắn cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Sau khi ăn cơm xong đã là trạng vạng tối 6 giờ. Bắc phương ban đêm lai đặc khắc nhanh, sắc trời đã ảm xuống dưới. Ba người thu thập một phen về sau, cùng một chỗ xuống lầu. Sau đó, mọi người lên lầu chiếc tiếp theo biển số quân đội xe. Từ La Quân lái xe.
Trầm Mặc Nùng Hòa Lâm Băng ngồi ở hàng sau. Có La Quân vị này nam sĩ tại, hắn dĩ nhiên chính là kim bài tài xế. La Quân ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, hắn hướng Trầm Mặc Nùng nói, Trầm Mặc Nùng, người có thể hay không cho ta làm mấy quả cao bạo lựu đạn đến? Người muốn cái này làm gì? Trầm Mặc Nùng nao nao, hỏi. La Quân nói ra, giữ lại phòng thân A. Cao bạo lựu đạn lực sát thương vẫn là rất lợi hại, dùng cái đồ chơi này tới đối phó cao thủ có thể né tránh. Nhưng là đối phó một số quỷ hồn, nói không chừng hội có hiệu quả. Trầm Mặc Nùng cùng Lâm Băng đều có chút im lặng. Không có cần thiết này đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta muốn đi tìm đều là chút bất nhập lưu anh linh, có thể lợi hại đi nơi nào. La Quân gặp Trầm Mặc Nùng nói như vậy, hắn liền đặc biệt bướng bỉnh kiên trì đứng lên, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận nhiều chút luôn luôn không sai. Trầm Mặc Nùng cầm La Quân không có cách, liền nói ra, tốt ha, bất quá cái này muốn phí chút thời gian, còn cần đăng ký ký tên. La Quân nói ra, không có việc gì, chúng ta có thể đợi chờ. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ha, vậy ngươi trước lái xe đi Yến Tây quân khu. La Quân lúc này nổ máy xe. 10 giờ tối, La Quân một đoàn người mới bắt đầu qua Lâm Tây Thị. La Quân cũng mới tính toán cảm nhận được quân khu trình tự chi dườm già. Coi như sự tình Trầm Mặc Nùng thân phận như vậy đi làm điểm cao bạo đạn, đó cũng là không dễ dàng a. Tầng tầng kiểm tra, ký tên, sau cùng mới có thể rơi xuống Trầm Mặc Nùng trên tay. Nhưng đây cũng là có thể lý giải, dù sao cao bạo lựu đạn lực sát thương kinh người, lưu lạc đi ra bên ngoài, đó là hội sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Các phương các mặt đều phải chú ý cẩn thận, cẩn thận cẩn thận nữa. Lâm Tây cách Hiến Kinh không đến 100 cây số, La Quân lái xe rất nhanh. Sau một tiếng thì đã đạt tới Lâm Tây. Lúc này là 11 giờ đêm. Đêm nay không có trăng sáng, không có chấm nhỏ, bầu trời trời u ám. Lâm Tây thì ban đêm phồn hoa trình độ tự nhiên không thể cùng Yến Kinh so, bất quá cũng vẫn là nhà nhà đốt đèn cảnh tượng. La Quân dùng hướng dẫn khóa chặt Thịnh Cùng bệnh viện, trực tiếp mở hướng Thịnh Cùng bệnh viện. Cái kia Thịnh Cùng bệnh viện vị trí cũng không vắng vẻ, là tại Lâm Tây phía đông Thước Kiều đường khu vực. Khối này vị trí tại Lâm Tây có cái cổ quái thuyết pháp, mọi người quản gọi là âm dương đường phố. Tại sao muốn gọi là âm dương đường phố đâu? Bởi vì Thước Kiều đường người lưu lượng rất lớn. Hai bên đều có không ít sòng mạt trượt tại làm ăn. Một khi đến tối, liền có thể thấy rõ cổ quái tình huống. Bên trái trên đường, sinh ý nóng nảy. Bên phải trên đường, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Chỉ là cách một đầu đường cái, nhưng bên trong khác biệt lại là ngày đêm khác biệt. Mà cái kia Thịnh Cùng bệnh viện, dĩ nhiên chính là ở bên phải trên đường. Thịnh Cùng bệnh viện chiếm diện tích 3.000 mét vuông, có bãi đậu xe dưới đất, có chuyên môn y học phòng nghiên cứu. Khu nội chú chờ chút. Cái này Thịnh Cùng bệnh viện tại Lâm Tây Thị, quy mô coi như không tệ. Nhưng là sinh ý là ngày càng sa sút, mỗi năm đều ra chữa bệnh sự cố. Dưới mắt kinh doanh đều là tại cưỡng ép chèo trống, hàng tháng bồi thường tiền, thầy thuốc đều không mấy cái. Nghe nói bệnh viện viện trưởng muốn đem bệnh viện bán đi, không ai có thể tiếp nhận a. Dù sao âm dương tên phố âm thanh quá lớn. Cái này Thịnh Cùng bệnh viện to lớn như thế. Muốn tiếp nhận đều là phú thương. Phú thương nhất là mê tín, mới sẽ không đến dùng tiền mua loại này lâu. Đương nhiên, những này không là La Quân bọn người phải quan tâm. Bọn họ dừng xe ở bên ngoài, sau đó tiến vào Thịnh Cùng bệnh viện. Bệnh viện bên ngoài cũng không có người nhìn lấy, có thể tự do xuất nhập. La Quân ba người nhưng nói là trực tiếp tiến quân thần tốc, căn bản không người đến phản ứng. Trầm Mặc Nùng nói ra. Rạng sáng 12 giờ là âm dương trao đổi thời điểm, 12 giờ qua đi, âm khí thịnh nhất. Tatia, A được số 308 phòng bệnh ở một cái 16 tuổi tiểu cô nương, nàng là thai ngoài tử cung, đại xuất huyết. Cho nên nhất định phải nằm viện. Phẫu thuật đã làm 3 ngày, nếu có anh Linh cũng đã hình thành. Chúng ta có thể bí mật quan sát, nếu như anh Linh xuất hiện, có thể đem anh Linh đuổi đi, sau đó cùng tung cái này anh Linh. Anh Linh là phi hành trên không trung. Muốn truy tung rất khó. Bất quá cái này không làm khó được La Quân bọn người, bọn họ có thể dùng ý niệm khóa chặt anh Linh. Lúc trước Thích Vĩnh Hổ Kim Đan đỉnh phong chi cảnh, liền có thể dùng ngàn giảm tỏa hồn biện pháp đến khóa chặt La Quân. Bây giờ La Quân đã là hóa thần chi cảnh, cái này chút thủ đoạn tự nhiên là có. Mọi người rất mau tới đến số 308 phòng bệnh trên hành lang. Cái kia trên hành lang có chút dơ giấy bẩn thỉu, cũng không người đến quét dọn.
Nữ hài nhi này lại dám ở loại địa phương này nằm viện, thật sự là quá không đem sinh mệnh mình coi là gì. Nếu là cha mẹ của nàng biết được, lại không biết muốn đau lòng biết bao. Cho nên nói, một người nam nhân, nếu lại yêu một cái nữ hài tử. Hoặc là, ngươi liền đem nàng cưới. Cưới không, ngươi nhất định phải mang bộ A. Lại muốn A, ngươi thì xuất tiền, trông coi nữ hài tử, tại nàng khó khăn nhất thời điểm không rời không bỏ. Nhưng mà, dòng người phá thai chung quy là không thể làm. Một là đối nữ hài tử thương tổn quá lớn, loại này thương tổn nam nhân bất chi bất giác. Nhưng nương theo nữ nhân có thể là cả đời phụ khoa bệnh. Hai là, tổn hại âm đức. Anh Linh sinh ra, nói đến đều là nghiệp chướng. Một cái tiểu sinh mệnh bắt đầu có ý thức, hắn ngóng nhìn thấy cái thế giới này. Nhưng lại bị mẫu thể tại nó chưa lúc sinh ra đời liền bị bóp chết. Nó lại như thế nào sẽ không vô cùng oán hận. Lại nói lúc này, ba người đứng ở trong hành lang. Lâm Băng nói ra, ba người chúng ta trên thân dương cương khí tức quá mạnh, nếu là cùng cô bé kia quá gần, cho dù có anh Linh, cái kia anh Linh cũng sẽ bản năng không dám tới. Vậy làm sao bây giờ? La Quân nói ra, cách quá xa, chúng ta cũng nhìn không thấy nó. Lâm Băng nói ra, chuyện này giao cho ta sẽ đem cái này một vùng bố trí thành ta nói trận. Một khi có cái gì ba động, ta hội kịp thời phát hiện. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng kinh ngạc nhìn một chút Lâm Băng, La Quân nói, lớn như vậy địa phương, sư tỷ ngươi cũng có thể bố trí thành chính mình đạo trận. Lâm Băng nói ra, nói nhảm, nàng nói xong cũng mang hai người tiến một gian trong phòng bệnh trốn. La Quân ba người tiến trong phòng bệnh không có một ai, liền bóng đèn đều hỏng. Nhìn ra, bệnh viện này viện trưởng cũng là vô ý quản lý. Đương nhiên, La Quân ba người cũng sẽ không vì bệnh viện này tiếc hận. Lúc này, Lâm Băng ngồi xếp bằng. Sau đó, nàng phóng xuất ra thuộc về nàng đạo tràng. Cái gì gọi là đạo tràng? Đạo tràng cũng là lấy chính mình làm trung tâm, đem chính mình tinh thần, tâm tình tản bộ ra ngoài. Một cái thối chuột thả ra giấm thối, mùi thối tràn ngập cả phòng, cái kia cũng có thể nói gian phòng này là thối chuột đạo tràng. Bất quá thối chuột loại động vật này, căn bản không hiểu được nhìn rõ mọi việc, không hiểu được đến thông qua mùi thối đến phân rõ sự vật cùng khống chế địch nhân tâm tình. Nhưng là giống Lâm Băng dạng này cao thủ thì khác biệt. Lâm Băng phóng xuất ra chính mình đạo trận, đạo tràng phạm vi bên trong đều là nàng tâm tình cùng tinh thần. Nàng tinh thần năng khống chế tại trong đạo trường người, nếu như trong đạo trường tồn tại người, ý chí không kiên, liền sẽ bị nàng đánh tan tâm trí. La Quân lúc trước đối mặt Thích Vĩnh Hổ đạo tràng, lần thứ nhất hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Lần thứ hai, hắn dứt bỏ sinh tử, ngược lại không bị ảnh hưởng. Đạo tràng vật này, lúc đối địch tác dụng rất phi diệu, nhưng không là tuyệt đối tính. Lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền cảm nhận được Lâm Băng đạo tràng. Lâm Băng đạo tràng rất kỳ diệu, cùng loại với nhiệt độ nước nhuận. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trong nháy mắt cảm thấy mình tựa như là tại trong hải dương, bọn họ có thể cảm nhận được hải dương mỹ lệ, yên tĩnh, ôn nhu. Nhưng cũng có thể cảm nhận được thuộc về hải dương uy nghiêm. Trong hải dương, có thể hải thiên chung một màu, khiến người ta say mê. Nhưng cũng có thể biển động ngập trời, hủy thiên diệt địa. Đây chính là hải dương. La Quân cái này mới chính thức cảm nhận được chính mình cái này đại sư tỷ lợi hại chỗ kinh khủng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bệnh viện vô cùng an tĩnh. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng yên tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, rạng sáng 12 giờ đến. 12 giờ thoáng qua một cái, âm dương chi khí chuyển đổi, âm khí nồng đậm vô cùng. La Quân lập tức liền cảm nhận được bệnh viện này nhiệt độ có chỗ hạ xuống. Thực La Quân cũng sớm nhìn ra, bệnh viện này phong thủy xác thực không tốt, có loại cô âm không dài vị đạo ở bên trong. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều chú ý Lâm Băng. Ước chừng sau 5 phút, một tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai truyền đến, đi ra, không muốn. Là nữ hài thanh âm. Cái này đã không cần Lâm Băng cảnh cáo, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều biết rất có thể là anh Linh tới. Lâm Băng lập tức đứng lên, nàng nói ra, bôi mắt bỏ nước mắt. Ba người lập tức bôi mắt bỏ nước mắt, xoa qua một cái chớp mắt, La Quân chỉ cảm thấy cay độc vô cùng, kém chút muốn khóc lên. Lúc này, La Quân cũng không lo được những thứ này. Hắn cái thứ nhất lao ra, nhanh vô cùng phóng tới số 308 phòng bệnh. Đúng lúc này, Lâm Băng trước một bước đến La Quân phía trước, nàng nhẹ nhàng nhấn một cái La Quân đầu vai, nói, khác xúc động. La Quân chỉ cảm thấy chính mình đầu vai nặng nề vô cùng, thế mà vô pháp phản kháng. Lúc này,
La Quân cũng đối với chính mình Hòa Lâm Băng ở giữa chênh lệch có tương đối thẳng xem nhận biết. Hắn càng biết mình cùng Lâm Văn Long ở giữa chênh lệch đến cỡ nào to lớn. La Quân cảm thấy cũng là một cái ý niệm như vậy hiện lên, trước mắt trọng yếu nhất là truy tung anh linh. Lâm Băng trước một bước đi vào trước phòng bệnh mặt, nàng nhất trưởng đem phòng bệnh trấn khai. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng theo sát sau. Ba người tiến đến đồng thời, lập tức liền trông thấy trên giường bệnh, một cái đẫm máu trẻ sơ sinh phôi thai đang nữ hải nhi kia trên mặt bò. Trong miệng nó hô hào mẹ mụ, mụ mụ. Thanh âm này rất là nhỏ bé. Nữ hải nhi kia hoảng sợ tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, không ngừng kêu thảm, không đứng ở trên mặt mình bắt, nhưng nàng làm sao cũng bắt không được cái kia anh linh. Ta van cầu ngươi, buông tha ta không phải cố ý, ngươi bỏ qua cho ta đi. Nữ hải nhi khóc nói ra. Cùng lúc đó, cái kia anh linh rốt cục phát giác được La Quân ba người đến. Nó đột nhiên quay đầu, cái này một cái chớp mắt, La Quân nhìn thấy ánh mắt nó. Ánh mắt nó rất nhỏ, nhưng rất sáng. Bên trong tràn ngập vô cùng oán khí. Cái này không biết sống chết anh linh đột nhiên nghiêm nghị thét lên, cũng lộ mọc răng. Nó lại có hàm răng, vẫn là tinh mịn răng nanh. Cái này anh linh sau đó đột nhiên phóng tới Lâm Băng. Anh linh tốc độ nhanh như điện thiểm, nó quả nhiên là biết bay. Lâm Băng tự nhiên là không sợ anh linh, bất quá lúc này, Lâm Băng cũng không thể đem anh linh giết. Giết, thì không có bất kỳ cái gì giá trị. Làm càn. Ngay tại anh linh vào tới thời điểm, Lâm Băng trong mắt lệ quang lóe lên, quát. Đây là thần thông cao thủ uy nghiêm, cái này vừa quát, cái kia anh Burlington lúc dọa đến tim mật muốn nứt, cũng không dám lại tiến lên. Sau đó, anh linh xoay người bỏ chạy đi. Truy, Lâm Băng nói ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Băng, La Quân, Trầm Mặc Nùng, ba người các nàng đều muốn chính mình tinh thần ý thức khóa chặt lại anh linh. Cái kia anh linh bay ra ngoài về sau. Bay thẳng đến bệnh viện mặt phía nam bỏ chạy. La Quân ba người lập tức thì đuổi theo. Anh linh tốc độ rất nhanh, nó cấp tốc đến bệnh viện mặt phía nam một nơi. La Quân ba người theo dõi tới, sau cùng tại hậu viện một chỗ đống rác rưởi trước dừng lại. Thông qua tinh thần ý thức khóa chặt, cái này anh linh là tại đống rác rưởi phía dưới. Là cống thoát nước, Trầm Mặc Nùng lập tức nói. Nàng chỉ một cái kia nắp giếng, nói ra. Nắp giếng là đem cống thoát nước bịt kín ở, mà anh linh thật là tiến cống thoát nước. La Quân không nói hai lời, đem cái kia nắp giếng nhấc lên. Nhấc lên trong nháy mắt, ô khí hỗn hợp mùi thối xông vào mũi, cái kia một cái chớp mắt lao ra ô khí đã sinh ra cùng loại chướng khí độc tố. Hôi thối vô cùng a. La Quân nhìn xuống mùi thối, mở ra điện thoại di động tự mang đèn pin chiếu xuống qua. Cái kia cống thoát nước phía dưới 2 mét chỗ cũng là nước bẩn. Ô trên nước trôi nổi rất nhiều hư thối vật. Có thể tưởng tượng, hẳn là có người đem phôi thai loại hình đồ, vật ném vào. Cũng rất có thể, cái kia anh linh phôi thai cũng là ném tại cái này trong đường cống ngầm mặt. La Quân ba người rõ ràng phát giác được, cái kia anh linh cũng là tránh tại cái này trong đường cống ngầm mặt. Làm sao bây giờ, đây là trong lòng ba người đồng dạng ý nghĩ. Sự thật đã rất rõ ràng, nơi này thật có anh linh. Mà cái này anh linh cũng là trốn ở trong đường cống ngầm, theo cái kia thánh anh đại vương thủ hạ không có nửa xu quan hệ. Nhất định muốn đưa nó đuổi đi ra. La Quân trầm giọng nói ra, nếu để nó một mực tránh ở bên trong, vô sự vô bổ. Nếu như nó sau khi ra ngoài, lấy anh nhạy bén cảm giác, nói không chừng có thể liên hệ với hắn anh linh. Làm sao đuổi đi, Trầm Mặc Nùng trầm ngâm nói. Nàng cũng không phải đặc chủng binh xuất thân, cái gì nước bẩn phân đầm đều dưới phải đi. Nếu như muốn nàng qua cái này trong đường cống ngầm mặt, nàng tình nguyện chết a. Ta xuống dưới, La Quân không có bao nhiêu do dự, nói thẳng. Trầm Mặc Nùng giật mình, nói ra, người đây cũng dưới phải đi. La Quân nói ra, hố phân năm đó đều đợi qua, cái này không tính là gì. Hắn nói làm liền muốn làm. Bất quá lúc này, Lâm Băng nói ra, không có tất muốn làm như thế, ta có biện pháp. Nàng sau khi nói xong, trong mắt hàn quang lóe lên. Sau đó, Lâm Băng đem pháp lực mình ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, vọt thẳng giết tiến cống thoát nước. Lấy Lâm Băng thần thông ngũ trọng tu vi, đã có thể đem não vực pháp lực hóa thành thực chất kiếm quang, công sát địch nhân. Kiếm quang nhập cống thoát nước, cái kia anh linh mã bên trên e ngại, bắt đầu lại lần nữa chạy trốn. Chỉ chốc lát về sau, anh linh cư nhưng đã rời đi bệnh viện phạm vi. Lâm Băng mở to mắt, nói ra, chúng ta tiếp tục đuổi. La Quân không khỏi bội phục Lâm Băng thần kỳ,
hắn cùng Trầm Mặc Nùng cũng không nhiều lời, nói, đi. Ba người cấp tốc thì từ tường viện chỗ xoay người mà qua, nhẹ nhàng linh hoạt ra bệnh viện. Bóng đêm càng thâm, trong không khí còn lộ ra hàn ý. Cái kia anh linh ra âm dương đường phố, thì đi vào một cái khác đầu Trung Sơn đường phố. La Quân ba người cấp tốc đuổi tới Trung Sơn trên đường. Trong lúc này núi đường phố là lâm hồ mà đứng một đầu đường cái, bởi vì đầu này đường cái là tại bệnh viện đằng sau, cho nên ban ngày nó là một đầu giao thông con đường, bên cạnh cũng không có bất kỳ cái gì mặt tiền cửa hàng kinh doanh. Mà đến tối, con đường này cũng là vắng ngắt. Có thể nhìn thấy chỉ có trạm xe buýt, còn có thanh lãnh từng dãy đèn đường. Cái kia bên lề đường trong hồ cũng truyền ra trận trận mùi thối tới. Dạng này đủ loại sinh thái ô nhiễm, để cái này một mảnh khu vực phong thủy là càng ngày càng kém. Thế nhưng là, lại không người đến chú ý cái này tình huống. La Quân ba người tới bên trong trên sơn đạo, bọn họ lúc này trông thấy một cái quỷ dị tình huống. Cái kia chính là cái kia anh linh không hề chạy trốn, nó tại trạm xe buýt chỗ dừng lại, sau đó như cái tiểu đại nhân đồng dạng ngồi lên. Nó quanh thân đẫm máu, thì như thế ngồi. La Quân bọn người là bôi mắt bò nước mắt, mới có thể nhìn thấy nó. Cũng chính bởi vì có thể nhìn thấy, cho nên mới sẽ cảm thấy một màn này là cỡ nào quỷ dị. La Quân ba người cũng không tiến đến kinh động cái này anh linh, mà là tại một bên yên lặng nhìn lấy. Bọn họ muốn nhìn anh linh đến là đang chờ đợi cái gì. Thời gian từng giây từng phút tiếp tục trôi qua. Nửa giờ sau, kỳ quái sự tình lần nữa phát sinh. Trầm Mặc Nùng nói ra, các ngươi nhìn bên kia là cái gì? Nàng chỉ phía trước ngoài trăm thước địa phương. Ba người nhãn lực đều là vô cùng tốt, cho nên xa như vậy cũng có thể nhìn ra manh mối. Tựa như là một chiếc xe, La Quân nói ra. Trên đường cái xuất hiện một chiếc xe, thật là không thể bình thường hơn được. Bất quá chiếc xe kia lại có chút không giống bình thường, đơn giản là, đó là một cỗ xe buýt. Lúc này là rạng sáng 2 giờ. Lâm Tây thì cũng không phải là thành phố lớn, cái giờ này, xe buýt hẳn là đã sớm thu ban. Như vậy, chiếc này xe buýt là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết xe tang? La Quân nói ra. Dân gian lưu truyền truyền thuyết, nửa đêm, sẽ có xe tang ẩn hiện. Một khi thượng linh xe, cái kia thì lại cũng không về được. Lâm Băng nói ra, cũng coi là xe tang, bất quá chiếc xe này là địa ngục chi môn bên trong mở ra. Hoa hạ âm sát chi khí từ địa ngục chi môn quản hạt. Cho nên tại mỗi tòa thành thị, mỗi cái ban đêm đều sẽ có địa ngục chi môn xe tang ẩn hiện. Những này xe tang cũng là đem một số du hồn dã quỷ thu nạp tiến đến, sau đó mang nhập địa ngục chi môn. La Quân trong đầu linh quang nhất thiểm, đây chính là một cái tiến nhập địa ngục chi môn phương pháp A. Lúc trước hắn đã từng buồn rầu qua, hắn muốn đi tìm Lạc Ninh. Nhưng là hắn đối địa ngục chi môn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá dưới mắt, La Quân việc cấp bách là muốn trợ giúp Trầm Mặc Nùng luyện hóa Thánh Anh Đại Vương Nguyên Thần. Cho nên hắn sẽ không muốn qua địa ngục chi môn bên trong. La Quân trầm giọng nói ra, xem ra cái này anh linh là phải bị xe tang lấy đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Băng nói ra, xe tang là thông hướng địa ngục chi môn, cùng Thánh Anh Đại Vương thủ hạ không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta không cần thiết tiếp tục theo. La Quân không khỏi lo lắng, nói ra, như vậy sao được? Đây là chúng ta con đường duy nhất, sao có thể cứ như vậy đoạn? Lâm Băng nói ra, đó cũng không phải manh mối, cả hai không hề có một chút quan hệ. Xe tang chính là địa ngục chi môn đồ, vật, chúng ta là dương gian người, tuyệt đối đừng qua tùy ý chọn chiến. Nếu không sẽ rước lấy hậu quả nghiêm trọng. La Quân lại không cho là như vậy, hắn đối địa ngục chi môn từng có tiếp xúc mấy lần. Đối với địa ngục chi môn không có nhiều như vậy kính sợ. Địa ngục chi môn mấy tên kia, còn kém chút dùng thái hư chi cảnh đòi mạng hắn. La Quân cảm thấy mình như là đã đắc tội địa ngục chi môn, đây cũng là không sợ tiếp tục đắc tội. Chắc hẳn cái này xe tang bên trong không có cái gì siêu cấp cao thủ. La Quân lập tức đối Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, địa ngục chi môn người trưởng quản âm diện sự tình, Thánh Anh Đại Vương thuộc về âm diện tồn tại. Chúng ta có thể hướng địa ngục chi môn người hỏi thăm một chút. Trầm Mặc Nùng nhãn tình sáng lên, cảm thấy cái này thật là cái biện pháp. Lâm Băng trầm ngâm nói, địa ngục chi môn có địa ngục chi môn tôn nghiêm, La Quân, người tuyệt đối không nên quá lỗ mãng. Ta đến nghe ngóng. La Quân gặp Lâm Băng nhả ra, ngay sau đó cũng liền không lại kiên trì, nói, tốt. Trong lúc nói chuyện, cái kia xe tang tại trạm xe buýt dừng lại. Sau đó, anh linh phi tiến xe buýt. Tiếp theo,
xe buýt khởi động, hướng La Quân ba người bên này ra. Lâm Băng lại hướng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, linh trong xe tất cả đều là cô hồn dã quỷ, những quỷ hồn này sau khi chết tỉnh tỉnh mê mê, cũng không biết mình chết. Cho nên ngàn vạn không thể kinh hãi động đến bọn hắn, nếu không sẽ dẫn sai lầm. Các ngươi hiện tại lui ra phía sau, ta qua xe tang bên trong theo người dẫn đầu đến giao lưu. La Quân hơi hơi giật mình một chút, nói ra, sư tỷ, không có nguy hiểm a? Lâm Băng nói ra, yên tâm đi. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mắt thấy xe tang đến, lập tức sau lui qua một bên. Lúc đầu, xe tang sẽ chỉ đối oán linh dừng xe. Bất quá lúc này, Lâm Băng đem chính mình khí tức ẩn tàng, đồng thời ở trong lòng tận lực chế tạo ra oán niệm tới. Như thế về sau, cái kia xe tang lại là không có phân rõ rõ ràng, ngay tại Lâm Băng trước mặt dừng lại, cũng mở cửa xe. Lâm Băng lập tức lên xe. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ở một bên khẩn trương nhìn lấy. Lâm Băng sau khi lên xe, cái kia xe tang tiếp tục đi tới. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lập tức theo thật sát ở phía sau. Lại nói lúc này, Lâm Băng thân ở linh trong xe, nàng nhìn thấy chung quanh đều ngồi đầy người. Có lão, có ít, có nam, có nữ, đương nhiên, cũng không ít anh linh. Đều không ngoại lệ là, bọn họ đều ánh mắt đờ đẫn. Toàn bộ xe tang bên trong, âm sát oán khí nồng đậm tới cực điểm. Người bình thường nếu là lên xe, ngay lập tức sẽ bị những này âm sát oán khí xông trán, sau đó liền sẽ ảo tưởng bụi sinh, tử tại bỏ mạng. Bất quá Lâm Băng tâm trí hà kiên định, không chút nào thụ những này âm sát oán khí ảnh hưởng. Nàng ánh mắt khóa chặt tài xế. Tài xế thì là địa ngục chi môn bên trong quỷ sai. Loại này quỷ sai cũng không phải là, trong TV loại kia, tùy tiện một cái đạo sĩ đều có thể đem đánh bại. Loại này quỷ sai lại là tu vi thâm hậu, có thể trấn áp nhân gian đích nhất thiết, lệ quỷ, sát quỷ. Lâm Băng hướng đi lái xe quỷ sai, quỷ kia kém là cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân, hắn dáng người thon gầy, lấy toàn thân áo đen. Cả người hắn cũng là âm khí âm u, khiến người ta không rét mà run. Lâm Băng vừa đi gần, quỷ sai liền đã phát giác. Quỷ sai dừng xe, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Băng. Lâm Băng cũng rốt cục thấy rõ ràng quỷ sai mặt. Trên mặt hắn tràn đầy lít nha lít nhít vảy màu đen, nhìn có chút khủng bố, giống như là một cái biến dị quái vật. Bất quá hắn đồng dạng có mắt, cái mũi, miệng. Quỷ sai trong mắt lóe lên hàn ý, hắn trong giọng nói mang dày đặc, lại có cái người sống trà trộn vào đến, nhân loại, ngươi là đang tự tìm đường chết. Lâm Băng cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, nàng liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti nói ra, quỷ sai tiền bối, ta vô ý mạo phạm tại ngài. Hôm nay lên, là muốn hướng ngài nghe ngóng một sự kiện. Quỷ sai cười lạnh một tiếng, nói, lại có phàm nhân hướng ta nghe ngóng sự tình. Ngươi chẳng lẽ tại nói với ta cười. Quỷ này kém thái độ 10 phần lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Này cũng không khó lý giải, quỷ sai tính tình vốn là dở hơi, lâu dài tiếp xúc oan hồn dã quỷ. Dạng này người, còn có thể trông cậy vào hắn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm a. Lâm Băng không khỏi nghẹn lời, nàng ngừng một lát, nói ra, sự tình ra có nguyên nhân, còn mời quỷ sai tiền bối tạo thuận lợi. Quỷ sai lạnh lùng nói ra, thuận tiện không, bất quá đã ngươi đã biết được xe tang sự tình, lại gặp bổn tọa. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ lại đợi tại dương gian. Hắn nói xong chi thủ, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô là tử sắc, nhìn lấy 10 phần tinh xảo. Sau đó, quỷ sai quát, thu, hắn đem nút hồ lô mở ra, trong một chớp mắt, Lâm Băng bên người hình thành một cỗ cuồng bạo vòng xoáy. Lâm Băng âm thầm thất sắc, nàng ổn định thân hình. Tiếp theo, Lâm Băng liền cảm giác bên người hết thảy biến mất. Chỗ có quỷ hồn, anh linh bao quát xe tang đều bị quỷ sai thu vào hồ lô kia bên trong. Lâm Băng rốt cục cũng liền nhận ra cái này hồ lô. Nàng thất sắc nói, tạo hóa hồ lô. Lúc này, quỷ sai trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói, ngươi cái này phàm nhân, thế mà nhận biết bổn tọa tạo hóa hồ lô. Nhìn tới vẫn là cái nhân vật. Cùng lúc đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng nhìn thấy Lâm Băng cùng quỷ sai ngay tại trên đường cái rằng co. Hai người vội vàng chạy tới, đứng tại Lâm Băng bên cạnh thân. Quỷ sai liếc nhìn ba người liếc một chút, hắn lạnh giọng nói ra, ba cái phàm nhân, mạo phạm địa ngục xe tang, toàn bộ đều phải chết. Hắn nói vừa xong liền động thủ. Căn bản cũng không cho người nói chuyện cơ hội. Quỷ sai đột nhiên thì từ tạo hóa hồ lô bên trong xuất ra một dạng sự vật, đó là một ngụm toàn thân trắng như tuyết ngọc xích. U Linh Ngọc Xích, Lâm Băng lập tức nhận ra,
nàng biết cái này U Linh Ngọc Xích chính là pháp khí, chính là dành dụng cửu U Thâm Nguyên Địa Sát luyện hóa mà thành, bản thân thì có được linh thức, pháp lực. Qua, quỷ sai đem cái kia U Linh Ngọc Xích hướng La Quân nhất chỉ. Nhất thời, U Linh Ngọc Xích bên trong tuôn ra một đầu mãnh thú quái vật. Quái vật kia mặt mũi hung dữ, đầy người cứng rắn khôi giáp. Này quái vật tại địa ngục chi môn bên trong gọi là địa ngục thần thú, chính là địa ngục chi môn Ritter khác biệt sản phẩm. Quỷ sai cố ý thu thập địa ngục thần thú chiến hồn, lại đem luyện hóa thành U Linh Ngọc Xích khí linh. Giờ phút này, cái này địa ngục thần thú hướng phía La Quân hung mãnh đánh giết mà đến. Nhất thời, gió tanh xông vào mũi. Địa ngục thần thú đập ra đến lực lượng đạt tới vạn cân, thật sự là quá nhanh, quá tấn mãnh. La Quân hóa thần chi cảnh tu vi thế mà cũng không dám ngạnh kháng, rơi vào đường cùng, La Quân thiểm điện rời khỏi 3 mét bên ngoài. Cái kia địa ngục thần thú bổ nhào về phía trước phía dưới, dốc sức cái khoảng không, sau đó lại hướng La Quân há mồm phun ra một miếng nước bọt. Cái kia nước bọt lại là cửu u địa sát, vừa đến không trung, hóa thành sát đao. Cái này sát đao chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén. La Quân quanh thân lông tơ dựng thẳng đứng lên, hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Trong nguy cơ, một cái lại lư đả cổn khó khăn lắm né tránh sát đao. Nhưng vào lúc này, địa ngục thần thú như thiểm điện hướng La Quân nhào tới. Tựa như là mãnh hổ vồ giết tới, liền muốn đem La Quân xé rách. Cùng lúc đó, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng cũng hướng quỷ sai xuất thủ. Lâm Băng càng không khách khí, trực tiếp từ giới tu di bên trong lấy ra Ninh Thiên Đô Sư Tôn Âm Sát Ma Đao. Quỷ sai gặp Âm Sát Ma Đao, không khỏi bị kinh ngạc. Lâm Băng cầm trong tay Âm Sát Ma Đao, hướng phía quỷ sai thiểm điện bổ ra một đao. Trong một chớp mắt, Âm Sát Ma Đao bên trong phát ra một đạo bén nhọn âm ba, có quỷ khóc thần hào ý vị. Âm sát, lưỡi đao chưa đến, âm sát đã lọt vào tai. Quỷ sai bỗng nhiên gào thét một tiếng, đêm này âm thanh giết chấn vỡ. Tựa như là ngưng tụ khí đoàn bị đánh tan. Cùng lúc đó, quỷ sai U Linh Ngọc Xích theo Âm Sát Ma Đao đánh giáp lá cà. Xoẹt một tiếng, U Linh Ngọc Xích cùng Âm Sát Ma Đao va chạm ra kịch liệt tia lửa tới. Lâm Băng cảm giác được Âm Sát Ma Đao bên trên truyền đến một cỗ mạnh mẽ băng hàn sát ý tới, nàng thế mà làm sao cũng không thể hóa giải. Trong nguy cơ, Lâm Băng thiểm điện lui lại, tay đột nhiên lắc một cái, rốt cục đem cỗ này sát ý hóa giải. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng cũng không nhàn rỗi, nàng kiếm chỉ thiểm điện đâm về quỷ sai vị trí hiểm yếu. Trầm Mặc Nùng là tìm đúng thời cơ, giống như kinh hồng một kiếm. Quỷ sai liền mất đi công sát Lâm Băng thời cơ tốt nhất. Hắn ánh mắt lạnh lùng, nghiêng lui một bước, U Linh Ngọc Xích từ dưới nách xuyên ra, đột nhiên thì thiểm điện quỷ mị điểm hướng Trầm Mặc Nùng vị trí hiểm yếu. Quỷ sai là tuyệt đối cao thủ. La Quân mấy người cũng đều là tuyệt đối cao thủ, cho nên quỷ sai muốn thông qua pháp lực tới giết người, căn bản không có khả năng. Quỷ sai cũng không thể dùng pháp lực đến công sát La Quân bọn người não vực. Lúc trước, từ Mã Viêm lão gia tử cùng Hồng Tú Liên lão tổ tông quyết chiến thời điểm. Hai người ngay từ đầu cũng là lấy pháp lực so đấu, cho nên cũng là đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng bây giờ, quỷ sai đối mặt ba cái cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không so đấu cái gì pháp lực. Một khi não vực bị kiềm chế, hắn hai cái liền có thể giết hắn. Trầm Mặc Nùng đối mặt quỷ sai U Linh Ngọc Xích, nàng cũng không dám khinh thường, lập tức tránh lui ra ngoài. Quỷ sai nơi đó có thể chứa Trầm Mặc Nùng đào tẩu, lập tức quát một tiếng qua. Cái kia U Linh Ngọc Xích bị hắn pháp lực khống chế, trực tiếp rời tay bay ra, thiểm điện đánh giết Trầm Mặc Nùng. Lấy, Lâm Băng cũng không chậm trễ, lập tức khu động Âm Sát Ma Đao. Cái kia Âm Sát Ma Đao thiểm điện phi đâm hướng quỷ sai vội vàng tránh né. Hắn trốn một chút tránh, tâm thần một điểm, cái kia U Linh Ngọc Xích cũng liền mất đi uy lực. Trầm Mặc Nùng mấy lần liền là tránh ra. Sau đó, quỷ sai thu U Linh Ngọc Xích. Lâm Băng cũng thu hồi Âm Sát Ma Đao. Vừa rồi hai người bọn họ dưới va chạm, cơ hồ cũng là trong thần thoại ngự kiếm giết người. Cái kia là tuyệt đối thủ đoạn thần thông. Bất quá, tại trong hiện thực, muốn làm đến ngự kiếm giết người lại là thật không đơn giản. Đầu tiên, ngự kiếm sát nhân kiếm nhất định phải là linh khí. Phải đi qua các loại dược vật thoải mái, thối luyện, cũng lấy người người tinh huyết đến cung cấp nuôi dưỡng. Như thế về sau, linh kiếm sinh ra ý thức. Cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Đây là bước đầu tiên, sau đó, chủ nhân phải có cường đại pháp lực đến cung cấp phi hành giết người. Phàm nhân muốn làm đến, đó là muôn vàn khó khăn.
U linh ngọc xích là vượt qua linh khí pháp khí, quỷ sai tới là có chặt chẽ liên hệ. Cho nên có thể đầy đủ ngự kiếm giết người. Mà Lâm Băng tuy nhiên không phải âm sát ma đao chủ nhân, nhưng Ninh Thiên Đô là bầy mưu đặt kế âm sát ma đao muốn nghe từ Lâm Băng. Cho nên Lâm Băng cũng có thể thúc đẩy ngự kiếm giết người. Quỷ sai thu hồi U linh ngọc xích, cũng không ngừng lại. Lại lần nữa hướng phía trước vào tới, người như điện quang thạch hỏa. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại Lâm Băng trước mặt. Giết, cái kia U linh ngọc xích thì như thần quang, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Băng mi tâm. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Bình thường mắt người thường căn bản bắt không đến tốc độ. Liền xem như Trầm Mặc Nùng đều nhìn có chút cố hết sức. Lâm Băng thân thể nhất chuyển, nàng tốc độ cũng rất nhanh. Nhất chuyển phía dưới, liền đã né tránh U linh ngọc xích. Nàng cũng không ngừng lại, âm sát ma đao vung tay lại, liền thiểm điện chém tới quỷ sai mặt. Mà lúc này, La Quân còn tại theo địa ngục thần thú đọ sức. Cái này địa ngục thần thú thế mà lại miệng phun sát đao, mà lại lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh. Hắn da thịt lại cứng rắn như kim cương giáp, cái này khiến La Quân vô cùng nhức cả trứng. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Tại cuồn cuộn thiên địa trước mặt, chúng ta thủy chung đều là giếng con ếch. Khác biệt là, có người cuồng vọng vô biên, cảm thấy mình ở trên đỉnh thế giới. Có người biết rõ thiên địa kính sợ, cho nên như giày sổ ghi chép băng. Đêm khuya trên đường cái, một trận người quỷ đại chiến chính đang kịch liệt tiến hành. Cũng may mắn lúc này nơi này cũng không có người đi qua, nếu để cho người trông thấy, vậy nhất định sẽ đem người bình thường đều phải hoảng sợ gần chết. Lại nói lúc này, Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng công thủ hợp tác, để quỷ kia kém cận thân không được. Mà La Quân đau khổ đọ sức địa ngục thần thú, địa ngục thần thú lực lượng hung mãnh vô cùng, há miệng, sát đao thì ra, mang theo một cỗ mùi tanh. Con ngựa kia đường trên mặt đất đã bị sát đao cày ra mấy đạo hố sâu. Đây chính là sát đao uy lực. La Quân người trên mặt đất, địa ngục thần thú nhào lên, nó hai cái chân trước, một cái đè lại La Quân ở ngực, một cái cự chảo xé rách hướng La Quân vị trí hiểm yếu. Quả nhiên là hung ác cùng cực. Gió tanh xông vào mũi. La Quân không kịp nghĩ kỹ, lập tức một chiêu hoàng cẩu đi tiểu đạp ra. Hắn một cước này lực lượng cũng là không như bình thường. Địa ngục thần thú bỗng nhiên phun ra một đạo sát đao, La Quân nghiêng đầu tránh đi. Cái kia địa ngục thần thú cũng lập tức hướng phía trước vọt tới, né tránh La Quân hoàng cẩu đi tiểu. La Quân tại địa ngục thần thú thoát ra đồng thời, lập tức một cái lý ngư đả đĩnh đứng lên. Hắn trong nháy mắt trở lại đối mặt địa ngục thần thú. Địa ngục thần thú hướng La Quân trợn mắt gào thét, hung ác vô cùng. La Quân ánh mắt bình tĩnh, hắn không nhúc nhích. Địa ngục thần thú đột nhiên vọt tới, lại lần nữa thiểm điện phát động công kích. Nó nhào lên trong nháy mắt, lại là một đạo sát đao. La Quân hết sức chăm chú, địa ngục thần thú há miệng, hắn thì lập tức phát giác. Thân thể lệch ra, né tránh sát đao. Cùng lúc đó, địa ngục thần thú đã mở ra huyết bồn đại khẩu cắn tới. Đi chết đi. La Quân đột nhiên đem cao bạo lựu đạn xuất ra, kéo ra kíp nổ, hướng phía địa ngục thần thú trong miệng ném vào. Cũng may mắn La Quân lần này phúc trí tâm linh, nhất định phải mang lựu đạn. Không phải vậy lần này gặp gỡ địa ngục thần thú, vẫn là rất khó mà giải quyết. Không khác, cái này địa ngục thần thú da cứng rắn. Mà lại chính là luyện chế khí linh, căn bản không có nội tạng có thể nói. Cho nên, La Quân căn bản không có cách nào dụng quyền lực tướng đánh chết. Liền xem như dùng âm sát ma đao, vậy cũng rất khó đối với nó tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Có thể lựu đạn thì khác biệt, trực tiếp từ địa ngục thần thú trong miệng ném vào. Từ nội bộ tan rã. Cái này lựu đạn uy lực thế nhưng là tương đương với thần thông thập trọng cao thủ pháp lực, mà lại, thần thông thập trọng cao thủ, bọn họ pháp lực đều là từ bên ngoài đánh vào bên trong. Mà lựu đạn là từ bên trong nổ hướng ra phía ngoài. Muốn trách cũng chỉ có thể quái cái này địa ngục thần thú miệng quá lớn. Một khi mở ra huyết bồn đại khẩu, theo cái chậu rửa mặt giống như. La Quân ném lựu đạn thì theo ném rổ giống như. Ầm ầm. Nhất thời, ánh lửa ngút trời. Chỉ một cái chớp mắt, địa ngục thần thú liền bị nổ hôi phi yên diệt. Cái gì khí linh, chiến hồn, toàn bộ bị tạc thành bụi phấn. Quỷ kia kém nhất thời thất sắc, sau đó, hắn trong mắt lóe lên cực độ sắc mặt giận dữ. Các ngươi bọn này phàm nhân, thật đúng là muốn chết a. Quỷ sai tránh thức giận. Cái kia địa ngục thần thú là U linh ngọc xích khí linh, bình thường hắn gặp gỡ một số nhân vật, đều không cần hắn động thủ. Khí linh phối hợp U linh ngọc xích tự nhiên là có thể giải quyết.
Địa ngục thần thú là quỷ sai trợ thủ đắc lực, bây giờ địa ngục thần thú thế mà bị diệt, quỷ sai chẳng khác nào mất đi trợ thủ đắc lực. Hắn làm sao có thể đầy đủ không giận? Huống hồ, muốn ngưng luyện một đầu khí linh đi ra, ít nhất phải 100 năm chi công. Cái này 100 năm tâm huyết cứ như vậy bị hủy, đó là một loại như thế nào đau lòng. Quỷ sai trên tay U Linh Ngọc Xích tăng tốc đối Lâm Băng công kích, cái kia U Linh Ngọc Xích tại quỷ sai trong tay giống như một đạo lợi kiếm, tới lui ngang dọc, rong ruổi vô địch. Đạo đạo lãnh phong, thời thời khắc khắc muốn đưa Lâm Băng vào chỗ chết. Lâm Băng lấy âm sát ma đao tỉnh táo ứng phó, trầm mặc nùng ở một bên du tẩu, mỗi lần đều vừa đúng công sát. Liền cũng tại lúc này, La Quân bạo giống một tiếng, đại thánh đạo tràng triển khai. Hắn đột nhiên xông giết đi lên. Lúc này, La Quân đã triển khai huyết hạch chi lực. Hắn lực lượng trong nháy mắt đạt tới khủng bố 9.000 cân. 9.000 cân là khái niệm gì? Đây là hóa thần điên phong lực lượng. Đại thánh ấn, La Quân từ quỷ sai hậu phương xuất hiện, một chiêu đại thánh ấn đột nhiên che xuống. Trong một chớp mắt, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Không thể không nói, La Quân lần này trùng sát thật đúng là đầy đủ lỗ mãng. Nhưng khí thế của hắn lại phá vỡ dưới mắt cục diện bế tắc. Quỷ sai lạnh hừ một tiếng, cũng không nói chuyện, U Linh Ngọc Xích nhất động, trực tiếp thiểm điện đâm về La Quân dưới nách. Lần này biến hóa, quả nhiên là điêu luyện sắc xảo, khiến người ta khó mà phòng bị. Mắt thấy La Quân liền muốn mệnh tang U Linh Ngọc Xích phía dưới, trầm mặc nùng cùng Lâm Băng nhất thời thất sắc. Không thể không nói, La Quân tu vi cùng quỷ sai cách biệt quá xa. Quỷ sai biến hóa, La Quân căn bản là đến không kịp né tránh. Như vậy lỗ mãng, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Bất quá đáng tiếc là, La Quân từ trước đến nay không phải thường nhân. Hắn là đấu pháp trung hoàng đế. Trong nguy cơ, hắn di hình hoán ảnh thi triển đi ra. Người nhoáng một cái, thì né tránh quỷ sai tất sát một kiếm. Không là La Quân tốc độ rất nhanh, mà là La Quân sớm có đoán trước. Hắn đại thánh ấn là bước đầu tiên, bộ thứ hai cũng là di hình hoán ảnh. Nói cách khác, quỷ sai chiêu còn chưa ra, La Quân liền đã trước một bước tránh ra ngoài. Nhưng là quỷ sai tốc độ rất nhanh, cho nên nhìn thì là La Quân vừa lúc né tránh một kiếm này. Liền cũng tại lúc này, Lâm Băng âm sát ma đao tuôn ra vô cùng âm sát, giống như cuồng phong bạo vũ công sát hướng quỷ sai. Mà lại, âm sát ma đao trận pháp khởi động, theo gió mà ra. Âm sát ma đao tốc độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. Răng rắc, cái kia một cái chớp mắt, Lâm Băng trực tiếp đem quỷ sai một cánh tay bạo chết. Quỷ sai căn bản đến không kịp né tránh. Cùng lúc đó, trầm mặc nùng nhất trường khác ở quỷ sai trên lưng. Tiếp theo, phanh một tiếng. La Quân thiểm điện lấn người tiến lên, rất lợi hại không tử tế nhất quyền bạo tại quỷ sai trên ngực. Oanh! Quỷ sai trong nháy mắt ngã bay ra ngoài, sau cùng trùng điệp ngã trên mặt đất, lại là cũng đứng lên không nổi nữa. Cái này một cái chớp mắt, nói cách khác La Quân ba người hợp lực đem địa ngục chi môn quỷ sai cho chơi ngã. Lâm Băng trên mặt cũng vô hỉ sắc. Nàng hướng đi quỷ kia kém, cũng theo La Quân cùng trầm mặc nùng nói ra, địa ngục chi môn đại biểu uy nghiêm âm phủ thế giới. Quỷ sai là thuộc về công sai, dưới mắt chúng ta đối phó hắn, chẳng khác nào là tại khiêu chiến địa ngục chi môn uy nghiêm. Chuyện này nếu không xử lý tốt, chúng ta đều muốn vạn kiếp bất phục. Trong lúc nói chuyện, ba người đã đến quỷ sai trước mặt. Quỷ sai cánh tay bị đoạn, bất quá đã không có đổ máu. Hắn dùng cường đại khí huyết chi lực đem huyết dịch ngừng. Bất quá quỷ sai lúc này là muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật, hắn nhìn về phía La Quân ba người, trong mắt lóe lên cực đoan sắc mặt giận dữ. Sau đó, hắn lại cười lạnh, hướng về phía Lâm Băng nói ra, ngươi ngược lại cũng biết địa ngục chi môn uy nghiêm, dưới mắt các ngươi lại dám thương tổn bổn tọa, vậy thì chờ lấy địa ngục chi môn trừng phạt đi. Các ngươi sẽ phải gánh chịu địa ngục chi môn tàn khốc nhất hình phạt, các ngươi hội muốn sống không được muốn chết không xong. Trầm mặc nùng cùng Lâm Băng sắc mặt nghiêm túc cùng cực. Bởi vì các nàng biết quỷ này kém cũng không phải là tại đe dọa. Riêng là Lâm Băng biết rõ địa ngục chi môn khủng bố. Đây cũng là nàng trước đó thì không muốn tới xe tang nguyên nhân, có thể là La Quân kiên trì, Lâm Băng không có cách nào. Nàng là sợ La Quân lỗ mãng, sẽ chọc cho giận địa ngục chi môn quỷ sai. Có thể nàng nghĩ không ra là, quỷ này kém tính cách cổ quái như vậy, căn bản là vô pháp câu thông a. Còn không sao cả, quỷ sai liền muốn giết người. Lúc này, La Quân biểu lộ lại là lạnh nhạt, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, nếu như ta là ngươi,
ta nhất định sẽ không như thế uy hát yêu ta đối phương. Người cái này con kiến hôi, cũng có tư cách nói chuyện với bổn tọa. Quỷ sai khó chịu nhất thì là La Quân, hắn lập tức khinh thường cùng cực mắng. La Quân lắc đầu, nói ra, xem ra lão gia hỏa ngươi thật vẫn còn không rõ ràng dưới mắt đến là cái tình huống gì a. Ta giúp ngươi thanh tỉnh một chút, hắn nói dứt lời về sau, đột nhiên một chân đá vào quỷ sai trên mặt. Quỷ sai nhất thời hợp máu phun ra mấy cái răng. Cái này cũng chưa hết, La Quân lại một chân giẫm tại quỷ sai trên gương mặt. Quỷ sai mặt dán, hắn nổi giận cùng cực, đây là cực độ vũ nhục, vô cùng lớn vũ nhục a. Phàm nhân, con kiến hôi, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Quỷ sai nói, ta sẽ. Phốc, La Quân trên chân dùng lực, quỷ sai lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, ngay cả lời đều nói không nên lời. Quỷ sai cũng không phải là quỷ, mà chính là tu vi cao thâm nhân loại. Địa ngục chi môn bên trong thu thập quỷ hồn, âm sát chi khí. Nhưng là địa ngục chi môn thành viên toàn bộ đều là chính thức nhân loại, bất quá là phân công khác biệt a. Cho nên quỷ sai hội đổ máu, hội đau. La Quân nói ra, còn chưa đủ thanh tỉnh sao? Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng nhìn lấy La Quân như thế giày xéo quỷ sai, hai người duy nhất cảm giác chính là, đại điều. Cái này song song, một điểm lượn vòng chỗ trống đều không có. La Quân lấy ra chân, tại quỷ sai trước mặt ngồi xổm xuống. Hắn hơi hơi thở dài, nói ra, thì ngươi thông minh này còn tưởng là quỷ sai. Ngươi chẳng lẽ không biết, tại ngươi không cho địch nhân đường sống thời điểm, đó cũng là phong kín chính mình đường sống. Ngươi nói ngươi đều phải chúng ta muốn sống không được muốn chết không xong, vậy chúng ta là không phải đến trước hết là giết ngươi mới đủ vốn. Ngươi dám, quỷ sai trong mắt tuôn ra hàn ý, nói. La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi cũng nói, chúng ta đắc tội ngươi, đó là không sống được, không chết được. Đã như vậy, ta vì cái gì không trước hết là giết ngươi, sau đó lại tự sát đâu. Ta vì cái gì không làm như vậy đâu. Quỷ sai run lên. Hắn tựa hồ lúc này mới rốt cục có chút làm rõ ràng tình huống. La Quân tiếp tục rằng giặc nói ra, thân người chỗ địa ngục chi môn bên trong, thời gian dài đối quỷ hồn liên hệ. Hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, thế gian không luân hồi. Người chết cũng là thân tử đạo tiêu, từ đó không lưu thiên địa một điểm dấu vết. Người tu luyện mấy trăm năm, công lực thâm hậu, có thể có thành tựu ngày hôm nay, càng là không dễ. Người như đều không sợ vừa chết, chúng ta lại sợ cái gì? Hắn đón đến, nói ra, hiện tại ngươi muốn cân nhắc không phải chúng ta hội sẽ không bị địa ngục chi môn trừng phạt, mà chính là ngẫm lại chính mình làm sao mới có thể còn sống. Tôn tử binh pháp có vân, vây thành người, hạng 10 thiếu 1, người đây sẽ không hiểu sao. Quỷ sai lâm vào trầm tư. Hắn rốt cục ý thức được mắt ba người trước, tuy nhiên thanh niên này là tu vi yếu nhất. Nhưng là quyết đoán tàn nhẫn nhất người. Hắn cũng ý thức được nếu như mình hôm nay chỉ sợ là gặp gỡ chính mình sát kiếp. Nếu là một cái xử lý không tốt, cái kia mấy trăm năm tu vi liền sẽ nhất chiều mất hết. Có được càng nhiều đồ, vật người càng là sợ mất đi. Tuổi trẻ hài tử, không có gì cả, cho nên dám đánh dám liều dám xông vào. Quỷ sai cũng không phải là không có gì cả, hắn là siêu nhiên tại phàm nhân tồn tại. Cho nên, hắn thực là sợ chết. Hắn so La Quân những người này đều muốn sợ chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. La Quân tự nhiên cũng liền nhìn ra quỷ sai tâm lý biến hóa. Hắn ngay sau đó cũng liền không lại tiếp tục vũ nhục quỷ sai, mà chính là vươn tay đem quỷ sai kéo lên. Quỷ sai nguyên khí đại thương, hiện tại là mặc cho người định đoạt. Bất quá hắn tuy nhiên đoạn một cánh tay, nhưng cái này cũng không hề quan trọng. Hắn có thể tại hậu kỳ, thông qua chính mình cường đại khí huyết chi lực, để cánh tay lại sinh ra tới. Đương nhiên, gãy mất một cánh tay chính là mất đi không ít nguyên khí. Muốn bù lại cũng không phải nhất thời chi công. La Quân nói với quỷ sai, xem ra ngươi thì nguyện ý hợp tác. Quỷ sai ánh mắt phức tạp, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy thì tốt, chúng ta tìm phù hợp địa phương, ngồi xuống đàm. Quỷ sai nói ra, ta chỉ có một canh giờ, không phải vậy hội đến không kịp về địa ngục chi môn. Nếu là ta trở về trễ, đến lúc đó thì là muốn che lấp chuyện hôm nay tình, đó cũng là không che giấu được. La Quân nói ra, một canh giờ, đầy đủ. Sau đó, La Quân ba người thì mang quỷ sai đến một đầu yên lặng trong ngõ nhỏ. La Quân hỏi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Quỷ sai tuy nhiên không muốn trả lời La Quân, nhưng bây giờ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.
hắn muộn thanh muộn khí nói ra, ta họ Lâm, Lâm Việt. La Quân nói ra, Lâm Việt, ngươi tại địa ngục chi môn bên trong thuộc tại chức vị gì? Lâm Việt nói ra, địa ngục chi môn bên trong có quỷ sai 300 vạn, quỷ sai lại phân đủ loại khác biệt. Theo thứ tự là quỷ binh, quỷ tướng, quỷ soái, quỷ tôn, quỷ vương, quỷ thánh. Bên trong quỷ binh 295 vạn, quỷ tướng 49,800 người, quỷ soái 100 tên, quỷ tôn 80 tên, quỷ vương 18 tên, quỷ thánh 2 tên. Ngươi là thuộc tại cái gì? La Quân ba người nghe âm thầm líu lưỡi, đồng thời La Quân hỏi Lâm Việt. Ta chính là quỷ vương, Lâm Việt nói ra. La Quân ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau, xem ra chính mình đám người này vận khí thật sự là không tốt ha. Thế mà vừa xuất mã thì gặp được một tên quỷ vương. Bất quá La Quân vẫn là hơi thở phào, cái này Lâm Việt lợi hại như thế, như hắn chỉ là một tên quỷ soái, cái kia địa ngục chi môn thực lực thực sự khiến người sợ hãi a. La Quân lại nói, địa ngục chi môn do ai trưởng quản? Lâm Việt nói ra, Địa Tạng Bồ Tát. La Quân khẽ giật mình, thật là có Địa Tạng Vương a. Địa Tạng Bồ Tát phía dưới cũng là quỷ thánh vi tôn sao? La Quân hỏi. Lâm Việt nói ra, Địa Tạng Bồ Tát phía dưới còn có thập điện Diêm La. La Quân cảm thấy có chút cổ quái, nói ra, thế mà thật có Địa Tạng Bồ Tát, thập điện Diêm La. Xem ra dân gian truyền thuyết cũng không phải như vậy không đáng tin cậy. Lâm Việt nói ra, huyệt trống không đến phong, chỉ bất quá dân gian người nghe được truyền thuyết, nghe nhầm đồn bậy, liền theo sự thật có rất lớn xuất nhập. La Quân nói ra, ta hỏi ngươi một việc, ngươi hãy thành thật đáp ta. Lâm Việt hiện tại cũng là nhận mệnh, đàng hoàng nói, ngươi hỏi. La Quân nói ra, ngươi có biết Thánh Anh Đại Vương? Lâm Việt lắc đầu, nói ra, không biết. La Quân nhất thời nhức cả trứng, nói ra, ngươi thật không biết. Lâm Việt sắc mặt cổ quái, nói, hắn rất lợi hại nổi danh sao? Ta vì cái gì nhất định muốn biết nó? La Quân nói ra, Thánh Anh Đại Vương chính là anh linh chuyển hóa mà thành, âm sát nồng đậm. Ngươi thân là quỷ vương, chẳng lẽ không phụ trách bắt sao? Lâm Việt nói ra, chúng ta mỗi lúc trời tối tại cả nước các nơi có 150 vạn chiếc xe tang tuần tra, xe tang thì chỉ phụ trách lùng bắt cô hồn dã quỷ. Còn có tu vi âm vật, nếu là không xuất hiện tại phạm vi bên trong, chúng ta là không sẽ quản. Cái này giống là các ngươi dương gian rác rưởi, xe rác sẽ không đi bốn phía tìm rác rưởi, sẽ chỉ ở chỉ định vài chỗ thu thập rác rưởi, bảo trì đại bộ phận sạch sẽ. Rác rưởi không có khả năng toàn bộ thanh trừ hết, đồng dạng, dương gian âm vật không có khả năng toàn bộ bị chúng ta thu thập hết. La Quân cảm thấy Lâm Việt nói xong có đạo lý, hắn thế mà không nói gì phản bác. Vậy ngươi có hay không phương pháp đặc thù, có thể giúp ta tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ? Cái kia Thánh Anh Đại Vương hiện tại đem tàn phá nguyên thần giấu ở bằng hữu của ta thiên đình huyệt bên trong. Chúng ta nhất định phải tìm tới Thánh Anh Đại Vương thủ hạ. La Quân nói ra. Lâm Việt lắc đầu, nói ra, thật là không có cách nào tìm tới. Nếu là cái này Thánh Anh Đại Vương thủ hạ tại địa ngục chi môn bên trong, chúng ta còn có thể thông qua chính mình mạng lưới tin tức tìm kiếm. Nhưng là các ngươi dương gian, chúng ta cũng không có loại này internet, cho nên muốn tia, a cũng căn bản không thể nào tia, a được. Lâm Việt nói rất là nghiêm túc, tuyệt không phải là đang nói lời nói dối. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Lâm Băng cũng tuyệt đối tin tưởng Lâm Việt không có nói sai. Ba người tâm chìm xuống, nói như vậy dậy đến vẫn là không có mảy may manh mối a. Bất quá dưới mắt lại cũng không là làm phức tạp Thánh Anh Đại Vương thủ hạ sự tình, lớn nhất một cái nguy cơ thì là như thế nào giải quyết Lâm Việt. Nếu là giết Lâm Việt, địa ngục chi môn người có thể thì a được sao? La Quân nhìn về phía Lâm Băng, hỏi. Lâm Việt trong mắt lập tức xuất hiện một tia vẻ sợ hãi, hắn nói ra, tuyệt đối có thể tia, a được. Chúng ta tại địa ngục chi môn bên trong là có hồ sơ, mà lại thập điện Diêm Vương thần thông quảng đại. Có thể thông qua nơi khởi nguồn điểm khí chàng theo đuổi tìm mùi vị. Thật có thần kỳ như vậy, La Quân không quá tin tưởng. Lâm Băng nói ra, hắn nói rất có thể là thật, chúng ta không thể giết hắn. La Quân đập đi miệng, nói ra. Vậy coi như khó làm. Giết hắn, chúng ta khó có thể sống sót. Không giết hắn, hắn sau khi trở về, lập tức dẫn người tới giết chúng ta. Hắn đón đến, nói với Lâm Việt, người nói người nếu là chúng ta, phải làm gì? Lâm Việt cắn răng, nói, ta có thể cùng các ngươi thề, chỉ muốn các ngươi buông tha ta tuyệt sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. La Quân chẳng thèm ngó tới, nói ra, lời thề bất quá là đau răng chú, người nào tin người đó ngốc. Hắn đón đến,
nói, đúng, còn có cái sự tình ta rất hiếu kỳ. Ta trước đó gặp được một đám danh xưng địa ngục chi môn người, bên trong có. Sau đó, La Quân liền nói giết Tiêu Quân, sau đó bị ông lão mặc áo đen kia mấy người đặt vào thái hư chi cảnh sự tình nói. Đám người kia cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? La Quân hỏi. Lâm Việt nói ra, ngươi nói ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra, đám người kia xác thực là địa ngục chi môn người. Bọn họ hẳn là Tống Đế Vương thủ hạ. Tống Đế Vương một mực chủ trương muốn âm diện thế giới thay thế bên ngoài thế giới, trở thành thế giới bao la chúa tể. Hắn là tại phái thủ hạ mưu đồ chuyện này. La Quân sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy đứng lên, ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Lâm Việt nói ra, thế thì cũng sẽ không. Tống Đế Vương làm chuyện này là vi phạm Địa Tạng Vương ý nguyện, hắn là vụng trộm tiến hành, cho nên hắn cũng không dám trắng trợn. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liếc nhau, hai người hơi hơi thở phào. Để hai người bọn họ buông lỏng một hơi nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Tống Đế Vương không dám tới trả thù, mà là bởi vì Địa Tạng Bồ Tát là không nguyện ý làm như thế. La Quân không khỏi hỏi, như vậy, hắn mấy vị Diêm La Vương đâu? Bọn họ là duy trì Tống Đế Vương vẫn là phản đối Tống Đế Vương. Lâm Việt nói ra, cụ thể ta không rõ lắm, Tống Đế Vương tại thập điện Diêm La bên trong thế lực lớn nhất, gần với Địa Tạng Bồ Tát. Mà Địa Tạng Bồ Tát luôn luôn bế quan, không hỏi thế sự. Cho nên, tình thế rất là phức tạp, bất quá, Tống Đế Vương vẫn là e ngại Địa Tạng Bồ Tát, cho nên cho tới nay cũng chỉ dám làm chút tiểu động tác. Lâm Băng lúc này chen vào nói, đã qua hơn nửa giờ, chúng ta vẫn là nói chuyện giải quyết như thế nào trước mắt sự tình đem. Nàng đây là đem thoại để kéo đến chủ đề lên. La Quân liền nói ra, xử lý như thế nào, sao còn muốn nhìn Lâm Việt tiên sinh ngươi thành ý. Hôm nay sự tình, chúng ta lúc đầu chỉ là muốn tìm ngươi nghe ngóng Thánh Anh Đại Vương. Có thể lão nhân gia người gặp mặt muốn đánh muốn giết, đi đến bây giờ cục diện này, xác thực không phải chúng ta bản ý. Lâm Việt trong lòng làm sao không có hối hận chi tình, hắn tính tình bất thường, rất ít cùng phàm nhân tiếp xúc, lại không hiểu nhân tình thế thái. Cho nên nói, xúc động thật đúng là ma quỷ a. Lâm Việt trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra, nếu như các ngươi không tin được ta, như vậy đi, các ngươi có thể tại ta thiên đình huyệt bên trong đánh vào một đạo ngầm có pháp lực tinh thần ý niệm. Nếu là ta đến báo thù, coi như ở ngoài ngàn dặm, các ngươi cũng có thể để cho ta tự bạo mà chết. Lâm Băng nhãn tình sáng lên, nói ra, biện pháp này có thể thực hiện. La Quân lại là không có bản sự này, phía bên mình cũng chỉ có Lâm Băng có thể cho Lâm Việt đánh xuống ngậm có pháp lực tinh thần ý niệm. La Quân nói, sư tỷ, ngươi xác định sẽ không bị hắn luyện hóa ngươi tinh thần ý niệm sao? Lâm Băng nói ra, trừ phi là trường sinh cảnh cao thủ, không phải vậy tinh thần ý niệm tiến vào thiên đình huyệt về sau, không ai có thể luyện hóa. Mặc Nùng hiện tại chính là cái này tình huống. Nàng đến lúc đó cũng không phải là muốn luyện hóa, mà chính là muốn dành dụng đầy đủ âm sát tinh khí, để đạt tới cùng Thánh Anh Đại Vương nguyên thần giống nhau cấp độ. Nàng đón đến, tiếp tục nói, Thánh Anh Đại Vương trước mắt là thần trí hôn mê, mà ta tinh thần ý niệm lại là thanh tỉnh. La Quân gặp Lâm Băng như thế chắc chắn, ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời. Sau đó, Lâm Băng liền tại Lâm Việt Thiên Đình huyệt bên trong đánh xuống ý niệm. Như thế về sau, La Quân cả đám liền thả Lâm Việt rời đi. Lâm Việt đạt được cho phép rời đi chỉ lệnh về sau, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng nhanh rời đi, đảo mắt thì biến mất tại đầu đường. La Quân ba người đạt được không ít tin tức, đối địa ngục chi môn cũng có càng sâu lý giải. Nhưng là ba người đối Thánh Anh Đại Vương thủ hạ đến ở nơi nào, đây cũng là một điểm manh mối đều không có a. Đi về trước đi, sau khi trở về lại nói, Trầm Mặc Nùng nhất là bình tĩnh, nói ra. Lâm Băng cùng La Quân gật gật đầu. Đêm nay ba người cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Một đêm này cũng là thật sự là kích thích. Tiếp theo, La Quân lái xe trở về Yến Kinh. Rạng sáng 4 giờ, ba người trở lại Trầm Mặc Nùng trong phòng. Lâm Băng cùng Trầm Mặc Nùng lần lượt qua tắm rửa, sau đó trở về phòng ngủ. La Quân sau cùng tắm rửa, sau khi tắm xong liền ở phòng khách trên ghế salon ngủ. Tuy nhiên bận rộn ròng rã một ngày một đêm, nhưng La Quân lại là ngủ không được. Địa ngục chi môn sự tình, La Quân không có quá nhiều suy nghĩ. Hắn hiện tại lớn nhất nhớ nhung là Trầm Mặc Nùng sự tình. Đừng nhìn Trầm Mặc Nùng phong khinh vân đạm, nhưng La Quân biết, Trầm Mặc Nùng chỗ đứng trước là chân chính sinh tử đại kiếp. Một cái sơ sẩy, cái này khảm thì không qua được. Hắn vô pháp tiếp nhận Trầm Mặc Nùng xảy ra chuyện. Nhưng là bước kế tiếp ứng làm như thế nào đi đâu?
La Quân trong đầu không có bất kỳ cái gì đầu mối. Tiếp tục theo dõi anh Linh giống như thật theo Thánh Anh Đại Vương thủ hạ không có có quan hệ gì. Đúng, La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cái kia chính là, Thánh Anh Đại thủ hạ, những này anh Linh toàn bộ đều là âm vật. Âm vật tụ tập cùng một chỗ, âm khí khẳng định nồng đậm. Mà Thánh Anh Đại Vương xuất hiện tại Yến Kinh, nói rõ nhóm này thủ hạ ngay tại Yến Kinh phụ cận. Như vậy thì để Viên Tinh Vân đến lấy Yến Kinh làm trục điểm, bắt đầu bốn phía loại bỏ âm khí nồng đậm chi địa, từng cái qua tìm. Muốn ra một cái đầu mối đến, La Quân lúc này mới hơi hơi thở phào. Người lớn nhất sợ không phải nghèo khó, mà chính là không có hy vọng. Người sợ nhất thực là nghĩ hết biện pháp, nỗ lực đầy đủ tâm huyết, lại như cũ vô pháp phấn đấu ra một phần tôn nghiêm tới. La Quân không sợ vất vả, không sợ mệt nhọc, nhưng hắn liền sợ không có cách nào cứu Trầm Mặc Nùng. Tuyệt vọng là trên thế gian một loại cực hình. Sau đó, La Quân ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vận hành Đại Nhật Nguyệt Quyết, để tâm thần lâm vào một mảnh tuyệt đối yên tĩnh. Trong một chớp mắt, bốn phía hết thảy đều an tĩnh lại. La Quân có thể cảm giác được trong phòng, ẩn tàng sâu kiến nhúc nhích. Hắn cảm giác mình tựa như là tại trong cơ thể mẹ, là như thế an bình, tường hòa. La Quân còn có thể cảm nhận được trong thân thể, tế bào hủy diệt cùng tái sinh, có thể cảm nhận được chính mình dạ dày nhúc nhích. Minh tâm kiến tính, có thể kiến thần. Nói cũng là dưới mắt La Quân loại tình huống này. La Quân cảm giác được trong thân thể ức vạn tế bào đều đang ngọ nguậy, chúng nó đói khát lấy, cực lực khát vọng dinh dưỡng. Chỉ có chờ đến trong thân thể dinh dưỡng hoàn toàn thỏa mãn về sau, thân thể mới có thể viên mãn. Thân thể viên mãn về sau, lần nữa hấp thu dinh dưỡng mới có thể cung cấp đến đại não, từ đó để đại não bắt đầu khai phát. Đại não là thân thể thần linh, nhưng đại não lại không thể ngăn cản dinh dưỡng cung cấp đến tế bào thân thể. Bởi vì tế bào muốn hấp thu dinh dưỡng là một loại bản năng. Tựa như là một kiếm đột nhiên đâm tới, đại não muốn thân thể không né tránh. Nhưng thân thể tại vô ý thức dưới tình huống, vẫn là hội tránh né. Và lại, trùng kích đại não cửa trước, để dinh dưỡng tiến vào vỏ đại não trong tế bào, đó là một kiện nguy hiểm mà buồn ngủ chuyện khó. Loại này dinh dưỡng hấp thu, cũng không phải là phổ thông dinh dưỡng. Phổ thông dinh dưỡng, thân thể, đại não là phối hợp. Cho nên người tài năng còn sống.